Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 52. Sắc mặt Trúc Nhị Bạch vô cùng ảm đạm, cất công đợi cả buổi chiều lại không hề thấy Mạnh Văn Cương đâu, gọi điện thoại cũng là số bận, đây chẳng phải là đang chơi người khác sao. Trong lòng Trúc Nhị Bạch buồn bực, cộng thêm việc Tần Lâm quấy rầy, Tôn Vô Kỵ đòi hoàn tiền, người ta căn bản không thèm đến, cuối cùng lại bị Đồng Phương Châu Tần cho một trận, thật sự là làm người khác tức điên mà. Nhưng Trúc Nhị Bạch vẫn cố gắng nén giận để ăn một bữa linh đình với mấy vị khách quý này, mặc dù đều là khách như đám tôm tép này có đầu tư lại cũng chỉ khoảng 20 triệu là cùng, đây chẳng nhằm nhò gì với Trúc Thị Y Mỹ cả, Đồng Phương Châu và Mạnh Văn Cương mới là những con cá lớn. Đáng tiếc làm sao khi Đồng Phương Châu lại bị Tần Lâm hớt tay trên, đến bây giờ Trúc Nhị Bạch vẫn không thể hiểu rõ, làm sao một người như vậy lại có thể bị một tên lừa đảo như Tần Lâm lừa được chứ? Thật là càng nhiều tiền càng ngốc mà. Cho đến khi trời tối thì bữa tiệc chỉ còn lại người nhà. Lúc này Mạnh Văn Cương mới gọi điện đến, cuối cùng ông ta đã đến trễ. Trúc Nhị Bạch nào dám tỏ thái độ bất kính, cho dù là 12 giờ đêm đến thì ông ta vẫn luôn tiếp đón nồng nhiệt như thế, vì đây chính là thần tài kia mà. Sự hỗ trợ của tập đoàn Hiên Viên dành cho Y Dược Văn Hòa là không lời nào diễn tả được, đó hoàn toàn là cánh tay phải của Y Dược Văn Hòa. Không có tập đoàn Hiên Viên thì cũng sẽ không có Y Dược Văn Hòa của ngày hôm nay, vậy nên mối quan hệ giữa hai bên vô cùng chặt chẽ, có thể thấy rằng lần này Trúc Nhị Bạch nghĩ chỉ cần Trúc Linh Linh ở đây thì tập đoàn Hiên Viên chắc chắn sẽ không chạy khỏi được. Chuyện tốt thì không sợ chậm trễ, ha ha ha, cũng đáng để chúng tôi ở đây đợi cậu cả buổi chiều. Trúc Nhị Bạch đứng ở cửa nhìn Mạnh Văn Cương xe rồi vội vàng ra đón, còn Trúc Tam Đao, Âu Dương Diễm Diễm và những người khác đều đứng thành hai hàng. Cũng coi như là có đủ mặt mũi già trẻ lớn bé của nhà họ Trúc, tất cả đều đến để đón tiếp Mạnh Văn Cương. Thật xin lỗi, tôi có chút việc, đã làm lỡ thời gian của mọi người rồi. Mạnh Văn Cương thoáng cười, điềm tĩnh nói. Không sao không sao, chủ tịch Mạnh bận trăm công nghìn việc, chúng tôi đều là đám tiểu tốt cả. Ha ha ha, chủ tịch Mạnh có thể đến đã là nể mặt chúng tôi lắm rồi, còn làm chúng tôi nở mặt ấy chứ. Trúc Nhị Bạch liên tục nói. So với Mạnh Văn Cương thì nhà họ Trúc chẳng là cái thá gì, nếu như không vì Trúc Linh Linh thì có lẽ Mạnh Văn Cương cũng sẽ không đến. Lúc trước Trúc Nhị Bạch đã từng nghe nói qua, Trúc Linh Linh có được như ngày hôm nay là đều nhờ vào chủ tịch Mạnh Văn Cương của tập đoàn Hiên Viên. Cô chính là tình nhân của ông ta, nếu không thì một ông chủ như Mạnh Văn Cương lại có thể chịu dìu dắt một người không danh tiếng không kinh nghiệm như cô được. Trên thế gian này không có tình yêu nào là vô duyên vô cớ cả, cũng không có chuyện hận mà không có lý do. Chủ tịch Mạnh chính trực đứng tuổi, còn Trúc Linh Linh lại trẻ trung xinh đẹp, ai lại không biết bên trong có chuyện mờ ám chứ? Sự việc này được rất nhiều người trong Y Dược Văn Hòa lan truyền, Trúc Nhị Bạch đã nhân cơ hội này để móc nối với tập đoàn Hiên Viên, thiết lập mối quan hệ hợp tác với chủ tịch Mạnh, bọn họ mong rằng nhà họ Trúc có thể một bước lên mây. Chỉ cần chủ tịch Mạnh có thể đến thì chuyện hôm nay coi như đã thành công một nửa rồi. Trúc Nhị Bạch và Trúc Tam Đao nhìn nhau, trong lòng vô cùng vui vẻ, không nói nên lời, ban ngày bọn họ vẫn còn đang lo lắng sợ chủ tịch Mạnh không đến, coi như lần đầu tư này tiêu tan rồi, nhưng nếu như chủ tịch Mạnh đã đến thì chắc sẽ như ván đóng thuyền. Ai cũng biết chủ tịch Mạnh là người vô cùng lợi hại, ông ấy còn là người giàu nhất thành phố Đông Hải với tổng tài sản lên đến hàng chục tỷ, tuyệt đối không phải chuyện giỡn, đầu tư cho một gia tộc nhỏ thì chẳng phải là chuyện còn con thôi sao. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và rượu. Chỉ đợi chủ tịch Mạnh đến thôi đấy, mời ngồi. Trúc Nhị Bạch cười ha ha nói. Thịt rượu thì không cần đâu, tôi đã ăn rồi, hôm nay mệt quá, tôi đi nghỉ trước đây. Mạnh Văn Cương ngáp một cái, cả đám người liền ngây ngốc, nếu không phải nể mặt cô Trúc thì tôi lại thèm đến nhìn mấy người à. Còn muốn tôi đầu tư cho các người sao, nằm mơ đi. Mạnh Văn Cương hoàn toàn không muốn nói chuyện với bọn họ, Trúc Linh Linh đã bị bọn họ treo lên rồi. Y Dược Văn Hòa đang yên đang lành lại bị bọn họ phá nát, đổi lại thành cái gì mà Trúc Thị Y Mỹ, đúng là khùng điên mà. Mạnh Văn Cương vốn không muốn tới, nhưng không thể nào không nể mặt tiểu sư huynh được, đến thì đến, nhưng còn bàn chuyện hợp tác thì không. Vừa nghe thấy Mạnh Văn Cương muốn nghỉ ngơi, còn ngáp dài ngáp ngắn, Trúc Nhị Bạch lập tức hiểu ra. Hiểu rồi, xem ra chỉ tịch Mạnh quả nhiên là người có tính khí, đây chẳng phải là chuyện dễ hiểu sao. Hi hi hi, ai lại chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đều là lão hồ ly cả, đương nhiên sẽ hiểu ngay lập tức. Mau lên lão nhị,
đưa chủ tịch Mạnh đi nghỉ ngơi, sức khỏe quan trọng, mấy việc khác chỉ là thứ yếu thôi. Trúc Nhị Bạch cười ha ha nói, nhưng Trúc Phi vẫn còn ngây ra đó, tối như vậy mà chủ tịch Mạnh mới đến, chẳng lẽ không muốn bàn chuyện hợp tác đầu tư sao? Nhưng Trúc Phi không dám làm trái lời bố, ông ta vội vàng cúi người rồi dẫn Mạnh Văn Cương đi nghỉ ngơi. Bố, đây là ý gì? Mạnh Văn Cương này thực sự không coi nhà chúng ta ra gì rồi, chúng ta đợi cả một ngày mà bây giờ mới đến, còn chưa kịp nói gì đã đòi đi ngủ, cái quá gì vậy chứ? Sắc mặt Trúc Diệu xa sầm xuống rồi nói, ông ta cũng tức lắm rồi, bữa tiệc của nhà họ Trúc hôm nay coi như thất bại, căn bản không kéo được chút đầu tư nào, chỉ có một con cá lớn như Mạnh Văn Cương đến, bây giờ đến rồi nhưng lại đòi đi ngủ, vậy thì chẳng phải cũng chưa thành công đấy ư? Bộ muốn để cho nhà họ Trúc làm trò sao? Đúng vậy bác hai, Mạnh Văn Cương này là người giàu nhất thành phố Đông Hải, nhưng anh ta cũng không thể không coi người khác ra gì chứ. Chúng ta đợi cả ngày trời rồi, bây giờ lại còn đối xử với chúng ta như vậy. Mặc dù nhà họ Trúc chúng ta không bằng, nhưng chúng ta cũng chưa từng phải nhịn nhục như vậy. Trúc Minh trầm mặc nói, lúc này không kiềm được tức giận, ai cũng có tính nóng nảy riêng, đây chẳng phải là đang coi thường bọn họ sao. Câm miệng, nghe bác hai nói. Trúc Tam Đao trầm giọng nói, nhìn sang anh hai với vẻ mặt đã tính trước mọi việc, xem ra chuyện này không hề đơn giản như vậy. Mấy đứa đầu gỗ bọn bây, đúng là gỗ mục không đẽo được mà. Sao tao lại có thể yên tâm giao nhà họ Trúc lại cho bọn bây được đây? Tụi mà thật là làm bố thất vọng quá, đồ ngu. Ngu không thể tả được. Trúc Nhị Bạch nói thẳng. Tất cả người nhà họ Trúc đều ngẩn ra, ngay cả Trúc Tam Đao cũng không hiểu anh hai đã ăn trúng thuốc gì. Anh hai, ý anh là sao? Đây chẳng phải là rõ ràng rồi sao lão Tam, em sống đến như vậy rồi mà còn không hiểu gì sao? Chuyện đầu tư của chúng ta đã thành công rồi đó. Trúc Nhị Bạch nói một cách chắn chắn. Mong anh hai giải thích cho em. Âu Dương Diễm Diễm bối rối nói, ngay lúc này đây, không chỉ mỗi mình bà cụ mà tất cả người nhà họ Trúc đều ngơ ngác, chuyện gì đã xảy ra thế? Trúc Nhị Bạch chắc chắn như thế kia. Đây là chuyện hệ trọng liên quan đến sự phát triển và suy tàn của nhà họ Trúc đấy. Biết tại sao chủ tịch Mạnh đến không? Có biết tại sao buổi tối mới đến không? Đây chính là bí ẩn sâu xa. Nếu như không có Trúc Linh Linh thì nhà họ Trúc chúng ta có tư cách mời được chủ tịch Mạnh không? Đương nhiên là không, cho dù nhà họ Trúc có ở thời Hoàng Kim thì cũng không thể so được với Mạnh Văn Cương, nhưng chủ tịch Mạnh đến đây hôm nay ắt phải có lý do gì đó. Chính là vì Trúc Linh Linh. Trúc Nhị Bạch vừa nói vừa cười, sau đó đá lông nheo, vẻ mặt không hề nghiêm túc, đầy ý mập mờ. Trúc Linh Linh là bảo bối của nhà họ Trúc chúng ta, tin đồn trong nội bộ y dược Văn Hòa, chắc mọi người đều đã từng nghe rồi, tôi nghĩ chắc ai cũng biết điều này. Lần này chủ tịch Mạnh đến đây chỉ có mục đích duy nhất chính là Trúc Linh Linh. Đêm mới đến, hơn nữa vừa đến là về phòng nghỉ ngơi, chẳng lẽ đến nước này rồi mà còn không hiểu nữa sao? Sau này chúng ta cứ thế mà làm theo, chủ tịch Mạnh là người trọng tình cảm đấy. Trúc Nhị Bạch vui vẻ nói, vẻ mặt như đang tính toán điều gì đó xấu xa vậy. Ồ, thì ra là như vậy, con hiểu rồi. Ánh mắt Trúc Diệu sáng lên, mặt mày hớn hở, khóe miệng nhếch lên càng hiện rõ vẻ mờ ám. Nói vậy thì chủ tịch Mạnh muốn chúng ta bảo Trúc Linh Linh đến tiếp ông ấy. Âu Dương Diễm Diễm cười rồi nói. Anh hai đúng là người biết nhìn xa trông rộng. Vậy mà em lại không nhìn ra. Trúc Tam Đao giơ ngón tay cái lên tán thành ý kiến của Trúc Nhị Bạch, anh hai nói một cái là Trúc Tam Đao như bừng tỉnh, nếu không có anh hai thì chuyện hôm nay coi như toi rồi. Anh hai, anh đúng là định hải thần châm của nhà họ Trúc. Trúc Nhị Bạch vô cùng kiêu ngạo, vuốt nhẹ bộ râu, khuôn mặt già nua của ông ta hiện lên vẻ vui mừng và tự kiêu. Gái đẹp và đồ ăn ngon, mọi người sẽ chọn cái nào? Nếu không làm sao tôi có thể nói chủ tịch Mạnh là người trọng tình chứ? Nghĩ kỹ lại xem. Bố thông minh thật đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trúc Diệu tỏ vẻ khâm phục. Mau bảo Trúc Linh Linh chuẩn bị đi, đêm nay đến tiếp chủ tịch Mạnh. Trúc Nhị Bạch nói. Bác hai, làm như vậy không ổn đâu. Linh Linh và Tần Lâm yêu nhau thật lòng, Trúc Linh Linh chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Vẻ mặt Trúc Dũng hơi khó chịu, ánh mắt có chút bối rối. Bảo con gái ông phải đi tiếp người khác để đổi lấy lợi ích cho nhà họ Trúc, đúng là không lọt tai chút nào, một người làm bố như ông ấy sao có thể vui vẻ nhận lời chứ?
Mặc dù Trúc Dũng có hơi nhu nhược nhưng Trúc Linh Linh là con gái ruột của ông ấy, làm vậy chẳng phải đẩy con gái ông ấy vào chỗ nước sôi lửa bỏng sao? Trúc Dũng, cháu đừng nghĩ ngợi lung tung, tại sao Y Dược Văn Hòa có thể vực dậy, cháu còn không biết hay sao? Nếu không có sự giúp đỡ của chủ tịch Mạnh của tập đoàn Hiên Viên thì Y Dược Văn Hòa có thể trở thành doanh nghiệp có tiếng ở thành phố Đông Hải không? Cho dù đường thần số 2 có lợi hại như thế nào thì cũng khó có thể đột phá trong rất nhiều những sản phẩm y dược khác. Sản phẩm tốt thì ở đâu mà chẳng có, người phát triển được nó mới là hiếm, cháu có hiểu đạo lý đó không? Vẻ mặt Trúc Nhị Bạch trầm xuống. Mọi người trong nhà họ Trúc đều vui mừng hớn hở, chỉ có Trúc Dũng là làm ngược lại với Trúc Nhị Bạch nên trong lòng ông ta sao có thể yên tâm cho được. Nhưng dù gì Linh Linh cũng là con gái của cháu mà. Trúc Dũng cũng tức giận, nếu đổi là con gái ông ta bị đẩy đi tiếp ông chủ lớn thì trong lòng ông ta sẽ nghĩ như thế nào? Thì làm sao, là người nhà họ Trúc chẳng lẽ hy sinh vì nhà họ Trúc một chút cũng là điều không nên sao? Tên Tần Lâm rác rưởi kia làm sao so sánh được với chủ tịch Mạnh chứ? Còn chẳng xứng làm chân sách giày cho chủ tịch Mạnh nữa là, không có lửa làm sao có khói, chuyện của Linh Linh và chủ tịch Mạnh đã đồn trong Y Dược Văn Hòa từ lâu rồi, rất nhiều người đã biết quan hệ bí mật của bọn họ, đừng nói với bác là cháu không biết, như vậy chẳng phải là lừa mình dối người sao? Trúc Linh Linh cũng tự nguyện thì cháu có tư cách gì mà lên tiếng ở đây? Nhà họ Trúc chưa đến lượt cháu chỉ đạo. Trúc Nhị Bạch càng nói càng tức giận, tên Trúc Dũng này đúng là phiền phức, còn chẳng bằng một nửa của Trúc Minh. Đúng đấy, Linh Linh hy sinh tất cả vì nhà họ Trúc cũng điều nên làm, chuyện này con bé cũng hiểu rõ từ lâu rồi, nếu không thì tại sao tập đoàn Hiên Viên lại 5 lần 7 lượt giúp chúng ta chứ, chẳng lẽ con còn không chịu hiểu? Linh Linh và Tần Lâm chỉ là chơi qua đường thôi. Chẳng lẽ chuyện này con cũng không nhận ra? Chúng ta còn kém Linh Linh nhiều, vì nhà họ Trúc, vì tương lai của Linh Linh, chuyện này không còn gì để nghi ngờ nữa, chuyện của Linh Linh và chủ tịch Mạnh con biết được bao nhiêu cơ chứ? Trúc Tam Đao thấy anh hai có chút tức giận liền vội vàng giáo huấn Trúc Dũng. Con! Trúc Dũng không nói gì, nhưng ông ấy cảm thấy mất mặt quá, khuôn mặt đỏ ửng lên, nắm chặt quả đấm, Linh Linh cũng tình nguyện, chắc ông ấy đã thật sự làm chuyện thừa thãi rồi. Có điều lòng tự tôn của một người bố đã tổn thương rất nhiều. Chú hai, tôi không có ý gì đâu chỉ là chú hơi ích kỷ đó, chẳng nghĩ cho đại cục gì cả. Đây là chuyện đã định từ trước, quan hệ giữa Linh Linh và chủ tịch Mạnh đã công khai trong nội bộ của Y Dược Văn Hòa rồi, ai mà chẳng biết. Chú còn tự lừa mình dối người làm gì? Chủ tịch Mạnh không nhìn chúng Tiểu Nguyệt nhà tôi chứ nếu không tôi đã lập tức tặng nó cho chủ tịch Mạnh rồi. Trúc Minh cười khẩy rồi nói. Trúc Dũng bị mọi người nói đến nỗi đầu óc quay cuồng, tím tái mặt mày, tôi bảo vệ con gái của tôi cũng sai sao. Nhưng bị bố phê bình, Trúc Dũng cũng hơi buồn, nếu như vậy thì ngăn cản cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đúng vậy, nếu không có sự giúp đỡ của chủ tịch Mạnh thì nhà họ Trúc bọn họ đã ra đường từ lâu rồi, Y Dược Văn Hòa cũng không thể phát đạt như trước đây, tất cả những việc này đều là một ẩn số. Bác hai. Linh Linh hy sinh cho Y Dược Văn Hòa nhiều như vậy thì sẽ cho con bé một vị trí xứng đáng đúng không? Vương Vân đứng bên cạnh lên tiếng hỏi. Chuyện này không cần phải bàn. Đây là điều đương nhiên, con bé sẽ là tổng giám đốc của Y Dược Văn Hòa, sau này nhà họ Trúc chúng ta ai dám kiếm chuyện với Linh Linh chứ? Có chủ tịch Mạnh chống lưng cơ mà, sự phát triển của nhà họ Trúc không phải ngày một ngày hai. Chúng ta vẫn cần Linh Linh quản lý nhiều. Trúc Nhị Bạch nghiêm túc nói. Vương Vân vui mừng, xem ra cơ hội của Linh Linh đến rồi. Nếu không phải chủ tịch Mạnh đã yên bề ra thất, chắc chắc Tần Lâm không có cửa làm quen với Linh Linh. Linh Linh chỉ muốn tìm một bức bình phong mà thôi, cho nên mới đồng ý ở cạnh tên vô dụng như Tần Lâm. Vương Vân đã nhìn ra quan hệ giữa cô ấy và chủ tịch Mạnh từ lâu rồi. Làm tình nhân của đại gia cũng chẳng phải chuyện gì mất mặt, xã hội bây giờ nó vậy, đồng tiền đi trước mực thước theo sau, hơn nữa Linh Linh cũng có đi làm gái đâu. Chỉ là làm tình nhân của chủ tịch Mạnh thôi mà. Lần này Linh Linh hy sinh một chút vì nhà họ Trúc cũng không phải là không được, dù gì bác hai đã nói vậy rồi, sau này Trúc thị y Mỹ chắc chắn phải để cho Linh Linh nhà cháu một chỗ đứng, chuyện này cứ để cho cháu, bác hai, bây giờ cháu sẽ đi tìm Linh Linh. Vương Vân vui mừng nói. Tốt, vinh hoa phú quý nhà họ Trúc chúng ta phải trông cậy vào cháu rồi, đi đi. Trúc Nhị Bạch vẫy tay, Vương Vân chống nạnh. Vẻ mặt hơi e thẹn, không ngờ có ngày nhà họ Trúc cũng phải trông cậy vào bà ấy, đúng là tự hào quá. Bác hai yên tâm, cháu chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
3, 2. Trúc Dũng định nói điều gì đó, nhưng thấy Vương Vân trợn trừng mắt lên lại thôi. Mọi người đi ăn cơm đi, tối hôm nay không say không về. Ha ha ha. Trúc Nhị Bạch cười lớn, vô cùng vui vẻ, cùng Trúc Tam Đao và những người khác nhập tiệc. Lúc này, Vương Vân kéo tay Trúc Linh Linh vào trong phòng, cười nói. Linh Linh, Chủ tịch Mạnh đến rồi, lát nữa con vào phòng ông ấy nhé, đêm nay con phải ký được hợp đồng của nhà họ Trúc với ông ấy nhé, ha ha ha. Trúc Linh Linh hơi biến sắc. Mẹ nói linh tinh gì thế? Mẹ nói linh tinh, con không phải giả vờ với mẹ, con tưởng mẹ không biết chuyện của con và Chủ tịch Mạnh sao? Nếu không vì con thì sao Chủ tịch Mạnh lại đến bữa tiệc của nhà họ Trúc chúng ta chứ? Nếu không vì con sao ông ấy lại đến muộn như vậy chứ? Ý tứ rõ ràng như vậy rồi mà. Hi hi hi. Vương Vân khoác tay con gái nói. Mẹ đừng nói linh tinh, người ngoài nói ra thì miễn cưỡng bỏ qua, sao đến cả mẹ cũng nói ra những lời này, con và Chủ tịch Mạnh có chuyện gì được chứ? Chúng con trong sạch, mẹ đừng có nhìn gà hóa quốc nữa. Trúc Linh Linh trầm giọng nói. Vậy con nói cho mẹ biết, tại sao Chủ tịch Mạnh lại đầu tư cho Y Dược Văn Hòa chúng ta? Tại sao Chủ tịch Mạnh lại 5 lần 7 lượt giúp đỡ chúng ta, tập đoàn Hiên Viên lại chỉ đích danh con đi ký hợp đồng? Mặt con mọc hoa sao? Con tưởng mẹ ngu sao, có chút chuyện nhỏ này mà mẹ không nhìn ra sao? Mẹ còn mặt mũi nào mà làm mẹ của con hả? Con và Tần Lâm chỉ là vui chơi qua đường thôi, không phải thật, mẹ biết con chỉ lấy cậu ta ra làm bức bình phong cho con thôi, chuyện nhà họ Trúc bây giờ là quan trọng nhất, chuyện này khiến con tủi thân lắm đúng không? Hơn nữa có quan hệ tốt với Chủ tịch Mạnh thì ngày tháng sau này mới phất lên được đúng không? Mẹ cũng không phải người cổ hủ, người thứ ba thì sao chứ? Chúng ta vẫn quang minh chính đại cơ mà. Vương Vân cười nói, bà ấy không phải là người cổ hủ, thanh niên bây giờ có khi còn không thời thượng bằng bà ấy, làm người thứ ba thì sao? Đó là bản lĩnh của phụ nữ đó, phụ nữ đẹp thì sao, không có bản lĩnh cũng chỉ có thể làm bà cô nội trợ cho người ta thôi. Vẻ mặt của Trúc Linh Linh càng ngày càng khó coi, Vương Vân nói khó nghe quá, cô là con gái của bà ấy mà bà ấy lại nghĩ như vậy. Mẹ, chuyện không như mẹ nghĩ đâu, con và Chủ tịch Mạnh không có quan hệ gì hết, con phải làm sao mẹ mới tin con đây? Con gái của mẹ là người như thế nào mẹ còn không biết hay sao? Trúc Linh Linh tức giận lớn tiếng. Được rồi, mẹ không ép con nữa là được chứ gì? Con là người như thế nào mẹ hiểu rõ nhất, con là người rất sĩ diện. Không chịu xuống nước, nếu không đã xong kiếm hợp bích với Chủ tịch Mạnh làm rạng rỡ nhà họ Trúc từ lâu rồi, con sợ người ta chỉ trỏ sau lưng nên mới không công khai mối quan hệ giữa hai người. Nhưng mọi người không ngu ngốc, chuyện đã truyền đến tai mẹ rồi, con nói xem có thể là giả không? Vương Vân bĩu môi nói. Mẹ biết con không vui nhưng con phải hiểu tình hình bây giờ của nhà họ Trúc chúng ta rất đặc biệt, hơn nữa cũng có phải bảo con đi tiếp người ngoài đâu, Chủ tịch Mạnh là người của chúng ta mà. Con còn khóc cái gì, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, mẹ đồng ý với con sau này sẽ không để ý đến tên nhóc Tần Lâm nữa là được. Nhưng chuyện của con và Chủ tịch Mạnh đừng để Tần Lâm biết, tên nhóc đó cũng không phải dạng vừa đâu, nhớ cậu ta biết chắc chắn sẽ phá đám. Trúc Linh Linh dở khóc dở cười, bị Vương Vân nói đến nỗi mặt mày tái mét, nước mắt rưng rưng. Mẹ, con xin mẹ đừng chia rẽ tình cảm của chúng con và anh Tiểu Lâm yêu nhau thật lòng. Con sẽ không đi tiếp Chủ tịch Mạnh gì cả, mẹ đừng tốn công tốn sức nữa, còn về việc tại sao Chủ tịch Mạnh lại đồng ý giúp con cũng không biết, nhưng con chắc chắn không phải loại người mẹ đang nghĩ. Được rồi, con nói gì cũng đúng, nhưng mà mẹ nói đến nước này rồi vẫn không chịu sao. Con nhóc chết tiệt này. Vương Vân lườm Trúc Linh Linh một cái, con nhóc này chắc chắn là không chịu thừa nhận, làm vậy có tác dụng gì. Trong nội bộ Y Dược Văn Hòa đã công khai bí mật này từ lâu. Con đấu lại được nhiều cái miệng như thế không? Không có lửa làm sao có khói, ý của Chủ tịch Mạnh còn chưa rõ ràng hay sao, hơn nữa bà ấy cũng đã đồng ý với bác hai rồi, nhất định phải làm chuyện này cho ra ngô ra khoai, thành công rực rỡ mới được. Mẹ đừng nghe bọn họ nói linh tinh, mẹ là mẹ ruột của con cơ mà, mẹ không thể bôi nhỏ con gái mẹ đúng không? Trúc Linh Linh cắn răng nói. Được rồi, mẹ sai rồi được chưa? Mau lau nước mắt đi. Mẹ đi rót cốc nước cho con. Vương Vân vỗ vai Trúc Linh Linh, bà ấy đã chuẩn bị thuốc ngủ từ trước, bà ấy đã nghĩ kỹ rồi, nếu Trúc Linh Linh không nghe lời thì dùng thuốc ngủ làm cô hôn mê rồi đưa đến chỗ Chủ tịch Mạnh, đây là cách cuối cùng. Vương Vân hòa thuốc ngủ vào trong cốc nước rồi đưa cho Trúc Linh Linh.
Trúc Linh Linh uống một hớp, sau đó cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân không còn chút sức lực nào. Mình làm sao vậy? Trúc Linh Linh cảm nhận được toàn thân cứng đờ, không còn chút sức lực nào, không khống chế được cơ thể, ngã nhào xuống ghế sofa. Mẹ, con làm sao thế này? Trúc Linh Linh nói. Linh Linh, mẹ muốn tốt cho con, bây giờ mẹ sẽ đỡ con sang phòng chủ tịch Mạnh, đến lúc đó, hai người cứ chơi cho đã, hi hi hi. Hợp đồng nhà họ Trúc trông cậy hết vào con đấy, con cứ yên tâm, mẹ sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai, mẹ là mẹ của con mà, con đừng khóc nữa, nếu không trang điểm sẽ không được đẹp, chủ tịch Mạnh sẽ không vui, con ngại thì mẹ làm chủ thay cho con, trước đây chủ tịch Mạnh giúp nhà họ Trúc chúng ta nhiều như vậy, con đừng có mà không biết điều. Vương Vân cười nói, sau đó đỡ lấy Trúc Linh Linh. Mẹ, sao mẹ có thể làm ra chuyện này, con là con gái của mẹ. Mẹ là mẹ ruột của con cơ mà. Trúc Linh Linh cảm thấy giọng nói của mình trở nên khàn đặc, yếu ớt. Vì mẹ là mẹ ruột của con nên mẹ mới không thể trơ mắt nhìn con sa ngã. Chủ tịch Mạnh là quý nhân của con, hơn nữa còn là ân nhân của cả nhà họ Trúc chúng ta. Chỉ cần đêm nay con đàm phán được với ông ấy thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Hơn nữa Trúc Nhị Bạch cũng nói rồi, sau này con sẽ là tổng giám đốc của Trúc Thị Y Mỹ. Như vậy sẽ là tổng giám đốc của công ty kết hợp giữa hai nhà họ Trúc, đến lúc đó con sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, mẹ cũng sẽ được hưởng phúc cùng con vài năm, hơn nữa chủ tịch Mạnh là người như thế nào con còn không rõ sao. Đừng có giả vờ ngây thơ với mẹ. Vương Vân trừng mắt nhìn Trúc Linh Linh. Người khác không biết, nhưng mà mẹ biết. Mẹ nói câu này lẽ ra một người mẹ không nên nói, nhưng làm gái mà còn muốn lập miếu thờ trinh tiết sao, chuyện của con và chủ tịch Mạnh còn ai không biết nữa. Con còn tự lừa mình dối người nữa sao? Mẹ thực sự muốn tốt cho con, nếu nhà họ Trúc phất lên thì con sẽ là công thần của cả nhà họ Trúc, đến lúc đó mẹ đồng ý với con sẽ cho Tần Lâm làm rể nhà họ Trúc chúng ta được không? Mẹ và bố con cũng là người có tiếng nói trong nhà họ Trúc rồi. Vương Vân sụt sùi nói, trong lòng đã tưởng tượng ra vô số những viễn cảnh trong tương lai rồi. Mẹ, con xin mẹ, đừng đưa con sang chỗ chủ tịch Mạnh, con cầu xin mẹ đấy. Trúc Linh Linh khóc nức nở, cô không ngờ rằng chính mẹ ruột của mình lại bỏ thuốc ngủ cô rồi đưa cô vào phòng đàn ông, làm vật hy sinh cho gia tộc, khoảnh khắc này con tim cô đau như bị dao cứa. Cô còn không dám tin đây là sự thật. Giữa cô và chủ tịch Mạnh hoàn toàn trong sạch, nhưng tại sao bà ấy lại không chịu tin? Nhân phẩm của mẹ cô như thế nào, Trúc Linh Linh biết chứ, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, tham lam phú quý, muốn tìm con rể đại gia, nhưng cô đánh giá thấp mẹ cô quá rồi. Đến lại chuyện lòng lang dạ sói như thế này bà ấy cũng có thể làm được. Vẫn còn khóc à, ngủ với chủ tịch Mạnh một đêm thôi mà. Sao con lắm chuyện thế? Con với chủ tịch Mạnh cũng có phải ngày một ngày hai đâu, sao con cứ bướng vào lúc quan trọng vậy? Mẹ thấy con vẫn còn để trong lòng chuyện lúc trước nên mới không muốn giúp nhà họ Trúc đúng không? Vương Vân tức giận nói. Con phải nghĩ cho kỹ, bây giờ Y Dược Văn Hòa đã tan tác rồi. Tất cả nguồn đầu tư đều đổ dồn vào Trúc Thị Y Mỹ, chỉ cần kéo được nhà đầu tư lớn như Chủ tịch Mạnh đến giúp chúng ta thì Trúc Thị Y Mỹ bây giờ và Y Dược Văn Hòa ngày trước chẳng còn gì khác nhau nữa. Hơn nữa chúng ta chắc chắn càng phát triển hơn nữa, lớn mạnh hơn nữa, cái gì mất cũng mất rồi, mặc dù Y Dược Văn Hòa chứa rất nhiều tâm huyết của con nhưng mà cái gì đã qua rồi thì bỏ qua đi. Con phải nghĩ đường lui vì mình, vì mẹ và bố của con nữa chứ. Con không thể vì một chút tình cảm của bản thân mà không màng tới nhà họ Trúc được, làm như vậy là ích kỷ lắm con biết không? Vương Vân trách móc Trúc Linh Linh, vẻ mặt u ám, con nhóc này sao lại không thông suốt như vậy chứ? Chắc chắn là vì lúc trước Trúc Nhị Bạch đã tước đoạn hết quyền hành của Linh Linh nên con bé mới ghi thù, không chịu tha thứ, nhưng tình hình bây giờ đã khác, Trúc Nhị Bạch đã đồng ý để cô làm tổng giám đốc của Trúc Thị Y Mỹ, sau này cuộc sống của bọn họ sẽ tốt đẹp hơn nhiều rồi. Chắc chủ tịch Mạnh đang chờ con đấy, bây giờ mẹ sẽ đỡ con qua bên đó, đến bên đó chắc chắn con sẽ không như thế này đâu, he he he, mẹ còn lạ gì nữa. Vương Vân đỡ Trúc Linh Linh đi về hướng phòng của chủ tịch Mạnh. Lúc này, Trúc Linh Linh khóc như mưa, không nói được lời nào, ánh mắt tuyệt vọng, mặt mày xám xịt. Hôm nay là ngày tốt, muốn làm chuyện gì là làm được chuyện đấy. Vương Vân đỡ Trúc Linh Linh, vừa bước đi vừa hát, khuôn mặt vô cùng vui vẻ. Nếu chủ tịch Mạnh ly hôn xong lấy con gái bà ấy thì tốt biết mấy. Trong lòng Vương Vân nghĩ tới viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai, nhưng lần này nhà họ Trúc phất lên,
thì địa vị của bà ấy trong nhà họ Trúc chắc chắn cũng lên như diều gặp gió, Trúc Minh và Trúc Tam cô đừng hòng bắt nạt bà ta nữa. Kính con! Vương Vân ấn chuông cửa phòng chủ tịch Mạnh. Ai vậy? Lúc Mạnh Văn Cương ra mở cửa, lập tức ngây người, Vương Vân không thèm quan tâm những thứ khác, xông thẳng vào trong để Trúc Linh Linh xuống sofa. Mà Mạnh Văn Cương vừa tắm xong, đang mặc đồ ngủ, trong lòng vui như mở hội, thì ra người ta đã chuẩn bị từ lâu rồi. Trúc Linh Linh vẫn không ngừng khóc, cô biết đêm nay chắc sẽ không thể rời khỏi đây, bây giờ cô còn không cử động được. Chủ tịch Mạnh vừa tắm xong, mỡ dâng đến miệng rồi ai mà lại không ăn chứ? Trúc Linh Linh vô cùng tuyệt vọng, không ngờ cô lại bị chính mẹ ruột của mình gài bẫy, hơn nữa còn bị trách mắng một trận nữa, bà ấy coi cô là một con nhóc không biết điều. Trúc Linh Linh muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi nơi này, cô ước rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ sao lại chân thật đến thế? Hơn nữa Trúc Linh Linh cảm nhận thuốc ngủ ngày càng ngấm, ý thức của cô bắt đầu trở lên mơ hồ. Đừng, đừng! Nội tâm Trúc Linh Linh đang kêu gào, anh Tiểu Lâm, em xin lỗi anh, em xin lỗi anh. Hu hu hu! Không phải ai cũng từng trải qua cảm giác đau đớn như bị cứa vào tim như thế này, bị gia tộc ruồng bỏ, bị mẹ ruột hãm hại, còn mất thứ quý giá nhất của bản thân, sau này sao cô có thể gặp Tần Lâm được chứ? Chỉ bằng chết quách đi cho rồi. Nhưng bây giờ cô muốn chết cũng chẳng được. Đầu óc mơ hồ, Trúc Linh Linh cuối cùng cũng ngất đi, không biết trời đất đâu cả. Chị đang làm gì vậy? Mạnh Văn Cương không hiểu gì cả, khuôn mặt vô cùng lúng túng, nhưng Vương Vân cũng chẳng thèm để ý đến ông ấy. Một khắc đêm xuân đáng giá nghìn vàng, tôi không làm phiền hai người nữa, chủ tịch Mạnh chơi vui vẻ nhé, hi hi hi. Vương Vân vội vàng rời khỏi phòng của Mạnh Văn Cương, lúc này bà ấy không thể ở đây làm kỳ đà cản mũi được, mặc dù tuổi này rồi nhưng bà ấy cũng tình ý đấy chứ. Mạnh Văn Cương nhìn Trúc Linh Linh hôn mê bất tỉnh trên sofa, trong lòng có chút lo lắng. Chuyện này là thế nào? Không được, phải gọi điện cho tiểu sư huynh ngay mới được. Nhà họ Trúc làm trò gì vậy? Ông ta cảm thấy hoang mang, tặng Trúc Linh Linh cho ông ấy sao? Cái này, Mạnh Văn Cương có trăm cái đầu cũng không dám động vào một ngón tay của Trúc Linh Linh đâu. Mạnh Văn Cương hoang mang lo sợ. Không thể để tiểu sư huynh hiểu lầm không thì ông ấy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Alo, tiểu sư huynh, tôi là Mạnh Văn Cương, tôi đang ở phòng 1313 tầng 13 khách sạn Hào Duyệt, sư huynh có tiện đến đây một chuyến không? Cô Trúc Linh Linh đang ở phòng tôi, bị hôn mê rồi. Mạnh Văn Cương vội vàng nói cho tiểu sư huynh biết, mặc dù bây giờ đã rất muộn rồi, nhưng ông ấy không thể để chậm trễ thêm giây phút nào nữa. Được. Tôi sẽ đến ngay. Tần Lâm chau mày, vẻ mặt vô cùng khó coi, cúp máy, lao đến phòng Mạnh Văn Cương, anh ở ngay phòng 1312. Nhà họ Trúc dám tặng Linh Linh cho Mạnh Văn Cương. Tần Lâm đã đoán ngay được đầu đuôi chuyện này, chắc chắn là như vậy, Mạnh Văn Cương thông báo cho anh nhanh như vậy chắc chắn cũng không biết anh ở phòng kế bên. Mạnh Văn Cương nghĩ một lúc rồi vội vàng đi thay quần áo, không thể để cho tiểu sư huynh hiểu lầm được. Nhưng vừa mới vào phòng ngủ thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Trời đất ơi, sao có thể nhanh như vậy chứ? Đi máy bay cũng không nhanh bằng đấy. Chắc không phải là tiểu sư huynh đâu. Mạnh Văn Cương vội vàng ra mở cửa, nhưng ông ta phải thất vọng rồi, đúng là tiểu sư huynh đã tới. Mạnh Văn Cương lắp bắp nói. Tiểu sư huynh, tôi vừa tắm xong bọn họ đã đưa cô ấy tới, không liên quan tới tôi. Tần Lâm gật đầu. Nhưng Mạnh Văn Cương nhìn ra được tiểu sư huynh đang rất tức giận, rất phẫn nộ. Tôi biết rồi, chuyện này không liên quan đến sư đệ. Tần Lâm nhìn thấy Trúc Linh Linh bị hôn mê bất tỉnh liền cảm thấy vô cùng tức giận. Nhà họ Trúc đúng là muốn chết mà. Dám đẩy Trúc Linh Linh vào lòng Mạnh Văn Cương, không phải muốn chết thì là gì. May mà là Mạnh Văn Cương, nếu là người khác thì đúng là hậu quả khôn lường. Trước giờ Tần Lâm không thèm để ý đến đám người nhà họ Trúc. Nhưng lần này anh thật sự tức giận rồi. Linh Linh là của riêng anh, ai dám động vào Linh Linh anh nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó. Bây giờ Mạnh Văn Cương đã thực sự cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ người tiểu sư huynh, lần này nhà họ Trúc gặp chuyện lớn rồi. Một khi tiểu sư huynh tức giận thì bọn họ sẽ không chịu nổi đâu. Tôi mang cô ấy đi, chuyện này tôi đã hiểu rồi, sư đệ không cần để ý, chuyện này coi như xong, sáng ngày mai sư đệ hãy rời khỏi đây. Chuyện nhà họ Trúc cứ để tôi lo liệu.
Tần Lâm nói xong liền ôm Trúc Linh Linh ra ngoài rồi đưa vào phòng mình. Mạnh Văn Cương thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi tiểu sư huynh ở đây ông ta cảm thấy vô cùng áp lực như muốn nghẹt thở vậy, đám người nhà họ Trúc này đúng là không biết núi Thái Sơn, tiểu sư huynh là sự tồn tại đỉnh cao nhất ở thành phố Đông Hải, nhưng lại bị bọn họ coi là kẻ ở rể, các người to gan thật đấy, tưởng mình là gia tộc mạnh nhất ở thành phố Đông Hải sao, hay là gia tộc mạnh nhất ở tỉnh Hán Đông. Tần Lâm ôm Trúc Linh Linh về phòng mình, đúng lúc bị Trúc Huy đi ở hành lang nhìn thấy. Tên Tần Lâm này hay lắm, dám cướp Trúc Linh Linh từ phòng của chủ tịch Mạnh sao? Phải đi mách ông nội mới được, xem mày xử lý như thế nào. Nhà họ Trúc chúng tao chắc chắc không để mày phá hỏng chuyện tốt, chủ tịch Mạnh, xin ông đừng tức giận. Trúc Huy lẩm bẩm nói, nhưng đúng lúc này hắn ngẩng đầu lên thì bị một người chột một mắt chặn lại. Con mẹ mày là thằng nào? Đừng có mà chặn đường tao. Trúc Huy mắng chửi. Nhìn cho rõ xem tao là ai. Giọng nói trầm khàn khiến Trúc Huy nổi da gà, nhìn kỹ lại thì ra là Trần Hạo. Anh Hạo, sao lại là anh, mắt của anh làm sao kia? Trúc Huy tái mét, toàn thân run rẩy, vì Trần Hạo chỉ còn một con mắt nên khi nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cảm thấy mình không thở nổi. Trần Hạo muốn làm gì? Làm sao kia? Chẳng phải là mày tặng cho tao sao? Trần Hạo dùng một tay kẹp cổ Trúc Huy trợn trừng mắt muốn vùng vẫy, mặc dù Trần Hạo mất đi một con mắt, một cánh tay bị thương nhưng Trúc Huy cũng không đánh lại được, phải biết rằng Trần Hạo năm đó là lão đại khét tiếng một vùng. Trần Hạo kẹp chặt lấy cổ của Trúc Huy sợ vãi linh hồn, mặt tái mét. Anh Hạo, có gì từ từ nói, tôi có nhiều tiền, tôi đưa tiền cho anh được chưa? Trúc Huy run rẩy nói, sợ đến nỗi run cầm cập. Tiền, ông đây cần mấy đồng bạc của mày sao? Bây giờ mày đưa cho tao 100 triệu tao quỳ xuống gọi mày là bố cũng được, mày mà không đưa cho tao được 100 triệu thì tao sẽ đánh mày tàn phế. Trần Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, hắn bị mù một mắt cũng là do Trúc Huy gây ra, thù hôm nay nhất định phải báo. Hắn không dám tìm Tần đại sư khách quý của Đồng Phương Châu nhưng chẳng lẽ lại không dám tìm Trúc Huy tính sổ sao? Tôi không có tiền. Không có tiền, vậy tao sẽ lấy một con mắt của mày, một cái tai và đôi tay nữa. Cái này gọi là có vay có trả. Giọng nói của Trần Hạo lạnh lẽo, Trúc Huy ngây ngốc, vô cùng hoảng sợ, Trần Hạo là một kẻ liều lĩnh, Trúc Huy rất sợ lời nói của hắn. A, bố, cứu con ở tầng 13, con bị người ta móc mắt, cắt tai, chặt tay rồi. Trúc Huy bị đánh chảy máu mũi, nằm dưới đất. Gọi điện thoại cho bố mình. Cái gì, ai dám động vào con trai của bố? Con cứ đợi đi, bố sẽ giết chết hắn. Trúc Diệu nghe giọng nói yếu ớt của Trúc Huy còn tưởng có người uy hiếp hắn, nhưng đến nơi Trúc Diệu mới hoảng loạn, Trúc Huy thật sự bị người ta móc mắt, cắt tai, chặt cả cánh tay, máu chảy lênh láng. Con trai, con làm sao thế con trai? Trúc Diệu trầm giọng nói, nhìn thấy Trúc Huy bị đánh như thế này, người làm bố như bị dao đâm vào tim. Không kịp nói nữa đâu, bố mau đưa con đi viện đi, bố tay của con vẫn có thể nối được đấy. Trúc Huy vừa khóc vừa nói, không đau chết đi sống lại là mạng lớn lắm rồi. Còn chuyện này nữa, Tần Lâm cướp Trúc Linh Linh từ phòng của chủ tịch Mạnh đi rồi, tên nhóc đó phá hỏng chuyện lớn của nhà họ Trúc chúng ta, nhất định không được bỏ qua. Trúc Huy cố nhẫn nhịn cơn đau nói, cái gì? Trúc Diệu biến sắc, Tần Lâm, lại là Tần Lâm. Tên nhóc này đúng là khắc tinh của nhà họ Trúc mà. Bọn họ vừa mới uống rượu xong, ai cũng rất vui vẻ, mùa xuân của nhà họ Trúc sắp đến rồi, những ngày tươi đẹp của bọn họ còn phải chờ bao xa nữa. Đúng lúc này, Trúc Huy lại nhìn thấy Tần Lâm cướp Trúc Linh Linh từ phòng của chủ tịch Mạnh đi, đùa nhau sao? Không tiếp đãi tốt chủ tịch Mạnh, chẳng lẽ lại mong nhà họ Trúc tự vực dậy sao? Chủ tịch Mạnh người ta có nợ cậu ta cái gì đâu, đây là việc cả hai cùng có lợi. Vì Trúc Linh Linh chính là người phụ nữ của chủ tịch Mạnh, bây giờ tên khốn Tần Lâm lại cướp Trúc Linh Linh về, vậy phải làm sao đây? Xong đời rồi, đắc tội với chủ tịch Mạnh, tia hy vọng cuối cùng của bọn họ cũng đã tan thành mây khói. Con nhịn một chút, bố gọi điện cho ông nội con đã. Trúc Diệu biết chuyện nào không thể đợi, nhân lúc chủ tịch Mạnh còn chưa đi, nhất định phải cướp lại được Trúc Linh Linh, còn về Tần Lâm thì phải đuổi đi mới được. Nhà họ Trúc không thể bị hủy hoại trong tay tên đó được, còn muốn làm con rể nhà họ Trúc, mơ đi. Trúc Nhị Bạch đã uống mấy cốc rượu trong buổi tiệc, ai cũng vui vẻ,
nhà họ Trúc đều say bí tỉ, vô cùng hứng khởi, nhảy múa ca hát tưng bừng. Hôm nay tôi rất vui, tôi sẽ hát cho mọi người nghe một bài, năm đó nếu không vì gia tộc thì có lẽ tôi đã vào đoàn ca hát của quân đội rồi. Trúc Nhị Bạch vô cùng hào hứng, gõ đũa vào chén bát. Hôm nay chúng ta cùng nâng ly rượu, rượu ngọt máu nóng rực trời xuân thu. Bố, có chuyện lớn rồi. Vẻ mặt Trúc Phi vô cùng khó coi. Chuyện gì từ từ nói, hấp ta hấp tấp, sau này làm sao bố yên tâm giao lại nhà họ Trúc cho các con được, hừ. Trúc Nhị Bạch hừ một cái nói. Không phải đâu bố, xảy ra chuyện lớn thật rồi, anh cả nói là Tiểu Huy nhìn thấy Tần Lâm cướp Trúc Linh Linh ra khỏi phòng chủ tịch Mạnh. Trúc Phi vội vàng nói. Cái gì? Vẻ mặt Trúc Nhị Bạch trầm xuống, nụ cười dần biến mất. Tên khốn này, cậu ta muốn hại chết nhà họ Trúc chúng ta sao? Nhà họ Trúc chúng ta chọc gì đến cậu ta sao? Tên khốn nạn, đi với bố, đêm nay phải sống mái với cậu ta một trận mới được. Trúc Nhị Bạch vẫn còn hơi say, ông ta gầm lên, nổi cơn thịnh nộ, tên Tần Lâm này đúng là sao chổi của nhà họ Trúc bọn họ mà. Nếu có chuyện như vậy, thì tên Tần Lâm này đúng là khốn nạn thật, nhà họ Trúc chúng ta phải cho cậu ta biết tay mới được. Trúc Minh cắn răng nói. Tôi biết ngay tên Tần Lâm này không phải thứ tốt đẹp gì mà, dám chơi nhà họ Trúc chúng ta một vố sao. Chủ tịch Mạnh chắc chắn rất tức giận, khoản đầu tư của chúng ta e rằng sẽ tan biến mất. Âu Dương Diễm Diễm cũng tỏ vẻ tức giận, đã nói Tần Lâm không thể làm rể nhà họ Trúc rồi mà, lần này còn gây chuyện lớn cho bọn họ nữa chứ. Đi, chúng ta đi tìm cậu ta, phải cho cậu ta biết tay mới được. Trúc Tam Đao vội vàng đi theo sau Trúc Nhị Bạch. Mấy chục người nhà học Trúc lũ lượt kéo đến phòng Tần Lâm. Tần Lâm thấy Trúc Linh Linh chỉ bị cho uống thuốc ngủ nên cũng yên tâm phần nào, Mạnh Văn Cương là người mà anh tin tưởng, hơn nữa Linh Linh cũng chưa bị người ta xâm hại. Tần Lâm cẩn thận rút châm bạc ra đâm vào người Trúc Linh Linh, giúp cô ấy giải thuốc ngủ, Trúc Linh Linh dần tỉnh dậy. Lúc Trúc Linh Linh nhìn thấy Tần Lâm, cô lại òa khóc, ôm chặt lấy Tần Lâm. Anh Tiểu Lâm, hu hu hu, em xin lỗi. Em có lỗi với anh, hu hu hu. Anh Tiểu Lâm, chúng ta chia tay đi, em không xứng với anh, hu hu hu. Trúc Linh Linh khóc nức nở, cô tưởng rằng mình đã bị xâm phạm, nên vô cùng đau khổ. Tần Lâm cười khổ, nhưng trong lòng vẫn rất tức giận, nhà họ Trúc đúng là một đám cặn bã không bằng cầm thú. Dám cho người nhà uống thuốc ngủ rồi ép Trúc Linh Linh tiếp Mạnh Văn Cương, đây là chuyện con người có thể làm ra sao? Chỉ vì lợi ích gia tộc mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, khiến người ta sởn cả gai ốc. Tần Lâm biết, người nhà họ Trúc rất quá đáng, hơn nữa còn không có tính người, nếu không dạy dỗ bọn họ một bài học thì đám người đó sẽ có thể làm ra bất cứ việc gì, lần này dám hạ thuốc Trúc Linh Linh, lần sau lại dám giết người thì sao? Không sao, không có chuyện gì cả, anh ở đây rồi, em yên tâm đi, anh sẽ không để ai bắt nạt em đâu, Linh Linh. Tần Lâm nghiêm túc nói. Vỗ nhẹ lưng Trúc Linh Linh. Không cần đâu, anh Tiểu Lâm, em đã không còn là người phụ nữ trong sạch, hu hu hu, sau này anh đừng tìm em nữa, chúng ta không thể ở bên nhau nữa rồi. Trúc Linh Linh vẫn khóc nức nở, cô là một người phụ nữ rất truyền thống, lại còn bảo thủ nữa, nếu đã chọn Tần Lâm thì trong lòng chỉ có một mình anh, hơn nữa bây giờ đã bị người ta làm nhục rồi, làm gì còn mặt mũi mà ở bên cạnh Tần Lâm chứ. Em nhìn xem, em không sao hết, chủ tịch Mạnh không phải là người như vậy, ông ấy tìm anh rồi anh đến đưa em về. Tần Lâm nghiêm túc nói. Thật sao? Trúc Linh Linh nửa tin nửa ngờ nhìn Tần Lâm, dưng dưng nói. Không tin thì em xem mình đã bị xâm phạm chưa? Tần Lâm nói. Trúc Linh Linh nhìn một lúc, quần áo vẫn còn nguyên, chẳng lẽ mình thật sự không sao? Chủ tịch Mạnh đúng là người chính trực, anh Tiểu Lâm. Chúng ta lại có thể bên nhau rồi, hu hu hu. Trúc Linh Linh ôm chặt lấy Tần Lâm, cô thật sự sợ cảnh lúc mình ở trong mơ, nếu như tỉnh dậy lại tưởng rằng mình đã bị xâm phạm, vậy thì cô thả chết đi cho xong. Yên tâm đi, anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Tần Lâm nhẹ nhàng nói, trong mắt ánh lên sự thương xót. Cảm ơn anh Tiểu Lâm, sau này anh không được phép rời xa em. Trúc Linh Linh bĩu môi, kiên quyết nói. Được được được. Anh là duy nhất của em, sẽ không rời bỏ em. Vậy thì nói cho anh biết, rốt cuộc ai là người mang em đến phòng của Mạnh Văn Cương. Giọng Tần Lâm từ từ đanh lại, anh nhìn sang Trúc Linh Linh. Trúc Linh Linh ngây ra, lập tức cúi đầu,
sắc mặt trở nên khó coi, cô lau nước mắt đi nhưng vẫn im lặng. Em không muốn nói, anh Tiểu Lâm, anh đừng ép em có được không? Trúc Linh Linh cắn chặt môi, cô biết anh Tiểu Lâm quan tâm mình, nhưng lúc này cô không muốn anh Tiểu Lâm xảy ra mâu thuẫn với mẹ. Dù cho cô đã nản lòng, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mở cửa mau, Tần Lâm, thằng khốn nhà cậu, mau mở cửa. Tần Lâm, có ngon thì mở cửa ra xem nào, mẹ kiếp, mau mở cửa ra. Tần Lâm, nếu như cậu không mở cửa thì tôi sẽ xông vào đấy. Tiếng chửi rủa không ngừng vang lên, ánh mắt Tần Lâm lại càng thêm hứng thú. Tôi còn chưa đi tìm các người mà các người lại tự mò đến rồi à, hừm. Tần Lâm lạnh lùng nói, ánh mắt sắc như dao, sát khí đằng đằng, người nhà họ Trúc chẳng có ai tốt đẹp cả. Nhìn thấy Tần Lâm nổi giận, Trúc Linh Linh cũng cảm thấy hoảng sợ. Anh Tiểu Lâm, em thật sự không sao, đây là chuyện riêng của nhà họ Trúc, anh không cần quan tâm đến, em xin anh đấy. Trúc Linh Linh hạ giọng nói. Chuyện nhà em cho rằng anh thèm quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn của nhà em à? Bây giờ em đã bị đám người nhà họ Trúc kia bán rồi đó, chẳng lẽ em còn không biết sao? Bị bán đi rồi mà vẫn còn muốn đếm tiền cho người ta ư? Bọn họ là một lũ khốn nạn, cặn bã, chính là kẻ giết người, em là người thân của bọn họ đó, xem bọn họ đối xử với em như thế nào. Tần Lâm tức giận nói, lúc này anh đã không còn khống chế cảm xúc được nữa, Trúc Linh Linh làm bao nhiêu việc cho nhà họ Trúc, cuối cùng lại bị bọn họ bán đi, đây đúng là chuyện trớ trêu mà. Em xin lỗi anh Tiểu Lâm, đều là lỗi của em, đều do em cả. Trúc Linh Linh vùi đầu xuống ngực, trong mắt ánh lên nỗi buồn và sự tuyệt vọng. Bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi cái nơi khiến cô đau lòng này mà thôi. Xin lỗi, anh có chút mất khống chế, nhưng chuyện xảy ra hôm nay, nếu nhà họ Trúc không cho anh một lời giải thích thì anh sẽ khiến cho tất cả bọn họ phải hối hận vĩnh viễn. Tần Lâm trầm giọng nói. Dứt lời, Tần Lâm liền đi ra mở cửa, lúc này Trúc Minh trực tiếp xông vào, giống như một con chó ăn cứt bị té nhào trên mặt đất, Tần Lâm lạnh lùng nhìn ông ta. Mới gặp mặt mà đã hành lễ lớn như vậy. Tôi không kham nổi đâu. Tần Lâm cười khẩy. Tần Lâm, cậu nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trúc Linh Linh tại sao lại ở trong phòng cậu? Trúc Tam Đao trầm giọng nói, ánh mắt đầy sự phẫn nộ. Ông hỏi tôi à, tôi còn đang muốn hỏi ông đây, tại sao Trúc Linh Linh lại ở trong phòng của Mạnh Văn Cương? Tại sao, nhà họ Trúc hết người rồi sao? Lại để cho một cô gái trong sáng thuần khiết như vậy lấy thân để đổi lấy lợi ích gia tộc. Các người có biết xấu hổ không hả? Tần Lâm chất vấn Trúc Tam Đao. Cậu là cái thá gì? Chuyện nhà họ Trúc chúng tôi không đến lượt cậu khoa tay múa chân, cậu muốn nói gì? Người nhà họ Trúc, Trúc Linh Linh, nó vẫn chưa là người của cậu đâu, cậu muốn ở rể nhà họ Trúc à, không có cửa đâu. Âu Dương Diễm Diễm hung ác nói. Hôm nay nhà họ Trúc phải cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không thì đừng mong bước qua cánh cửa này. Tần Lâm nhìn thẳng vào mặt Trúc Tam Đao và Âu Dương Diễm Diễm, giận quá hóa cười. Các người thật quá vô liêm sỉ, cũng trách tôi đã xem các người là con người, mấy người căn bản không hề xứng, tất cả đều là một đám khốn kiếp. Tôi lại còn nói chuyện nhân sinh và giá trị quan với mấy người ư. Các người xứng sao, đúng là một đám trâu chó không bằng. Tần Lâm lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Các người có bản lĩnh thì còn dùng Linh Linh làm gì? Tại sao lại không tự mình đi tìm Mạnh Văn Cương đi? Một đám già tổng cộng cũng mấy trăm tuổi, sao các người lại có mặt dày làm như vậy hả? Lại dâng con cháu các người đi ngủ với người khác, mấy thứ già các người thật đúng là vô liêm sỉ. Tần Lâm tức giận quát lên, tất cả người nhà họ Trúc đều sửng sốt, bởi vì Tần Lâm giống hệt như một con hổ dữ vậy, chửi bới bọn họ một trận, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Chuyện nhà họ Trúc chúng tôi không đến lượt cậu xen vào, Tần Lâm. Tôi khuyên cậu nên giao Linh Linh ra đây, sau đó cút khỏi chỗ này, nhà họ Trúc chúng tôi không muốn nhìn thấy thứ cặn bã như cậu nữa. Trúc Minh đứng dậy, chỉ vào Tần Lâm rồi nói. Cặn bã, nói tôi sao, để tôi xem ai mới là cặn bã. Tần Lâm vung tay tát một cái khiến cho Trúc Minh ngã lăn ra đất, mặt toàn là máu, ông ta hoảng sợ nhìn Tần Lâm. Tần Lâm, mày dám đánh người à? Mày chết chắc rồi. Âu Dương Diễm Diễm run rẩy nói. Con trai mình bị đánh đương nhiên sẽ vô cùng tức giận. Nhà các người bình thường toàn làm những chuyện đáng xấu hổ, các người là cái thá gì chứ? Trúc Nhị Bạch, Trúc Tam Đao, Âu Dương Diễm Diễm, các người nghĩ xem,
sống đến từng này tuổi rồi lại không cảm thấy xấu hổ sao? Tôi xấu hổ thay các người đấy, nhà họ Trúc mấy người không có ai à? Đàn ông chết hết rồi hay gì? Chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ, bọn khốn các người ra đây cho tôi. Y Dược Văn Hòa đang yên đang lành các người không cần, lại muốn đi liếm chân cho người khác sao? Trúc Tam Đao, mẹ kiếp ông, khi không lại đi nhận tổ tiên, ông đi nhận tổ tiên hay đi để cho người ta làm nhục vậy? Tất cả những gì nhà họ Trúc có đều do một tay Trúc Linh Linh gây dựng, còn các người thì sao? Chỉ biết ăn không ngồi rồi, cuối cùng lại đuổi Trúc Linh Linh đi, mấy người giỏi lắm. Vậy thì các người tự chơi đi, tại sao lại lôi Trúc Linh Linh về làm gì? Bị người ta sỉ nhục thích lắm sao? Trúc Tam Đao, tôi vốn rất đồng cảm với ông, nhưng bây giờ xem ra thì đúng là sai lầm lớn. Tần Lâm nhả từng câu từng chữ, tức giận chửi bới không ngừng, tức đến run cả người rồi nhìn về phía Trúc Tam Đao. Còn cả bà nữa, Âu Dương Diễm Diễm, bà là đồ lòng lang dạ sói, Trúc Linh Linh làm nhiều việc cho nhà họ Trúc như thế, bà đừng nói với tôi là mình không biết nhé, bà chỉ biết thiên vị thằng con trai lớn của bà thôi, bà có từng nghĩ cho Linh Linh chưa? Sao bà lại ích kỷ như thế, từng tuổi này rồi mà lại không đàng hoàng, trên không đứng đắn thì dưới ắt loạn, con trai con gái của bà đều là nhờ bà ban cho đấy. Tên Trúc Minh rốt nát, còn Trúc Tam cô lại nhỏ mọn, đấy chẳng phải là hình ảnh thu nhỏ của bà và Trúc Tam Đao sao? Âu Dương Diễm Diễm trợn tròn mắt, cơn tức giận của Tần Lâm khiến cho bà ta cảm thấy vô cùng nặng nề, dường như hít thở càng lúc càng khó khăn. Mày ăn nói hàm hồ. Tần Lâm, mày ngậm máu phun người. Nhà họ Trúc thề không đội trời chung với mày. Trúc Tam cô tức giận quát. Bốp! Tần Lâm giáng một bạt tai khiến Trúc Tam cô ngã xuống đất, lúc này mọi người trong nhà họ Trúc đều dùng mình, Tần Lâm cũng tàn nhẫn quá rồi, cho dù bọn họ có sống hay chết thì anh vẫn đánh. Bốp bốp bốp! Anh đánh không chỉ là mặt của Trúc Tam cô mà còn là bộ mặt của nhà họ Trúc bọn họ. Tần Lâm, mày còn muốn ra uy bắt nạt người khác à? Bọn tao nhiều người như vậy thì sẽ sợ mày hay sao? Tụi tao cũng không phải loại người không có văn hóa như mày. Mày cho rằng Trúc Linh Linh sạch sẽ à? Nếu như không phải do chủ tịch Mạnh thì Y Dược Văn Hòa trước đây đâu thể mạnh mẽ như thế. Chẳng phải đều là do chuyện giữa Trúc Linh Linh và chủ tịch Mạnh à? Nếu không thì mày nghĩ chủ tịch Mạnh dựa vào gì để quan tâm đến Y Dược Văn Hòa đây? Mày xem tất cả mọi người là đồ ngu ư? Trúc Phi cười khẩy. Đã làm gái mà muốn lập đàn trinh tiết sao? Nực cười, mấy lần trước đã có rồi thì thêm lần nữa có sao? Lại đòi sống đòi chết, chẳng phải là vì bọn tao bỏ đi quyền lợi của nó thôi sao, ôm hận trong lòng à? Không muốn giúp nhà họ Trúc vực dậy chứ gì, lòng dạ đàn bà thật đúng là độc ác, chỉ biết mỗi báo thù, chẳng lẽ mày không biết mình họ gì sao? Trúc Linh Linh, mày đúng là nỗi ô nhục của nhà họ Trúc. Trúc Diệu cũng tức giận quát vào mặt Trúc Linh Linh. Tần Lâm, mày chính là đứa ăn đồ thừa, dùng lại hàng second hand mà thôi, còn tưởng mình lợi hại lắm sao? Ha 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 ha, bây giờ đã biết được con đàn bà phóng đãng như Trúc Linh Linh từ đâu ra rồi chứ. Cũng chỉ có mày xem nó là châu báu thôi, tao khinh. Trúc Phi cười chế nhạo, vẫn luôn dán chặt mắt vào Trúc Linh Linh. Một đám chó rác rưởi lòng lang dạ sói, Trúc Linh Linh vì nhà họ Trúc cúc cung tận tụy như thế, đến cuối cùng người ta lại không biết ơn, đã vậy còn chế giễu, thậm chí cả vu khống, tôi nghĩ các người thật sự không đáng để sống trên đời nữa đâu. Tần Lâm tiến lên một bước, tung một chưởng một đấm khiến cho Trúc Phi và Trúc Diệu văng ra rồi ngã xuống đất, vẻ mặt Trúc Phi hoàn toàn tuyệt vọng, Tần Lâm lại đánh ông ta đến rách tóe cả máu, sau đó lại trực tiếp đấm thẳng vào ngực ông ta. Trúc Diệu cũng không khá hơn là bao, sau khi bị Tần Lâm tát thẳng vào mặt, ngay lập tức đã biến dạng, máu mũi chảy ròng ròng, nhếch nhác nằm lăn lộn trên mặt đất. Tất cả người nhà họ Trúc đều kinh ngạc nhìn Tần Lâm, tên nhóc này cũng ngang ngược quá rồi, thật láo toét. Các người thật đúng là qua cầu rút ván, nếu như không có Trúc Linh Linh thì cả gia đình mấy người đã đi cạp đất mà ăn rồi, còn ở đây để mà ra vẻ được sao, mấy người có biết mình đứng ở đâu không? Đúng là nực cười hết sức. Tần Lâm lạnh lùng quan sát, ánh mắt sắc như dao, khiến cho người nhà họ Trúc đều run cầm cập. Hỗn láo, đúng là quá hỗn láo. Trúc Nhị Bạch run rẩy chỉ vào Tần Lâm. Còn ngây ra đó làm gì? Mau bắt nó lại cho tôi. Chẳng lẽ các người lại mong một lão già như tôi ra tay à? Sau khi Trúc Nhị Bạch nói xong, mười mấy người nhà họ Trúc cùng xông lên vây quanh lấy Tần Lâm, nhưng thực lực của Tần Lâm hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ,
không ra tay thì thôi, nhưng đã ra tay thì nhanh như chớp giật. Tất cả đều bị Tần Lâm đánh ngã xuống đất, chưa đến 10 chiêu đã mất đi sức chiến đấu, nhìn thấy Tần Lâm vẫn còn thản nhiên đi lại, những người nằm lê la trên mặt đất này liền nhìn Tần Lâm với vẻ kinh sợ. Đồ gia chết tiệt, hôm nay tôi sẽ nhổ sạch răng của ba người. Tần Lâm tiến về phía trước, Trúc Nhị Bạch và Trúc Tam Đao tràn đầy sợ hãi, Âu Dương Diễm Diễm thậm chí còn trốn sau lưng Trúc Tam Đao, run rẩy lùi về sau, nhưng Tần Lâm không hề cho bọn họ cơ hội, anh vung vài cú đấm loạn xạ liền khiến cho cả ba bị đánh một trận tơi bời. Tiếng khóc thảm thương vang vọng cả một tầng lầu, nhưng không có một ai dám chạy ra xem. Bởi vì Đồng Phương Châu đã dặn dò rồi, đương nhiên sẽ không có ai dám đến xem. Sắc mặt Tần Lâm hết sức lạnh lẽo. Tức giận nhìn tất cả mọi người rồi quát lên. Ai là người đưa Trúc Linh Linh vào phòng Mạnh Văn Cương? Nếu không nói thì tôi sẽ đánh tất cả các người một trận. Tần Lâm nhìn lướt qua với ánh mắt phẫn nộ. Vương Vân sợ hãi đến mức hoa cả mắt, chỉ có bà, Trúc Dũng và một số phụ nữ là không bị đánh, tất cả những người còn lại đều đang nằm lăn lộn trên mặt đất, Trúc Tam Đao và Trúc Nhị Bạch là thảm thương nhất. Là bà ta, Vương Vân. Vương Vân là người làm. Trúc Minh chỉ vào Vương Vân và nói, bởi vì ông ta sợ chết, sợ Tần Lâm sẽ lại ra tay với bọn họ thêm lần nữa. Tất cả thành viên của nhà họ Trúc đều sợ khiếp vía, Tần Lâm quá tàn nhẫn, cho dù là già trẻ trai gái gì thì anh đều đánh ngã lăn xuống đất, thảm thương nhất chính là Trúc Nhị Bạch, Trúc Tam Đao và Âu Dương Diễm Diễm. Ngoài ra còn hơn 20 người khác đều may mắn thoát nạn, chỉ có Vương Vân và Trúc Dũng mặt mày căng thẳng. Phía sau bọn họ còn có một phụ nữ và một đứa bé đang run rẩy. Bọn họ chỉ đến đây hóng chuyện mà thôi, không ngờ lại nhìn thấy gia đình mình bị đánh đập như thế. Cơn giận dữ của Tần Lâm tiếp tục bùng cháy, anh vốn cho rằng người đưa Trúc Linh Linh đến phòng của Mạnh Văn Cương là Trúc Nhị Bạch, nhưng hoàn toàn không thể ngờ được lại là người tự tìm đến cửa, thật sự muốn tìm đến cái chết ư. Tần Lâm ra tay rất tàn độc, không hề có chút nhân từ, những người này lúc trước đều nói mấy lời châm chọc Trúc Linh Linh. Thậm chí còn khinh thường cô, đến cuối cùng lại phải nhờ vào Trúc Linh Linh để giúp bọn họ vượt qua khó khăn, không phải là quá trơ trẽn hay sao? Không biết xấu hổ là gì à, hơn nữa lại còn vô liêm sỉ đến cùng cực. Nếu đổi thành người khác thì sẽ không có chuyện đó đâu, cái kiểu qua cầu rút ván này có còn là con người không? Đối với người nhà họ Trúc, Tần Lâm thật sự rất hiếm gặp, mặc dù chả có ai tốt đẹp, duy chỉ có mỗi mình Trúc Dũng, lại là một tên vô dụng. Ở trong gia đình đã không có tiếng nói, huống chi nói đến cả nhà họ Trúc, ông căn bản không hề có quyền lên tiếng. Nếu không thì làm sao Trúc Linh Linh lại có thể bị ép đến mức này chứ? Tần Lâm vô cùng căm phẫn, nhưng điều thật sự làm cho anh kinh ngạc chính là người đích thân đưa Trúc Linh Linh đến phòng Mạnh Văn Cương lại là Vương Vân. Mẹ ruột của Trúc Linh Linh. Tần Lâm ngẩn ra đó, đây rõ ràng là chuyện mà một người mẹ không thể nào làm được, nhưng Vương Vân đã thực sự làm. Hơn nữa còn thản nhiên ở đây như không có chuyện gì xảy ra, Tần Lâm cũng cảm thấy kinh hãi thay cho bà ta. Đích thân đưa con gái ruột của mình vào miệng cọp, tôi cũng muốn tìm hiểu một chút đấy, cô Vương à, sao cô làm được hay thế? Tần Lâm từng bước đến gần Vương Vân, sắc mặt bà ta lập tức tái nhợt, hai chân run lên, chiêu thức của Tần Lâm quá tàn nhẫn, cả nhà họ Trúc đều bị anh đánh cho một trận, lúc này để tránh bị thương thì Vương Vân không dám hé một câu nào, chỉ siết chặt nắm đấm lại. Mồ hôi tuôn như suối. Tên Tần Lâm này thực sự đã phá đi cả một bàn cờ của nhà họ Trúc, đây chẳng phải là đang ép bọn họ vào đường cùng hay sao? Vương Vân vốn đã dự tính tương lai cho chính mình, cuộc sống sau này của bà ta sẽ vô cùng tốt đẹp, chỉ cần Trúc Linh Linh làm tổng giám đốc của Trúc Thị Y Mỹ, đến lúc đó lại thiết lập mối quan hệ hợp tác với Mạnh Văn Cương, thì tất cả mọi chuyện sẽ trở nên yên ổn. Nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn. Vương Vân còn đang nghĩ sẽ đi Tam Á nghỉ mát với chồng, vé máy bay cũng đã mua cả rồi, bây giờ mọi chuyện vỡ lở, Tần Lâm lại lôi Trúc Linh Linh về, vậy thì phía chủ tịch Mạnh đã toang hết rồi. Cậu muốn làm gì, muốn đánh tôi sao, tôi là mẹ vợ của cậu đó, Tần Lâm, cậu đừng có mà không biết điều, tôi là người lớn đó. Trúc Linh Linh là con gái tôi, không cần đến lượt cậu dạy tôi. Vương Vân nói với vẻ mặt nghênh ngáo. Lúc này bà ta chỉ có thể can đảm đối mặt với Tần Lâm, nếu như lo sợ thì làm sao bà ta có thể ngẩng mặt nhìn con gái được chứ? Vậy thì càng không thể có tiếng nói ở nhà họ Trúc được. Bốp, bốp bốp, Tần Lâm tát liên tiếp vào mặt Vương Vân khiến cho hai má sưng vù lên, đầu tóc rối bù, bà ta kinh hãi nhìn Tần Lâm. Mày,
Mày dám đánh tao, tôi không muốn sống nữa. Hu hu hu, Trúc Linh Linh, con xem tên đàn ông của con kìa. Nó đánh mẹ con chết rồi này, con nhìn đi. Tôi không thiết sống nữa, hu hu hu. Vương Vân nằm ăn vạ trên mặt đất. Câm mồm. Tần Lâm hét lên một tiếng, Vương Vân lập tức ngừng khóc, không dám hó hé, sợ sệt như nhìn thấy quỷ vậy. Loại cặn bã như bà còn biết Linh Linh là con bà sao? Lúc bà đẩy cô ấy vào hố lửa sao lại không nghĩ tới điều này? Chỉ vì lợi ích cá nhân, để cầu mong cái gọi là sự thịnh vượng của nhà họ Trúc, các người lại cam tâm đẩy cô ấy xuống vực sâu, đây là điều mà một người mẹ nên làm sao? Những gì Tần Lâm nói làm cho cả nhà họ Trúc cảm thấy vô cùng chói tai, nhưng không một ai dám phản bác, tất cả đều bị Tần Lâm đánh đau như chết đi sống lại, dù sao thì cũng nên ngậm đắng nuốt cay một chút. Vương Vân bị Tần Lâm mắng xong liền nằm ăn vạ dưới đất, hoàn toàn không hề dám lớn tiếng. Bà ta vốn muốn khóc la om sòm, nhưng Tần Lâm căn bản không hề cho bà ta cơ hội, anh lớn tiếng quát một phát, Vương Vân sợ đến hồn bay phách lạc, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo trước đây. Lúc này trông bà ta giống như một con thỏ bị thương vậy, cuối cùng cũng hiểu rõ sự lợi hại của Tần Lâm. Mày quát tao cái gì, chẳng phải là tao đang vì nhà họ Trúc sao? Tao vì Linh Linh kia mà. Vương Vân bĩu môi, trầm giọng nói. Bốp! Tần Lâm lại tát vào mặt Vương Vân, lúc này Vương Vân kêu lên một tiếng, hoàn toàn không dám mở miệng nữa. Vì nhà họ Trúc, ha ha ha, vì Linh Linh, bà đang kể chuyện Thiếu Lâm cho tôi nghe đấy à? Bà cho rằng ai cũng ngu ngốc sao? Bà nghĩ mình thông minh lắm đúng không? Tự hủy hoại con gái mình để đi vực dậy gia tộc. Tôi thật sự nghi ngờ bà có phải là mẹ ruột của Linh Linh không đấy? Nếu bà có chút nhân tính thì chắc cũng không lấy con gái mình ra làm con bài để mặc cả đâu nhỉ? Bà luôn mồm nói là vì Linh Linh, nhưng bà lại chuốc thuốc mê cô ấy sao? Vậy bà giải thích cho tôi biết chuyện này là thế nào? Bốp bốp bốp! Tần Lâm lại tát Vương Vân thêm vài cái vào mặt bà ta. Đánh đến mức tóe cả máu, lúc này đây toàn bộ người nhà họ Trúc đều câm họng, không một ai muốn trở thành Vương Vân thứ hai cả. Tần Lâm, cậu đừng có quá đáng, dù gì bà ấy cũng là người lớn. Trúc Súng trầm giọng nói. Đừng tưởng là tôi không dám đánh ông làm bố kiểu gì thế, chẳng lẽ lúc nào cũng làm ngơ không biết à? Đừng có nói với tôi là ông không biết chuyện của Linh Linh đấy nhé. Tần Lâm lạnh lùng nhìn về phía Trúc Súng. Sắc mặt Trúc Súng vô cùng khó coi, ông ta cúi đầu, nhưng không hề lên tiếng. Lòng Trúc Linh Linh như hóa đá, lúc trước cô luôn tràn đầy hy vọng với nhà họ Trúc, mong một ngày có thể trở thành một phần quan trọng của gia tộc, nhưng đến thời khắc này thì cô đã hiểu ra mọi chuyện, nhà họ Trúc lại vô liêm sỉ như vậy, nhìn thấy được bộ mặt thật của người thân mình, tất cả đều là một đám giết người không từ thủ đoạn. Có thể đẩy con gái của mình vào hố lửa, lòng Trúc Linh Linh đã thật sự nguội lạnh rồi. Người làm mẹ như Vương Vân căn bản không hề biết lúc cô bị đưa vào phòng của Mạnh Văn Cương đã tuyệt vọng và đau khổ như thế nào, bà ta còn không thèm giải thích chuyện đó, bởi vì bà ta cho rằng lợi ích của gia tộc còn lớn hơn hạnh phúc cả đời của cô. Chỉ cần Trúc Linh Linh và Mạnh Văn Cương ở bên nhau thì nhà họ Trúc sẽ được cứu, chỉ cần cô có thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc của Y Dược Văn Hòa thì bà ta sẽ có thể hưởng lợi. Nhưng, bà ta chưa bao giờ nghĩ cho cảm nhận của con gái mình, cũng không để cho cô có cơ hội phản bác. Bản thân bị mẹ mình tính kế thì còn có chuyện nào đau khổ hơn nữa đây, giống như bị sát muối vào vết thương vậy, điều này càng khiến cho Trúc Linh Linh trở nên tuyệt vọng. Còn bố cô đâu, ông ta ở đâu nữa rồi? Câu hỏi của Tần Lâm khiến cho Trúc Dũng không nói nên lời, bởi vì chuyện này từ đầu đến cuối ông ta đều biết nhưng ông ta đã làm gì? Không làm gì cả, ông ta trơ mắt nhìn con gái mình bị đẩy xuống hố lửa, nhưng chỉ đứng một bên nhìn một cách thờ ơ. Và đây chính là cọng rơm cuối cùng để cứu con lạc đà. Bây giờ Trúc Linh Linh đã hoàn toàn cảm thấy nguội lạnh, trong lòng tràn ngập sự tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy? Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại bị chính bố mẹ mình tính kế? Rốt cuộc là tại sao, tôi đã làm sai chuyện gì? Những gì tôi bỏ ra cho nhà họ Trúc là chưa đủ hay sao? Chẳng lẽ còn muốn tôi tự cắt thịt mình ra cho các người ăn nữa à? Lúc đó các người mới thấy vui đúng không? Trúc Linh Linh gào lên điên cuồng, tất cả người nhà họ Trúc đều yên lặng như tờ. Nếu như không bị ép đến mức bất lực thì ai lại muốn phát điên như vậy? Trúc Linh Linh đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, nhưng cuối cùng cô cũng không thể tha thứ cho mẹ vì tất cả những gì bà ta đã làm. Trúc Linh Linh không sao hiểu được một người làm mẹ như Vương Vân có thể tàn nhẫn đến thế, tại sao lại không còn chút nhân tính nào,
nếu đã như vậy thì cô cũng sẽ vô tình và lạnh nhạt một cách triệt để. Linh Linh, con nghe mẹ nói, mẹ vẫn yêu con mà Linh Linh. Vương Vân nhỏ giọng nói, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và lo lắng. Yêu tôi, ha 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 ha, Vương Vân, trong mắt bà ngoài bản thân mình ra thì còn yêu ai nữa. Bà ngoài việc muốn mình sống tốt ra thì còn đam mê hư vinh, muốn mặt mũi, bà còn muốn mọi người phải kính nể mình, có đúng không hả? Tục ngữ có câu, con cái không chê bố mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo, nhưng bà thật sự làm cho tôi quá thất vọng rồi. Không một ai có thể hiểu được cảm xúc của Trúc Linh Linh, cô bị những người thân nhất phản bội, nhân cách ghê tởm, đó chính là điểm xấu xa của gia đình, càng khiến cho cô tự biến mình thành trò cười. Một người mẹ, người phụ nữ như vậy mà vẫn đáng được tôn trọng và đối xử nhẹ nhàng ư. Điều mà Trúc Linh Linh coi trọng nhất chính là tình cảm gia đình, nếu không thì cô cũng sẽ không để cho Y Dược Văn Hòa 5 lần 7 lượt bị người khác nắm quyền. Bởi vì cô không muốn để gia đình và người thân của mình vì lợi ích mà trở thành bia đỡ đạn. Nhưng kết quả thì sao? Tất cả những gì cô bỏ ra, không muốn làm mọi người thất vọng, nhưng bản thân cô lại bị người khác làm cho thất vọng. Bà là người tôi yêu nhất trên đời, nhưng bà thật tàn nhẫn, bà lại là người làm tôi đau nhất, Vương Vân, bà độc ác lắm, tàn nhẫn lắm có biết không hả? Trúc Linh Linh khóc đến cạn nước mắt, nỗi tức giận và tuyệt vọng trong lòng cũng dần tan biến. Bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh ở một mình, chỉ muốn làm một người bình thường, không cần phải sống vì những rắc rối của gia đình, cô muốn sống một cuộc sống đơn giản bình thường. Linh Linh, mẹ sai rồi, xin con hãy tha thứ cho mẹ, sau này mẹ sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như vậy nữa, mẹ xin con đấy, Linh Linh, mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con, muốn tốt cho nhà họ Trúc thôi, hu hu hu. Con cho mẹ thêm cơ hội lần này đi mà. Vương Vân bật khóc. Trúc Dũng đứng cạnh đỡ bà ta dậy, nhưng cũng không dám nói gì, sự áp bức mà Tần Lâm mang đến cho nhà họ Trúc đều khiến cho bọn họ cảm thấy hết sức một ngạt, bởi vì Tần Lâm vẫn đang ở đây nên bọn họ đến việc hắt hơi cũng không dám. Mặc dù Trúc Nhị Bạch và những người khác đều cảm thấy vô cùng buồn bực, nhưng cũng không có ai muốn bị Tần Lâm tẩn thêm một trận nữa, nếu như lúc này Vương Vân đã đứng ra nhận tội thì chắc chắn bọn họ sẽ lui về sau. Vương Vân, bà thật là độc ác. Đến cả con gái ruột của mình mà bà cũng làm như vậy, người như bà thật đúng là nỗi sỉ nhục của nhà họ Trúc. Nói đúng lắm, nhà họ Trúc bị sỉ nhục đều là tại bà ta, người phụ nữ này chính là loại mặt người giả thú, Trúc Dũng bị mù mới cưới phải người như bà ta. Nhà họ Trúc lâm vào cảnh này đều do Vương Vân cả, bà đưa ra ý kiến tồi tệ lại còn có mặt mũi khóc nữa sao? Câm miệng ngay cho tôi. Đúng thế, loại người như vậy thật khiến cho mọi người phải nổi điên. Nhà họ Trúc chúng ta không thể chứa loại người như thế được, bà mau cuốn gói cút khỏi căn nhà này đi. Người nhà họ Trúc mỗi người chêm vào một câu, lúc này ai nấy đều muốn đổ tất cả toàn bộ trách nhiệm lên người Vương Vân. Nếu đã như vậy thì chắc chắn phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, và Vương Vân chính là người đó. Trước sự chỉ trích của mọi người, còn cả sự dè bỉu chửi rủa của gia đình, Vương Vân liền cảm thấy ân hận vô cùng, nhưng bây giờ bà ta lại không thể nào hối hận được nữa. Bà ta phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm, con gái, mẹ xin lỗi con. Trong lòng Vương Vân đầy vướng bận, bà ta chỉ tham giàu sang phú quý mà thôi, chỉ muốn cho con gái mình một bước lên mây, nhưng không ngờ lại thành gậy ông đập lưng ông. Chẳng phải đều là do các người ép sao? Mấy người có ngon, có bản lĩnh sao không làm đi, đẩy con gái tôi ra làm gì? Vương Vân hét vào mặt Trúc Phi và Trúc Diệu. Chó cắn chó. Lúc này sắc mặt người nhà họ Trúc vô cùng khó coi, cho dù Vương Vân hay là đám người Trúc Nhị Bạch đều tỏ ra oán trách, Tần Lâm thầm cười khẩy, cảnh tượng này thực sự rất nực cười. Nếu biết có ngày hôm nay thì lúc trước sao lại làm? Tần Lâm nói với vẻ chế giễu, người nhà họ Trúc là một đám lợn ngu ngốc, và Trúc Linh Linh là một dòng suối trong xanh trong đó, cô chính là sự thuần khiết duy nhất tồn tại trong gia tộc của bọn họ. Rừng cây trên núi cao rồi cũng sẽ bị gió quật ngã. Nếu như không nhờ ngọn gió đó thì có lẽ bọn họ sẽ càng khiến cho Trúc Linh Linh thảm thương hơn nữa, nếu như không phải vì sự thịnh vượng của gia tộc thì bọn họ cũng sẽ không thể nào để cho một đứa con gái có mặt mũi được. Trong nhà họ Trúc, người phụ nữ không hề có địa vị, Trúc Linh Linh lại càng không. Nhưng trong mắt bọn họ, Trúc Linh Linh chỉ là công cụ giúp cho nhà họ Trúc vực dậy mà thôi, bây giờ mọi thứ đã bị Tần Lâm đảo loạn hết rồi, đương nhiên bọn họ không dám tức giận cũng không dám nói gì. Mối làm ăn này coi như toang hết rồi, tất cả đều tại Tần Lâm, nhưng bọn họ căn bản không dám lên tiếng,
bởi vì bọn họ không muốn sống quãng đời còn lại trong bệnh viện. Nhìn thấy người nhà họ Trúc điên cuồng, còn Trúc Tôn Nghiêm cũng tự chà đạp lẫn nhau, xé đi tấm màn che cái xấu xa cuối cùng, giờ đây nhà họ Trúc đã trở thành một đống hỗn độn, giống như những gì anh Tiểu Lâm đã nói, nhà họ Trúc đúng là nơi khiến cho cô đau lòng. Người nhà họ Trúc lần lượt khiến cho cô cảm thấy ghê tởm, bọn họ trở nên giống như ngày hôm nay hoàn toàn là tại Trúc Nhị Bạch và Trúc Tam Đao một tay gây dựng nên, không thể trách cứ người khác được. Tự làm tự chịu, bốn chữ này là hoàn toàn đúng dành cho nhà họ Trúc. Đủ rồi. Trúc Linh Linh trầm giọng nói, lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, giờ phút này cô cũng không muốn làm một kẻ vô dụng của nhà họ Trúc nữa. Bản thân cô quyết định sẽ rời bỏ nơi thối nát này, đương nhiên cô vẫn biết rằng, không có mình thì nhà họ Trúc căn bản sẽ không ngóc đầu lên được. Trúc Linh Linh đã chịu đựng đủ nơi làm cô tổn thương này rồi, ngay cả mẹ ruột cũng hãm hại cô, bố thì lại chọn làm ngơ, đây mới chính là thứ làm cho cô thất vọng nhất. Sau khi Trúc Linh Linh quát lên, tất cả đều tỏ ra hốt hoảng, dù gì thì Tần Lâm vẫn đang đứng đó, đương nhiên bọn họ sẽ không dám nói gì thiếu tôn trọng với Trúc Linh Linh, lỡ may đắc tội với Tần Lâm thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Thôi bỏ đi, anh Tiểu Lâm, chúng ta đi thôi. Từ nay về sau em sẽ không quay về nhà họ Trúc nữa. Trúc Linh Linh hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng dày vò, cho dù không nỡ, nhưng cô lại không muốn vì mình mà lại khiến cho gia tộc khó coi hơn nữa. Nếu đã không còn yêu thương thì hãy rời đi, đối với mọi người mà nói thì đều là một kết cục tốt. Được. Tần Lâm biết rằng Trúc Linh Linh đã không còn muốn ở nơi này thêm một giây phút nào nữa, rời khỏi đây chính là điều tốt nhất cho cô ấy. Cô còn không muốn nhìn mẹ ruột mình một lần cuối cùng kia mà. Linh Linh, con nghe mẹ giải thích đi. Linh Linh, con cho mẹ thêm một cơ hội nữa đi. Hu hu hu. Mẹ xin con đấy Linh Linh. Vương Vân ôm chân Trúc Linh Linh khóc lóc thảm thiết. Bà ta là người rõ hơn ai hết. Nếu không có Trúc Linh Linh thì người nhà họ Trúc sẽ coi bà ta không bằng một con chó. Trúc Linh Linh chính là cái cây hái ra tiền, cũng là chỗ dựa cuối cùng của bà ta. Nhưng bây giờ con gái lại bỏ bà ta mà đi. Vậy thì địa vị của bà ta ở nhà họ Trúc sẽ rất không phanh, thậm chí còn không có thân phận nữa là. Nhà họ Trúc đã sụp đổ rồi, không có Trúc Linh Linh thì Y Dược Văn Hòa sẽ toi, chắc chắn sẽ rơi vào ngõ cụt, không có đầu tư cũng không có người dẫn đầu. Lần này là tiệc đầu tư mà lại trở thành như thế, đương nhiên con đường trước mắt của bọn họ ắt hẳn là ngõ cụt. Mà Trúc Linh Linh lại là huyết mạch chính. Nhưng Trúc Linh Linh càng hiểu rõ hơn cả. Bây giờ tâm trạng của cô đã hoàn toàn sụp đổ, bản thân không muốn ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa. Tần Lâm và Trúc Linh Linh không thèm nhìn lại, cứ như vậy rời khỏi nhà họ Trúc, lúc này càng khiến mọi người thêm tức giận. Ngay khi Tần Lâm rời đi, tất cả bọn họ liền đứng dậy, đám người vừa nãy chỉ dám gọi dạ bảo vâng bây giờ lại mở miệng lên giọng. Vương Vân, đều do cô cả, chẳng phải cô nói sẽ lo chuyện này sao? Bây giờ cô nhìn đi, tất cả đều hỏng rồi. Ngay cả bố tôi cũng bị liên lụy, xem ông ấy bị đánh kia kìa. Trúc Phi đỡ Trúc Nhị Bạch dậy, tức giận nhìn về phía Vương Vân. Đúng thế, bà có làm được không? Không có kim cương thì không thể làm thành sứ được, còn bà chỉ là một cái chảy gỗ. Một người phụ nữ thì có bản lĩnh gì chứ, đều dựa vào đàn ông cả, đúng là không thể tin tưởng phụ nữ được mà, tôi khinh. Bây giờ thì hay rồi, Chủ tịch Mạnh chắc chắn sẽ nổi giận, hay lắm nhỉ? Chúng ta đừng mong nghĩ tới việc đầu tư nữa làm gì. Còn phải nói nữa sao, cả nhà họ Trúc đều đã bị bà ta hại rồi, chúng tôi có lòng tốt cho các người quay về nhận tổ tiên, nhưng bây giờ lại bị mấy người chơi một vố, mấy người mau cút về nhà họ Trúc ở Đông Hải đi. Người nhà họ Trúc bắt đầu chửi rủa, chỉ trỏ vào Vương Vân, bà ta khóc la om sòm, lúc đầu đều là do các người, bây giờ xảy ra chuyện thì đổ hết lên đầu tôi, các người cũng hãm quá rồi đó. Tất cả đều do Tần Lâm gây ra, cho nên vợ tôi mới xảy ra sai sót. Trúc Dũng nói. Bốp! Trúc Tam Đao tát thẳng vào mặt Trúc Dũng, đã, thật sự rất đã. Trúc Tam Đao vô cùng tức giận, ngay cả bản thân cũng bị Tần Lâm tẩn cho một trận, chỉ duy nhất mỗi mình Trúc Dũng không sao, đương nhiên sao ông ta có thể cảm thấy công bằng đây. Vậy thì thể diện của người làm bố để đâu? Vậy nên Trúc Tam Đao vẫn cứ phải ra tay, tát Trúc Dũng một phát. Coi như để giải tỏa cơn giận. Đều là tại con nhỏ đó gây ra họa, thành công là nhờ Trúc Linh Linh, thất bại cũng là tại Trúc Linh Linh, chẳng lẽ trong lòng mày không có chút áy náy nào sao? Nếu như Trúc Linh Linh không tìm đến tên Tần Lâm thì chúng ta cũng đâu đi đến bước đường này.
mày không thấy hổ thẹn với người nhà họ Trúc ư? Mày xem vợ của mày đi, thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều, chuyện của nhà họ Trúc đều bị nó hủy cả rồi. Tao nhận tổ tiên cũng đều là vì muốn tốt cho nhà họ Trúc chúng ta thôi mà. Trúc Tam Đao tức giận nói, mặc dù vì chuyện nhận tổ tiên của mình nên mới gây ra chuyện cho nhà họ Trúc, nhưng trong lòng ông ta mà nói, không có bất cứ ai hay chuyện gì có thể sánh được với việc ông ta quay về nhà họ Trúc nhận tổ tiên. Sai, nhưng ông ta không nhận sai. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Tính toán của Trúc Nhị Bạch có thể sai, nhưng tất cả đều là vì nhà họ Trúc, vậy nên không có gì sai cả. Người sai là Trúc Linh Linh không hiểu chuyện, không biết nghĩ cho đại cục, chẳng qua chỉ là hy sinh sự trong trắng thôi mà. Có cần phải kích động như vậy không? Cuối cùng cả nhà họ Trúc đều bị Tần Lâm tẩn cho một trận, đương nhiên trong lòng ông ta cảm thấy vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Con nhóc chết tiệt này chính là tai họa của nhà họ Trúc, đi rồi thì đi luôn đi, không có cô thì nhà họ Trúc vẫn xoay sở được. Hơn nữa, ông ta tuyệt đối sẽ không mang tiếng xấu lần này. Chắc chắn Trúc Tam Đao sẽ gạt bỏ trách nhiệm, bây giờ tất cả mọi người đều đang hướng mũi nhọn về phía Vương Vân, đương nhiên Trúc Tam Đao sẽ đùn đẩy mọi trách nhiệm vào bà ta, đó chẳng phải là cảm giác vui sướng sao? Bản thân là một người lớn trong gia tộc, lúc này đứng ra dạy dỗ Trúc Dũng cũng là chuyện hợp tình hợp lý, đương nhiên ông ta phải tìm chỗ xả giận rồi, không dám đánh Trúc Linh Linh hay Tần Lâm nhưng chẳng lẽ lại không dám đánh Trúc Dũng à? Mày nhìn cái gì, từ nhỏ mày đã không có tiền đồ gì rồi, đúng là đồ vô dụng, làm gì cũng không xong, bây giờ hay rồi, sự nghiệp của nhà họ Trúc đều bị hủy trong tay hai đứa oan nghiệt kia, mày còn muốn tao khen mày sao? Trúc Dũng ơi là Trúc Dũng, mày đúng là làm tao mất mặt quá đi, tao đặt tên cho mày là Trúc Dũng vì muốn mày dũng cảm tiến lên phía trước, nhưng mày thì giỏi rồi, đã không biết phát triển lại còn lùi về sau, đúng là tao không bao giờ nên tin mày mà. Trúc Tam Đao mắng xối xả một trận, Trúc Dũng tức đến tái mét, nhưng người làm con thì không nên cãi lại. Bỗng một lúc sau, Mạnh Văn Cương bước ra khỏi phòng. Chủ tịch Mạnh, muộn như vậy rồi còn đi đâu thế? Nhìn thấy Mạnh Văn Cương bước ra khỏi phòng, Trúc Nhị Bạch liền vội vàng chạy tới, mặc kệ những vết thương đầy máu kia, bây giờ hy vọng của nhà họ Trúc đều dựa vào ông ấy, nếu như Mạnh Văn Cương bỏ đi thì chắc chắn nhà họ Trúc bọn họ sẽ tiêu đời. Mạnh Văn Cương bị sốc khi nhìn thấy Trúc Nhị Bạch và những người khác đều be bét máu, nhưng ông biết tiểu sư huynh đã đi rồi nên mới xuất hiện. Tiểu sư huynh đi rồi thì mình còn ở đây làm quái gì nữa? Một đám người không biết điều, bây giờ đã biết được tiểu sư huynh lợi hại đến mức nào rồi chứ? Sống đến từng này tuổi mà không bằng một con chó, tiểu sư huynh trước giờ chính trực, không bao giờ ra tay với người già phụ nữ, chỉ chữa bệnh cứu người, đấy mới đúng là cao thủ. Nhưng bây giờ tiểu sư huynh đã thật sự nổi giận, cho nên mới đánh hết tất cả bọn họ, vậy cũng có nghĩa là bọn họ đã ép tiểu sư huynh đến cực hạn. Ngay lúc Trúc Linh Linh được đưa đến phòng mình, thì người nhà họ Trúc đã tự tìm đến con đường chết rồi. Tôi không đi, chẳng lẽ còn ở đây đợi các người mời ăn đêm chúng à? Hừm. Mạnh Văn Cương hừ lạnh một tiếng, sau đó bỏ đi một lèo, người nhà họ Trúc đều ngẩn ra, đặc biệt là Trúc Nhị Bạch, khuôn mặt ông ta hiện lên vẻ tức giận và tuyệt vọng. Đều tại tên Tần Lâm đó, còn cả con điếm Trúc Linh Linh nữa, đúng là hai đứa khốn kiếp, bọn chúng lại đẩy nhà họ Trúc vào đường cùng. Trúc Diệu nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ chủ tịch Mạnh đã đi rồi, chúng ta cũng coi như toi, lần này hết thật rồi. Trúc Phi lẩm bẩm nói, bây giờ nguồn tiền đầu tư của nhà họ Trúc đã mất, Trúc Thị Y Mỹ vốn chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi, nó đã dùng tất cả vốn của Y Dược Văn Hòa để lấp khoảng trống rồi. Bây giờ muốn phát triển nhưng lại phải dừng chân ở đây, sự suy vong của Y Dược Văn Hòa là một đả kích rất lớn đối với bọn họ, có rất nhiều người trong ngành đã không còn quan tâm đến cái Y Dược Văn Hòa còn níu kéo chút hơi tàn này nữa. Không có đầu tư, bọn họ chỉ có thể chờ chết. Tần Lâm, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày đâu, thằng khốn. Trúc Nhị Bạch nói xong liền hộc máu, sắc mặt trắng bệch, ngã nhào xuống đất, Trúc Phi và Trúc Diệu vội vàng chạy tới đỡ bố dậy. Bây giờ nhà họ Trúc đang lâm vào nguy hiểm, vậy nên Trúc Nhị Bạch mới tức đến phụt máu. Bố, bố không sao chứ? Bố, bố mau tỉnh dậy đi. Trúc Phi và Trúc Diệu thay phiên nhau gọi. Anh hai, anh không thể ngã xuống được, nhà họ Trúc chúng ta chỉ mong chờ vào anh thôi. Trúc Tam Đao nói trong nước mắt. Tất cả người nhà họ Trúc lúc này đều túm tụm lại. Anh không thể, không, được nữa rồi, lần này, nhà họ Trúc chúng ta. Có lẽ,
Sẽ phải, tiêu tan thật rồi. Trúc Nhị Bạch nói vô cùng khó khăn, thanh âm khàn đặc, cả người như mất đi hồn vía, hoàn toàn mất đi thần thái lúc trước. Không đâu anh hai, anh sẽ không sao đâu. Trúc Tam Đao nắm chặt tay Trúc Nhị Bạch, cuối cùng thì vẫn là tình anh em sâu đậm. Anh cả, bây giờ bố, thật sự quá khó nói rồi. Trúc Phi nhìn sang Trúc Diệu với vẻ buồn bã và đau đớn. Sắc mặt Trúc Nhị Bạch tái nhợt vô cùng, lúc đầu là bị Tần Lâm đánh, sau đó còn tức đến hộc máu, với cả Trúc Nhị Bạch đã gần 80 rồi, ngay cả người trẻ tuổi cũng không thể chịu được áp lực như thế. Kêu Lão Tam về đây. Trúc Diệu trầm giọng nói. Lão Tam, sẽ về sao? Trúc Phi nói nhỏ. Bây giờ bố đã như thế nào rồi? Nó còn không chịu về sao? Người chết như ngọn đèn tắt, nếu như bố mất thì còn có chuyện gì quan trọng hơn nữa đây? Mau gọi cho Lão Tam đi. Trúc Diệu tức giận nói, nếu đã như vậy, xem ra Trúc Nhị Bạch có thể chết bất cứ lúc nào. Trúc Tam Đao chợt run lên, xem ra anh hai không xong rồi, lại còn phải đi thông báo với người thân nữa sao? Trúc Phi run rẩy bấm số gọi cho Lão Tam của nhà họ Trúc, lúc trước khi Trần Cao Sơn rời khỏi nhà họ Trúc, anh ta chỉ mới có 18 tuổi, bây giờ đã hơn 10 năm trôi qua, không biết đứa con ngoài giá thú đó của nhà họ Trúc có chịu trở về hay không? Alo! Sau khi điện thoại được nối, mặt Trúc Phi lộ rõ vẻ căng thẳng, thậm chí có hơi hưng phấn. Hơn 10 năm rồi, Cao Sơn, không ngờ cậu vẫn còn ở đây, vẫn luôn giữ số này à? Trúc Phi vội vàng nói. Trần Cao Sơn đứng trên tòa cao ốc với vẻ mặt ảm đạm, anh ta đã đợi cuộc điện thoại này hơn 10 năm rồi, đây cũng là điều mà anh ta lo sợ nhất. Có lẽ chiếc điện thoại này sẽ không bao giờ đổ chuông, nhưng khi nó thực sự đổ chuông, có lẽ người bố vô trách nhiệm kia của anh ta đã chết rồi cũng nên. Tuy trong lòng Trần Cao Sơn cảm thấy sợ hãi, nhưng không thể không nghe máy. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, tôi không có thời gian. Trần Cao Sơn trầm giọng nói. Cao Sơn, bố chúng ta, sắp không xong rồi. Trúc Phi thấp giọng nói. Ở đầu dây bên kia, Trần Cao Sơn hít sâu một hơi, sắc mặt có chút thay đổi, tuy rằng lúc đầu bản thân bị đuổi đi, nhưng cho dù thế nào thì con người vẫn có tình cảm, nếu như không có tình cảm thì đã là máy móc rồi. Nói cho cùng thì Trúc Nhị Bạch là người cho anh ta sinh mạng, mặc dù Trần Cao Sơn rất hận ông ta, nhưng người chết vẫn quan trọng hơn cả, bố sắp không xong rồi, lúc này bản thân anh ta đang cảm thấy hết sức phức tạp. Người chết như ngọn đèn tắt, nếu thật sự chết đi thì cũng là chuyện đương nhiên. Ông ta sắp chết thì liên quan gì đến tôi? Trần Cao Sơn trầm giọng nói, siết chặt nắm đấm, vẻ mặt u ám đến đáng sợ. Đường đường là một đáng nam nhi, nhưng trong lòng lại đang giằn xéo không thôi. Hơn 10 năm nay, Trần Cao Sơn không hề có chút liên hệ nào với nhà họ Trúc, giống như một người đã chết vậy, trước giờ chưa từng được nhắc đến, đừng nói đến hai người anh Trúc Phi Trúc Diệu làm gì, ngay cả Trúc Nhị Bạch còn không thèm nhắc đến anh ta. Bởi vì lúc Trúc Nhị Bạch khoảng 50 tuổi, còn sung sức nên đã ngủ với một người phụ nữ khác, sau đó sinh ra đứa con hoang như Trần Cao Sơn, vậy nên anh ta mới bị nhà họ Trúc xua đuổi. Khi Trần Cao Sơn 8 tuổi thì mẹ mất, sau đó anh ta được đưa đến nhà họ Trúc, nhưng lúc đó, Trúc Phi và Trúc Diệu đều không hề mong chờ cậu em trai này, bọn họ sợ rằng Trần Cao Sơn sẽ giành mất tài sản của mình, sợ rằng sẽ phải chia cho anh ta một phần. Trần Cao Sơn chỉ là một đứa con hoang giữa bố và một người phụ nữ bên ngoài mà thôi, vậy nên bọn họ cũng không thèm quan tâm đến sự sống chết của đứa con này. Bọn họ ngược đãi Trần Cao Sơn vô cùng tận, nhưng bố lại luôn thờ ơ mọi chuyện, thậm chí xem anh ta còn tệ hơn cả người làm, lúc nào Trúc Phi và Trúc Diệu cũng muốn đuổi đứa em trai này ra khỏi nhà. Cuối cùng, vào năm anh ta tròn 18, Trần Cao Sơn đã quyết định rời khỏi nhà họ Trúc, rời khỏi cái gia đình lạnh lẽo không chút tình thương đó. Nơi đó sớm đã không còn là chỗ mà anh ta có thể nương thân được nữa rồi. Vậy thì anh ta vẫn còn tiếp tục ở đó làm gì, còn có ý nghĩa gì đâu chứ? Trần Cao Sơn một mình lên tàu hỏa đi về phía đông bắc. 10 năm nay, Trần Cao Sơn cũng coi như có chút danh tiếng, Trúc Phi cũng nghe thoáng được từ người khác, nghe nói Trần Cao Sơn bây giờ đã là thân tín bên cạnh của Đông Bắc Vương, vô cùng lợi hại. Vậy nên Trúc Phi mới gọi cho Trần Cao Sơn. Chắc chắn còn có ý nghĩ khác, đó là mượn cớ bố thập tử nhất sinh để Trần Cao Sơn trở về giúp nhà họ Trúc thu dọn mớ hỗn độn. Người xưa hay có câu, Cao Sơn, người chết như ngọn đèn tắt, dù gì thì cũng là bố cậu, bây giờ ông ấy sắp không xong rồi, cậu về thăm ông ấy không được sao?
Nhà họ Trúc chúng ta sắp bị người ta dẫm đạp rồi, nếu còn tiếp tục thì bố sẽ tức đến hộc máu lần nữa mất, vậy thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Cao Sơn, cậu xem kỹ lại đi, tôi và anh hai lúc đầu cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, nên mới nghiêm khắc dạy dỗ cậu, bố thì quá bận, không thể quan tâm đến cậu được, nhưng cậu lại trơ mắt nhìn bố chết thế này sao, chẳng lẽ cậu muốn nhà họ Trúc chúng ta tiêu tan một cách không rõ ràng như vậy à? Nói nghe hay lắm, lúc đầu tôi rời khỏi nhà họ Trúc, sao các người không khuyên tôi đi? Ha ha ha, bây giờ thì hay lắm, tôi thành danh rồi thì các người lại tìm đến, nhà họ Trúc bị diệt thì chẳng phải là do các người tự làm tự chịu sao? Cả đời Trúc Nhị Bạch làm được bao nhiêu chuyện tốt, còn cả hai người, lúc đầu khuyên tôi như thế nào, có cần tôi nói lại cho nghe không? Trần Cao Sơn tức giận quát qua điện thoại, lúc này hai mắt đã đỏ hoe, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Anh ta một thân một mình đi đến Đông Bắc, chịu lạnh chịu đói 3 ngày 3 đêm vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào. Anh ta đánh nhau với người khác, bị chặt mất 2 ngón tay nhưng vẫn không hề khóc. Nhưng lúc này đây, khi nhận được hung tin của bố mình, cuối cùng Trần Cao Sơn vẫn rơm rớm nước mắt. Đàn ông không dễ dàng rơi nước mắt, bởi vì chưa đụng đến nơi bị tổn thương mà thôi. Bố không sao chứ? Bố mau tỉnh dậy đi. Giọng nói của Trúc Diệu ngày một ré lên qua điện thoại, trái tim Trần Cao Sơn như bị bóp nghẹt. Cao Sơn, cậu mau về đi, nếu không thì sẽ không kịp thấy mặt bố mất. Trúc Phi lo lắng nói. Đưa Trúc Nhị Bạch đến biệt thự Lệ Thủy, đó là nhà tôi đã mua ở thành phố Khánh Phong. Nói xong, Trần Cao Sơn lập tức cúp máy. Sao vậy, Cao Sơn, có tâm sự sao? Một người đàn ông mặc áo khoác gió nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Trần Cao Sơn, bèn cười nói. Bịch! Trần Cao Sơn ngay lập tức quỳ xuống trước mặt người đàn ông trung niên. Ông chủ, bố tôi đang gặp nguy hiểm, tôi phải về nhà một chuyến, xin hãy cho tôi thông tin để liên lạc với Tần Đại Sư, tôi phải đi cầu xin Tần Đại Sư chữa trị cho bố. Trần Cao Sơn thấp giọng nói. Đứng lên đi! Phương Hồi vỗ vai Trần Cao Sơn. Bao nhiêu năm qua, tôi coi cậu như em ruột, cậu vẫn luôn một mực trung thành với tôi. Tôi biết cậu là người coi trọng tình nghĩa, nhưng từ trước đến giờ cậu lại chưa từng nhắc đến người bố này. Bố mẹ không chờ được đến ngày con cái phụng dưỡng, sự thành công của một người đàn ông không dựa vào việc anh ta có bao nhiêu tiền, bao nhiêu phụ nữ vây quanh, mà là dựa vào 2 chữ, hiếu đế. Quả nhiên cậu chưa bao giờ làm tôi thất vọng, mau đứng lên đi, tôi cho cậu số điện thoại của Tần Đại Sư. Hãy mời Tần Đại Sư chữa trị cho bố cậu đi. Sao hiếu đế là cội nguồn của nhân nghĩa? Hiếu là báo đáp tình yêu thương, lòng tôn kính đối với cha mẹ. Đế là chỉ tình yêu thương, tình cảm thân thiết giữa anh chị em, cũng bao hàm cả tình cảm giữa bạn bè. Phương Hồi cười nói, càng thêm hài lòng với Trần Cao Sơn, một người không hiếu thảo thì không ai có thể dạy dỗ được cả. Mặc dù ông ấy nhìn thấy nỗi tủi thân vô tận trong ánh mắt của Trần Cao Sơn, nhưng anh ta vẫn chọn cách cúi đầu trước mặt bố mình, cho dù anh ta có không nghe lời như thế nào đi nữa thì lúc này cũng chỉ muốn tận hiếu với bố mà thôi. Còn một chuyện nữa, tôi không biết nên nói như thế nào, ông chủ, tôi muốn mượn sếp một số tiền, bởi vì công ty của bố tôi đang gặp khó khăn, bị người ta đàn áp, suýt chút nữa đã tan tành, nhà họ Trúc kinh doanh tập đoàn Y Mỹ nên cần một số tiền lớn để đầu tư, vậy nên... Không cần nói nhiều nữa. Không phải chúng ta đang làm về dược liệu sao? Ha ha ha, 100 triệu đủ không? Nếu muốn thêm dược liệu của chúng ta thì cứ lấy thoải mái, nói về xuất khẩu dược liệu thì ở Hoa Hạ này, Phương Hồi tôi chưa sợ ai đâu. Phương Hồi cười lớn. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn. Đôi mắt đẫm lệ của Trần Cao Sơn tràn đầy vẻ phấn khởi và kích động. 100 triệu. Đó là bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu sự tin tưởng đây? Bao năm qua bản thân anh ta cùng Phương Hồi đi đây đi đó, lúc Phương Hồi phát triển thì anh ta cũng phát triển, anh ta vẫn luôn ở cạnh Phương Hồi, người chủ như thế này thật xứng đáng để anh ta dùng tính mạng theo cả đời. Được rồi, đàn ông đàn an khóc lóc cái gì, có còn ra mặt đáng nam nhi không? Mau về thu dọn đồ đạc đi, cứu người như dập lửa, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Tần Đại Sư, nhưng Tần Đại Sư có thời gian hay không thì tôi cũng không biết nữa. Nói xong. Phương Hồi liền lấy điện thoại gọi cho Tần Lâm. Alo, Tần Đại Sư đúng không? Tôi là Phương Hồi đây. Tần Lâm nhíu mày, Phương Hồi, ông ấy gọi cho mình làm gì? Nhưng con người Phương Hồi này vô cùng thẳng thắn, hơn nữa cũng rất kính nể Tần Lâm, thậm chí lúc đầu còn giao trang viên của mình cho Tần Lâm, thật sự đã khiến cho anh vừa mừng vừa lo.
Thì ra là ông Phương, ha ha ha, không biết dạo này hai người thế nào rồi. Tần Lâm cười nói. Cũng may nhờ Tần Đại Sư, ha 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 ha, hôm qua vợ tôi vừa mới nói cô ấy mang thai rồi, cậu xem chuyện này có trùng hợp không, đợi đến khi sinh đứa bé ra thì tôi lại phải nhờ Tần Đại Sư đặt tên đấy. Tôi đang kể chuyện vui cho cậu kia mà, nếu như không có Tần Đại Sư thì chắc sẽ không hay biết gì cả đời mất, Tần Đại Sư đúng là người dẫn đường thật sự của tôi. Phương Hồi cười lớn. Tôi thấy hình như ông Phương còn có việc khác đúng không? Giữa ông và tôi không cần phải câu nể vậy đâu, ông Phương cứ việc nói thẳng. Tần Lâm nói. Ha ha ha, đúng là không có chuyện gì giấu được Tần Đại Sư, lần này tôi thật sự có việc nhờ Tần Đại Sư ra tay, không biết Tần Đại Sư có tiện không? Phương Hồi hỏi. Ông cứ nói đi. Tần Lâm nói, dù sao trước đây bản thân anh cũng đã nhận được rất nhiều ân huệ từ Phương Hồi, ông ấy cứ quyết đòi tặng anh căn biệt thự lớn đó, bản thân không thể nào ngăn cản nổi. Trước sau gì Tần Lâm cũng phải trả lại đọa tình nghĩa này, bây giờ Phương Hồi đang cần anh giúp đỡ, đương nhiên Tần Lâm cũng không muốn mắc nợ người khác. Nếu Tần Đại Sư đã nói như thế thì tôi cũng không ngại nữa. Tôi có đứa em trai theo tôi mười mấy năm nay, thân như anh em ruột vậy, bố cậu ấy đang bị bệnh vô cùng nghiêm trọng, muốn mời Tần Đại Sư đến đó một chuyến xem sao. Không biết Tần Đại Sư có rảnh hay không? Ở đâu, gần đây tôi không đi xa được. Tần Lâm nói. Cao Sơn, ở đâu thế? Phương Hồi nhìn sang Trần Cao Sơn bên cạnh. Tỉnh Tây An, thành phố Khánh Phong. Trần Cao Sơn trả lời ngay lập tức. Thành phố Khánh Phong tỉnh Tây An, hình như cách chỗ Tần Đại Sư không xa lắm, không biết Tần Đại Sư có thời gian đến đó một chuyến không? Tôi nhất định sẽ cảm ơn cậu thỏa đáng. Phương Hồi nói. Vừa hay tôi đang ở thành phố Khánh Phong, không cần phải cảm ơn thỏa đáng gì cả, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Đây cũng là nhiệm vụ của tôi, người làm nghề y không thể nào trơ mắt nhìn bệnh nhân của mình bị bệnh tật hành hạ được. Tần Lâm nói. Cảm ơn Tần Đại Sư rất nhiều. Phương Hồi nói với vẻ vô cùng vui mừng. Gửi địa chỉ cho tôi còn có chút chuyện, thế nhé. Được. Phương Hồi lập tức cúp điện thoại, Tần Đại Sư nói có việc, vậy thì chắc chắn là có việc. Tần Đại Sư đồng ý rồi, hơn nữa Tần Đại Sư cũng đang ở thành phố Khánh Phong. Đây đúng là may mắn mà. Bố cậu chắc chắn được cứu rồi, cậu cũng đừng phiền muộn quá nhé. Phương Hồi nói rồi vỗ vào vai Trần Cao Sơn. Cảm ơn ông chủ, đại ân đại đức của sếp, Cao Sơn tôi sẽ không bao giờ quên. Bây giờ tôi phải đi thu dọn đồ đạc để về đây. Trần Cao Sơn kích động nói, có Tần Đại Sư giúp đỡ, nói không chừng bố sẽ thực sự được cứu. Mặc dù Trần Cao Sơn oán trách bố, vì ông chưa từng cho anh ta một tuổi thơ hạnh phúc. Chứ đừng nói đến việc hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đối với anh ta, mẹ cũng vì chuyện này mà mất sớm, nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, anh ta không thể nào trốn tránh, cũng không thể đùn đẩy được. Lúc này, Trần Cao Sơn chỉ muốn trở về càng nhanh càng tốt, chỉ như vậy thì mới có thể giúp bố sống lại được. Tần Đại Sư, đây chính là tia hy vọng duy nhất của Trần Cao Sơn lúc này. Mau gửi địa chỉ cho Tần Đại Sư đi. Phương Hồi nói. Vâng vâng vâng. Trần Cao Sơn làm theo lời ông chủ, gửi địa chỉ cụ thể cho Tần Đại Sư, sau đó thu dọn hành lý để quay về, đã 10 năm rồi, bây giờ thành phố Khánh Phong có lẽ đã không còn giống như lúc ban đầu nữa rồi. Bố, người nhất định phải cố gắng gượng, có Tần Đại Sư ở đây, người nhất định sẽ không sao. Phù, Trúc Nhị Bạch mở mắt, hô hấp hết sức khó khăn, sắc mặt tái nhợt. Bố không hôn mê ư. Trúc Phi ngây ra, kinh ngạc nhìn Trúc Nhị Bạch. Nhảm nhí, nếu như không hôn mê thì thằng nhãi Trần Cao Sơn đó sẽ chịu về sao? Nhà họ Trúc chúng ta chỉ còn mong chờ vào nó nữa thôi. Nhưng cơ thể bố sắp chịu không nổi nữa rồi, nhà họ Trúc không thể ngã xuống được. Nếu không thì bố sẽ chết không nhắm mắt mất. Trúc Nhị Bác lẩm bẩm nói. Bố sẽ không bị gì đâu, lão Tam báo tin rồi này. Trúc Phi vui mừng nói. Cậu ấy nói chúng ta cứ đến biệt thự Lệ Thủy trước. Cậu ấy cũng đã tìm được bác sĩ tốt nhất rồi, chính là Tần Đại Sư, sáng sớm ngày mai Tần Đại Sư sẽ đến đó. Tần Đại Sư, chẳng lẽ lại là Tần Đại Sư của thành phố Đông Hải chúng ta sao? Em nghe nói Tần Đại Sư này rất lợi hại đó, hơn nữa chỉ mới nghe nói đến danh tiếng, căn bản vẫn chưa được gặp qua người thật, nhưng có một điều chắc chắn, y thuật của Tần Đại Sư là tuyệt thế vô song. Trúc Tam Đao nói, Tần Đại Sư này lợi hại như thế sao? Trúc Phi ngạc nhiên nói.
Đương nhiên rồi, không một ai ở Đông Hải mà không biết thân phận và địa vị của Tần đại sư. Trúc Tam Đao nói với vẻ chắc chắn. Cuối cùng cũng chịu quay về rồi sao? Xem ra trận bệnh này cũng thật đúng lúc. Trúc Nhị Bạch cười khổ nói. Đúng thế, bao năm qua Lão Tam sống ở Đông Bắc vô cùng tốt, chỉ cần Lão Tam quay về thì nhà họ Trúc chúng ta còn sợ ai nữa đây? Nghe nói cậu ấy là thân tín bên cạnh Đông Bắc Vương, lần này Trúc Thị Y Mỹ sẽ được cứu, không ai có thể cản nữa rồi. Trúc Diệu vô cùng kích động. Lão Tam còn nói đã lôi kéo được tiền đầu tư 100 triệu, lại còn có một lượng lớn dược liệu, chính là do Đông Bắc Vương đầu tư đấy, ha 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 ha. Trúc Phi phấn khích nhảy lên, đối với nhà họ Trúc bây giờ mà nói thì đó như là cọng cỏ cứu mạng vậy, hơn nữa còn giúp cho bọn họ một bước lên trời. Lão Tam ơi là Lão Tam, cuối cùng vẫn là thanh niên nhà chúng ta lợi hại. Trúc Nhị Bạch nhất thời phấn chấn trở lại, bệnh tình cũng đã có chuyển biến tốt. Vẫn là anh hai lợi hại, hổ phụ sinh hổ tử, đúng là gen tốt mà. Trúc Tam Đao cười nói. Lão Tam, bây giờ em biết thực lực của anh rồi chứ, chẳng qua là anh không muốn đi tìm đứa con trai kia mà thôi. Hai, bao nhiêu năm qua, tuy rằng có khoảng cách, nhưng giữa cha con mà nói thì chỉ cần anh nói một câu là nó nhất định sẽ quay về. Trúc Nhị Bạch nói một cách hiên ngang, hiện tại ông ta đã hoàn toàn đứng dậy được, nhà họ Trúc còn gì phải sợ nữa đây. Cho dù không có Mạnh Văn Cương thì nhà họ Trúc vẫn có thể ngóc đầu dậy, không ai có thể cản được. Anh hai nói đúng lắm, đúng là anh hai giỏi nhất, bày mưu tính kế để quyết định thành bại sau cùng. Trúc Tam Đao không ngừng nịt nọt Trúc Nhị Bạch, sau khi nghe được tin tức, mọi người trong nhà họ Trúc đều trở nên phấn khích, đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Không có Đồng Phương Châu, không có Mạnh Văn Cương, nhà họ Trúc bọn họ tự dựa vào thực lực của mình để đứng dậy, thế thì ngầu biết bao. Nhà họ Trúc là nhất. Trúc Diệu lên tiếng. Nhà họ Trúc là nhất. Tất cả mọi người đều hô hào theo, bọn họ cảm thấy chiến thắng như hiện ra trước mắt, nhà họ Trúc lại được nhìn thấy mặt trời mọc rồi. Trúc Linh Linh, Tần Lâm cái chó gì chứ, đều là rác rưởi cả, nhà họ Trúc không cần bọn chúng vẫn có thể tự mình đứng dậy được, sau này phát triển được rồi thì ngay cả tập đoàn Hiên Viên của Mạnh Văn Cương cũng phải đứng về phía chúng ta. Trúc Nhị Bạch lắc đầu nói. Bố! Chúng ta vẫn nên thu dọn một chút, để ngày mai đi đến biệt thự Lệ Thủy để cho Tần Đại Sư khám bệnh, Tần Đại Sư mà Lão Tam tìm đến chắc chắn không phải người tầm thường đâu. Trúc Diệu kích động nói, thực lực của Lão Tam xem ra không thể coi thường được. Nói đúng lắm, nếu như Tần Đại Sư có thể chữa được bệnh cho bố thì có lẽ sẽ sống thêm được 20 năm nữa đấy, ha ha ha. Trúc Nhị Bạch cười phá lên, nhưng Trúc Phi và Trúc Diệu lại trợn tròn mắt. Nếu như còn sống thêm 20 năm nữa thì chắc sẽ hành hạ hai đứa bọn tôi chết mất. Nếu y thuật của Tần Đại Sư này giỏi như thế thì Trúc Thị Y Mỹ còn cần mời Tôn Vô Kỵ của làm gì nữa? Chẳng phải là có sẵn rồi sao? Danh tiếng của Tần Đại Sư đã đủ vang dội lắm rồi. Trúc Nhị Bạch vừa dứt lời, người nhà họ Trúc như ngộ ra gì đó, cũng đúng, Trúc Thị Y Mỹ bọn họ chỉ cần mời Tần Đại Sư làm người đại diện, vậy chẳng phải sẽ xong rồi sao? Tần Đại Sư chưa chắc kém hơn Tôn Vô Kỵ đâu. Vậy thì tốt rồi, Tần Đại Sư làm người đại diện của Trúc Thị Y Mỹ chúng ta, sau đó được Đông Bắc Vương đầu tư tiền và dược liệu, chẳng phải là chúng ta sẽ một bước lên mây ư. Ha ha ha, bây giờ con chỉ mong đợi cảnh chúng ta được lên sàn NASDAQ sao, chắc chắn sẽ gây sốt thêm lần nữa, Y Dược Văn Hòa đã làm đường thần số 2 tốt như thế, sao Trúc Thị Y Mỹ chúng ta có thể kém hơn được. Cái này gọi là che già măng mọc. Sao sàn NASDAQ, là một sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Đây là sàn giao dịch điện tử lớn thứ hai tại Hoa Kỳ hiện nay, chỉ sau NYSE. Trúc Diệu càng lúc càng phấn khích, bây giờ xem ra tương lai nhà họ Trúc có lẽ sẽ tươi sáng hơn rồi. Tất cả người nhà họ Trúc liền nén lại cảm xúc, sau đó quay về nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đều theo Trúc Nhị Bạch đến biệt thự Lệ Thủy, ở đây chỉ có một người giúp việc đang dọn dẹp. Nhìn thấy đám người Trúc Nhị Bạch xuất hiện liền vội vàng ra tiếp đón. Cậu Cao Sơn đã dặn dò tôi rồi, xin mời mọi người vào trong. Người giúp việc cười nói. Mau pha cho tôi một ấm trà ngon đến đây, cổ họng tôi nghẹn rồi. Trúc Phi vênh váo ngồi trong phòng khách, người nhà họ Trúc đều nhìn xung quanh với vẻ thích thú. Căn biệt thự này lớn thật đấy, đẹp ghê. Còn phải nói, chắc cũng phải 50 triệu, hơn nữa còn cả nội thất trang trí cao cấp như thế. He he he,
biệt thự Lệ Thủy đúng là biệt thự tốt nhất thành phố Khánh Phong, lão Tam đúng là phát đạt rồi, xem ra vẫn không quên cội nguồn của mình, đã vậy còn mua biệt thự ở thành phố Khánh Phong nữa chứ, chẳng phải là lá rụng về cội hay sao? Nói không chừng là mua cho ông cụ Trúc đấy, xem ra lão Tam này có tiền đồ ghê. Anh hai, anh có phúc thật đấy, căn biệt thự này cũng hoành tráng quá rồi, đúng là làm em ngưỡng mộ chết đi được. Có được đứa con trai như vậy thì còn cầu gì nữa chứ? Đúng thế, bây giờ xem ra, lão Tam của nhà họ Trúc là lợi hại nhất, căn biệt thự lớn như thế, còn ở thành phố Khánh Phong chúng ta, đúng là mơ mà không có được, đâu phải có tiền là mua được, còn phải dựa vào thân phận địa vị, nghe nói những người sống trong khu này đều là người có tiền cả. Người nhà họ Trúc lần lượt nhìn trái nhìn phải, tỏ ra vô cùng hưng phấn, nhà họ Trúc có Trần Cao Sơn làm hậu thuẫn thì bọn họ chẳng cần phải sợ ai nữa. Trúc Nhị Bạch ngồi ở vị trí chủ tọa với vẻ mặt rạng rỡ, mặc dù bệnh tình không mấy tốt nhưng tâm trạng lại rất phấn chấn. Sau này bố sẽ ở đây dưỡng già, không đi đâu cả. Trúc Nhị Bạch cười ha ha nói, so với Trúc Tam Đao thì ông ta đắc ý hơn nhiều, mặc dù ông ta đã từng đi đến trang viên của Tần Lâm, nhưng dù gì thì cũng là của người ta, tất cả bọn họ còn bị đuổi ra ngoài kia mà, còn đây lại là của mình, của con trai tặng mình. Đúng thế. Nơi đây quá hợp để dưỡng già rồi, anh hai, nếu như anh sống không quen thì em với Tam Đao cũng sẽ ở đây chung với anh. Ha ha ha. Âu Dương Diễm Diễm cười nói, bà ta cũng thích căn biệt thự lớn này. Anh là người thích yên tĩnh, vẫn nên ở một mình thì hơn. Trúc Nhị Bạch điềm đạm nói, khiến cho Âu Dương Diễm Diễm và Trúc Tam Đao liền cảm thấy thất vọng, xem ra anh hai thật sự không hề nể mặt bọn họ rồi, ông ta thật sự muốn một mình độc chiếm căn biệt thự lớn này. Thưa ông chủ, bên ngoài có người, hình như là đến tìm mọi người ạ. Người giúp việc nhìn về phía Trúc Nhị Bạch, kêu một tiếng, ông chủ, thực sự đã làm tâm trạng ông ta trở nên vui vẻ. Một tiếng ông chủ này khiến Trúc Nhị Bạch mở cờ trong bụng, lúc này ông ta đã coi mình là chủ nhân của ngôi biệt thự rồi. Trúc Nhị Bạch tin rằng, ngôi biệt thự này là lão Tam mua cho ông ta dùng để dưỡng già, bây giờ ông ta ốm rồi, bản thân cũng danh chính ngôn thuận được ở nơi này. Người ta có câu nuôi con để phòng lúc về già, có vẻ như con mình đông là đúng, nhà họ Trúc đang lúc nguy nan, mà lão Tam tài giỏi lại trở về, Trúc Nhị Bạch vô cùng hài lòng. Bây giờ có thể sống trong biệt thự lớn thế này, không biết sẽ khiến bao người ngưỡng mộ, đặc biệt là Trúc Tam Đao và Âu Dương Diễm Diễm, hai người bọn họ vốn vô cùng thất vọng với Trúc Linh Linh, lúc này chỉ có thể dựa vào bản thân, hơn nữa lão Tam lâu ngày không về nhà, vừa về liền cho mình biệt thự, thế mới khí phái. Ai thấy mà chẳng không thèm, ai lại không ghen tị chứ? Trúc Nhị Bạch vui đến không khép được miệng. Tục ngữ nói cấm có sai, đời con người sẽ có lúc giống như cây cối vào thu, trước 20 tuổi người đời sẽ nhìn cách bố chăm con, sau 20 tuổi người ta sẽ để cách con hiếu thuận với bố, ý của câu này là con cái có tiền đồ thì ông sẽ càng được tôn trọng, kính nể. Bây giờ Trúc Nhị Bạch vô cùng kiêu ngạo, lão Tam nhà họ Trúc là niềm kiêu ngạo lớn nhất của ông ta. Nếu sớm biết lão Tam có năng lực đến vậy, bản thân cần gì phải tìm Đồng Phương Châu và Mạnh Văn Cương. Bây giờ lão Tam là cánh tay đắc lực của Đông Bắc Phương, Đông Bắc Phương chỉ cần nói một câu, khéo còn lợi hại hơn hai người kia. Trúc Nhị Bạch sững sờ, nếu như là Cao Sơn, nhất định sẽ đi thẳng vào, sao lại có thể bảo cô giúp việc đến thông báo. Tôi vừa mới tới, ai đến tìm tôi vậy? Đi ra ngoài xem đi. Trúc Nhị Bạch lạnh lùng nói, vênh mặt hất hàm. Khiến cho Âu Dương Diễm Diễm cảm thấy khó chịu, có điều dù sao con trai bà ta cũng không có tiền đồ mà, nhìn thấy Trúc Dũng Trúc Minh và cả Trúc Tam cô ngu ngốc, Âu Dương Diễm Diễm tức mà không có chỗ phát tiết. Nhìn con trai nhà người ta, xong lại nhìn lại ba đứa nhà mình mà chỉ biết thèm, thể diện của ông bố và bà mẹ của mày đều bị bọn mày làm cho mất hết rồi. Trúc Nhị Bạch tỏ ra như mình là chủ nhân, đi ra khỏi biệt thự dưới sự vây quanh của mọi người, lúc này... Tần Lâm đã được cô giúp việc đưa vào trong sân, ánh mắt của mọi người lập tức trở nên kỳ dị. Tần Lâm, mày đến đây làm gì? Chẳng nhẽ mày muốn xem trò cười của nhà họ Trúc chúng tao à? Bọn tao không hoan nghênh mày. Nhà họ Trúc không có liên quan gì đến mày hết. Mày và Trúc Linh Linh đừng xuất hiện trước mặt bọn tao nữa. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Đúng vậy, nếu Trúc Linh Linh đã rời khỏi nhà họ Trúc thì đừng quay lại nữa. Cho dù cô ta có cầu xin thì bọn tao cũng sẽ không đồng ý đâu. Chuyện đã vậy rồi, nhà họ Trúc không có liên quan gì đến mày đâu, mời mày rời khỏi đây, nhà họ Trúc không cần sự bố thí của người khác,
mà cũng không cần mày đến đây xin lỗi chúng tao. Cho dù là xin lỗi, hừ hừ, cũng không đến lượt mày đến đâu, ít nhất cũng phải là Trúc Linh Linh đích thân đến, chẳng nhẽ chuyện xin lỗi này còn có thể nhờ người khác làm thay sao? Người nhà họ Trúc cười khẩy nói, bây giờ bọn họ khác rồi, có được sự giúp đỡ của lão tam nhà họ Trúc, cuối cùng họ cũng đứng lên được rồi, cũng không cần Mạnh Văn Cương và Đồng Phương Châu giúp đỡ, bọn họ tự làm tự ăn, có sự giúp đỡ về dược liệu của Đông Bắc Vương, lại thêm khoản đầu tư 100 triệu, điều này đối với bọn họ mà nói chính là linh đan diệu dược có thể hồi sinh người chết sống lại, bây giờ cần gì mấy thứ rác rưởi mắt cao quá chán, còn phải nhìn sắc mặt bọn họ nữa, bây giờ nhà họ Trúc đã trở mình thành người có quyền. Trúc Diệu cười khẩy nói, tên Tần Lâm này như âm hồn bất tán vậy, nói đến cùng, chẳng phải muốn đến xem trò cười nhà họ sao? Tần Lâm, mày muốn xem chuyện cười của nhà họ Trúc đúng không? Nếu thật sự là vậy thì để mày thất vọng rồi, bọn tao đã kéo được đầu tư, điều này không cần mày lo. Hừ hừ, nhà họ Trúc bọn tao ở hiền gặp lạnh, không ngờ chứ gì. Ánh mắt Trúc Tam cô lạnh như băng. Tần Lâm, chắc mày thất vọng rồi, không ngờ chứ gì. Giữa đêm, nhà họ Trúc chúng tao lại hồi sinh sống lại. Không có mấy người, không có Trúc Linh Linh, chúng tao vẫn có thể vực dậy, bây giờ chúng tao không phải thứ mày với nổi đâu. Trúc Dũng trầm giọng nói. Tần Lâm, Linh Linh muốn về xin lỗi thì bảo nó tự đến, cậu đến thì được tích sự gì. Mặc dù tôi khinh cậu nhưng Linh Linh dẫu sao cũng là con gái nhà họ Trúc, cậu bảo nó mau về xin lỗi, tôi là bố nó, có thể tha thứ cho nó. Trúc Nhị Bạch nổi giận nói. Tha thứ cho nó, cháu là cái thá gì? Trúc Dũng, đừng trách bác không nhắc nhở cháu, cách làm bây giờ của cháu rất sai, Trúc Linh Linh gây họa cho nhà họ Trúc thế nào, chẳng nhẽ cháu không thấy à? Cháu còn bảo tha thứ là tha thứ, nhà họ Trúc chúng ta mất hết thể diện, hơn nữa còn mất đi hai nhà đầu tư lớn, tất cả đều vì cậu ta và Trúc Linh Linh, bây giờ cháu còn ở đây làm bố tốt à, còn muốn tha thứ cho nó. Không có cửa đâu. Cháu còn nói nữa thì đừng trách bác đuổi cháu ra khỏi gia tộc. Trúc Tam Đao cũng hung ác nhìn con trai, Trúc Súng run rẩy. Dù gì đi chăng nữa nhà họ Trúc bây giờ đã vực dậy rồi, có được khoản đầu tư là có con đường sống, bọn họ không cần lo về tương lai phát triển nữa. Trúc Súng từ nhỏ đến lớn chẳng làm được gì, ông ta là loại hiền lành nhút nhát, bảo ông ta ở lại nhà họ Trúc xin miếng cơm còn được, chứ ra khỏi nhà họ Trúc chắc chắn sẽ phải sống dưới đáy xã hội. Ông ta chẳng làm nên trò trống gì đâu, nhỡ may bị đuổi khỏi gia tộc, Trúc Dũng cũng không dám tưởng tượng đến cảnh nửa đời sau mình sẽ sống thế nào. Bị bác hai mắng, ông ta còn không dám đánh giấm. Ông ta rất muốn tha thứ cho Trúc Linh Linh nhưng người nhà họ Trúc không đồng ý, đặc biệt là Trúc Nhị Bạch. Bây giờ Trúc Nhị Bạch đã không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai rồi, con trai ông ta có tiền đồ, vậy nên ông ta có thể tỏ vẻ hơn bất kỳ ai. Nếu không vì Trúc Linh Linh, ông ta cần gì phải ăn nói khúm núm. Nếu không phải vì Trúc Linh Linh, ông ta sao lại bị Tần Lâm đánh cho một trận. Khoản nợ này, Trúc Nhị Bạch sẽ luôn mang trong mình, ghi trong lòng, ông ta sao có thể khiến Trúc Linh Linh sống tốt chứ. Bây giờ biết sai rồi, bây giờ biết quay lại xin lỗi rồi, vậy sao biết trước lại còn làm. Trúc Tiểu Nguyệt khịt mũi khinh bỉ Trúc Linh Linh, Trúc Linh Linh từ nhỏ đã cưỡi lên đầu cô ta rồi, mạnh hơn cô ta. Vậy nên cô ta luôn muốn đuổi Trúc Linh Linh ra khỏi gia tộc, có Trúc Linh Linh ở đây sẽ không có ai chú ý đến sự xuất sắc của cô ta. Đúng, cứ vậy đi, nhà họ Trúc chúng ta không phải chỗ mà người nào muốn đến là đến, muốn đi là đi, mang họ Trúc thì sao? Bản thân không có năng lực, chắc nhẽ cứ dựa vào gia tộc để kiếm cơm chắc. Khi cần cô ta, sao cô ta không dốc sức vì nhà họ Trúc chứ, bây giờ mới nhớ đến nhà họ Trúc, đúng là loại không biết xấu hổ. Ngựa tốt không ăn cỏ cũ, có bản lĩnh thì đừng có quay đầu, mới được một ngày mà đã biết lỗi rồi, bừa bãi thật. Trúc Tam cô cười nói, trong mắt đầy vẻ chanh chua cay nghiệt. Tần Lâm, mày bảo Trúc Linh Linh tự mình đến, dập đầu ba cái, bọn tao sẽ tha thứ cho nó, thế nào? Ha ha ha! Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, đám người nhà họ Trúc này sao có thể ngông cuồng, tự cao tự đại, tự cho mình là đúng đến vậy. Không có chút gì gọi là máu mủ tình thân, tất cả đều vì lợi ích, cái nhà này đã sụp đổ từ lâu rồi, chỉ cần cắt khoản vốn, bọn họ sẽ biến thành đám ác lang chó dữ, nói lời cay nghiệt với người khác. Có sữa là mẹ, tìm được khoản đầu tư nên bọn họ mới tự tin như vậy à? Trúc Linh Linh xin lỗi bọn họ, còn quỳ xuống. Mấy người nằm mơ đi. Tôi nghĩ mấy người hiểu nhầm rồi.
Tần Lâm cười khẩy nói, bây giờ anh cũng hơi hiểu mọi chuyện rồi, biệt thự hoa lệ này chính là nơi mình cần tìm đến, chuyện này không sai. Mà thuộc hạ, đàn em của Phương Hồi chẳng nhẽ là người nhà họ Trúc. Bảo mình đến đây khám bệnh, buồn cười thật, anh và nhà họ Trúc đã không thể cùng tồn tại rồi, hơn nữa cục diện bây giờ có vẻ như nhà họ Trúc lợi hại hơn nhiều rồi. Câu nói này đúng thật, trời quang mây tạnh, anh liền nghĩ anh mạnh lắm. Trúc Phi tuyên bố hùng hồn. Bọn tao nhầm, tao thấy mày nhầm thì có, tối hôm qua, mày đánh bọn tao thế nào? Mày còn nhớ chứ, Tần Lâm, mày đừng kiêu ngạo nữa, không có tác dụng đâu, bây giờ chuyện đã ra nông nỗi này rồi, cho dù có thế nào, mày cũng đừng nghĩ đến chuyện chiếm lợi từ nhà họ Trúc. Cho dù mày có đến xin lỗi thay Trúc Linh Linh hay là đến xem trò hề nhà tao thì mày cũng cút được rồi, bởi vì mày không xứng, hơn nữa, nhà họ Trúc bọn tao bây giờ như mãnh hổ thần long. Là ngôi sao sáng trên bầu trời tỉnh An Tây. Trúc Diệu đứng bên phụ họa. Lúc trước mày không xứng với nhà họ Trúc, bây giờ mày cũng không xứng, hơn nữa Trúc Linh Linh bị đuổi ra khỏi nhà họ Trúc rồi, về sau mày tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt bọn tao nữa, không gặp thì hơn. Nhà họ Trúc chúng tao sau này sẽ trở thành đại gia tộc lên được sàn NASDAQ, mấy tin tức xấu này, tao không hy vọng sẽ xuất hiện, mày và Trúc Linh Linh tự thu xếp ổn thỏa đi. Trong ánh mắt của Trúc Phi tràn đầy sự phấn chấn, lúc này nhà họ Trúc còn sợ gì chứ? Có Đông Bắc Phương đứng sau, đó chính là biểu tượng của thực lực. Nếu như mày còn không muốn đi, hôm nay chắc không đi được đâu, Tần Lâm. Tao nói cho mày biết, bây giờ mày được coi là xâm phạm vào đất tư, cho dù chúng tao đánh chết mày, mày cũng không phản kháng được. Nhưng nhà họ Trúc là gia tộc văn minh, mày đừng không biết tốt xấu. Lão Tam của nhà chúng tao sắp về rồi. Đến lúc đó đừng trách tao không cảnh báo mày, mày muốn đi cũng không đi được đâu. Lão Tam của nhà họ Trúc là ai, mày biết không? Là thuộc hạ thân cận của Đông Bắc Phương, là trụ cột của nhà họ Trúc chúng tao đấy. Trúc Súng cũng bắt đầu mắng Tần Lâm, anh không đi thì sẽ gặp tai ương, bây giờ Trúc Linh Linh đã ở bên Tần Lâm, ông ta cũng không ngăn cản được. Hơn nữa Trúc Linh Linh đã bị đuổi khỏi nhà họ Trúc, ông ta cũng không muốn nhìn thấy con gái mình sau này phải sống cùng một kẻ tàn phế. Trúc Dũng cũng chỉ muốn cứu Tần Lâm thôi. Tần Lâm, cậu mau đi đi, đừng không biết điều nữa, nếu không khi cậu ba nhà họ Trúc quay về, cậu xong đời đấy. Cậu biết chưa, làm người phải biết điều, cậu ba nhà họ Trúc là đàn em của Đông Bắc Phương, cậu đừng có ở đây làm trò nữa, đến lúc đó, người bị thương là cậu đấy. Trúc Phi lạnh lùng nhìn Tần Lâm. Không đi đúng không, không đi càng tốt, chúng ta cứ ở đây, ha ha ha, Tần Lâm. Hôm qua mày đánh bọn tao thế nào, hôm nay bọn tao sẽ trả lại đầy đủ khoản nợ này. Tao sẽ cho mày biết, nhà họ Trúc bọn họ không dễ đây vào. Chỉ cần tí nữa Lão Tam đến, Tần Lâm chết chắc. Trúc Súng tức đến ngứa răng, tôi chỉ muốn tốt cho cậu, sao cậu không biết tốt xấu vậy? Tôi không muốn nhìn thấy con gái tôi sau này phải sống khổ sở với cậu, cậu thì hay lắm, cứ đứng ở đây như trời trồng, chả thèm động đậy, cậu rảnh quá nên muốn chết à? Sao cậu cố chấp vậy? Bảo cậu đi thì cậu mau đi đi, còn ở đây mà gì, cậu điên à? Tần Lâm cười nói. Tôi muốn xem, hôm nay ai ngã xuống? Người dám nói như vậy với anh, nếu như không phải là người nhà họ Trúc thì chắc sớm về gặp ông bà tổ tiên rồi, anh chỉ là nể mặt Trúc Linh Linh. Lần này nếu mình đã đồng ý với Phương Hồi, cho dù không chữa bệnh cho nhà họ Trúc thì cũng phải đợi thuộc hạ của Phương Hồi quay lại rồi nói chuyện tiếp, bây giờ Tần Lâm mà đi thì sẽ trở thành kẻ thất tín. Sắc mặt Trúc Phi âm trầm, ông ta cười khẩy nói. Đúng đúng đúng, mày cứ ở đây đi, đừng đi đâu cả, Tần Lâm, hôm nay ai dám đi người đấy là con chó. Ha ha ha, Trúc Phi làm bộ đã ăn chắc Tần Lâm rồi, chỉ cần anh dám đứng ở đây, tí nữa Lão Tam quay lại, anh sẽ phải quỳ xuống dập đầu. Hôm qua ngay cả bố ông ta còn bị đánh, càng đừng nói đến bọn họ, nhà họ Trúc đúng là mất hết mặt mũi, giờ có thể lấy lại được rồi. Hôm nay Tần Lâm đến là cơ hội cho bọn họ báo thù. Cơ hội đến rồi, Tần Lâm nếu như đi thật, lòng bọn họ sẽ không vui đâu. Tần Lâm, mày đừng có mà hối hận đấy, đừng nói nhà họ Trúc bọn tao bắt nạt mày, bây giờ là mày bắt nạt nhà họ Trúc chúng tao, đến lúc mất đi cánh tay cái chân, thì đừng có trách chúng tao ác. Con trai tao là thuộc hạ thân cận của Đông Bắc Phương đấy, mày còn trẻ mà đúng không biết lượng sức mình. Trúc Nhị Bạch nhìn anh nói, ông ta già thế rồi. Tần Lâm là người duy nhất đánh ông ta. Bản thân nhiều tuổi thế này, còn là người đứng đầu nhà họ Trúc, vậy mà mày dám đánh tao.
còn dám đánh tất cả người nhà họ Trúc, món nợ này, Trúc Nhị Bạch tao đã ghi hết trong lòng, tao nhất định sẽ báo thù. Lão Tam về nhà chính là cơ hội của bọn họ, mặt mũi của nhà họ Trúc lấy lại được rồi. Tần Lâm nhíu mày. Nhỡ mai tí nữa mấy người phải quỳ xuống trước tôi thì sao? Trúc Diệu cười lớn nói. Ha ha ha, mày uống nhầm thuốc à? Tần Lâm, mày đến đây chẳng phải để xem trò của chúng tao sao? Khi biết nhà họ Trúc tao lại vực dậy rồi, kéo được đầu tư, mày lại định thay Trúc Linh Linh xin lỗi nhà chúng tao, muốn về lại nhà họ Trúc, tao hiểu hết mà, mày cho rằng nhà họ Trúc là nơi nào? Cả đời này mày không vào đây ở rể được đâu, mày chết tâm đi. Trúc Phi cười vô cùng tàn nhẫn, vui vẻ hí hửng, trong mắt bừng lửa, như một con ác quỷ đang nhìn chằm chằm Tần Lâm. Tí nữa mày sẽ phải quỳ xuống, dập đầu, bây giờ tao có thể nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của mày rồi. Ha ha ha, Tần Lâm, mày cũng có ngày hôm nay, ha ha ha. Người trẻ tuổi bây giờ đúng là quá ngông cuồng, nhà họ Trúc chúng tao cho mày cơ hội mày lại không cần, đúng là không biết tốt xấu. Đúng vậy, không thấy quan tài không đổ lệ, đúng là đáng ghét, ha 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 hát, tí nữa chú ba quay lại, Tần Lâm chết chắc. Lão Tam là thuộc hạ thân cận của Đông Bắc Phương, thực lực không kém đâu, hơn nữa còn có được sự ủng hộ của Lão Tam, chúng ta còn sợ ai chứ? Sau này chúng ta có thể hoành hành ngang dọc ở tỉnh An Tây rồi, cho dù có là Đồng Phong Châu thì cũng không dám động vào chúng ta. Cái này được gọi là sức mạnh, nhà họ Trúc bây giờ cuối cùng cũng có chỗ đứng cho riêng mình rồi, sau này dù là thành phố Khách Phong hay là tỉnh An Tây thì đều về tay nhà họ Trúc, chú ba giỏi ghê. Nhà họ Trúc vui vẻ không thôi, vô cùng ngóng trông, theo lý thuyết thì lúc này Lão Tam nhà họ Trúc về rồi. Trúc Nhị Bạch nhíu mày, lẩm bẩm nói. Lão Tam sao chưa về nhỉ? Lúc này, có một chiếc Mercedes-Benz Class đỗ ở cổng, đằng sau là ba chiếc xe Lincoln Limousine, vô cùng sang trọng khí thế, trên xe có khoảng 10 người, mặc tây trang màu đen, đeo kính râm. Trúc Phi hưng phấn bừng bừng, bởi vì Lão Tam về rồi, Tần Lâm cũng sắp phải nhận cái chết rồi. Ha ha ha, nhắc đến Tào Tháo liền đến, Lão Tam cuối cùng cũng về rồi. Một người cao gần 2 mét, vai u thịt bắp. Đeo kính râm, đẩy cửa biệt thự ra, 10 vệ sĩ mặc đồ đen đứng giữ cổng, khí thế ngang ngược. Lão Tam, em về rồi. Trúc Diệu vội vàng tiến đến chào đón, bây giờ Trúc Cao Sơn không phải Trúc Cao Sơn của năm đó, đã không còn là một tên nhãi dễ bị bắt nạt nữa, Trúc Cao Sơn bây giờ là người mà mọi người ngưỡng mộ. Trúc Phi nghiêm túc nói, Trúc Cao Sơn về rồi, bọn họ cũng có thể thoải mái mà sống rồi. Chú ba, anh và anh cả nhớ em quá. Em cuối cùng cũng về rồi, lá rụng về cội, sau này đừng đi nữa, bố cũng có tuổi rồi, sức khỏe yếu, nếu như em đi, chắc bố không ăn nổi cơm, uống nổi trà nữa. Trần Cao Sơn âm trầm, từ khi anh ta rời khỏi nhà họ Trúc, anh ta không còn mang họ Trúc nữa mà đã theo họ mẹ là họ Trần. Nhớ tôi đến mức không ăn nổi cơm, không uống nổi trà á. Ha ha ha, sao tôi không tin nổi nhỉ, nhiều năm thế này rồi, sao tôi chưa từng nhận được cuộc điện thoại nào. Ông nói xem, Trúc Nhị Bạch. Anh ta không ngờ sức khỏe của bố không có kém như trong tưởng tượng, cuộc điện thoại này chắc đa phần là chém gió, nói đến cùng, nhà họ Trúc cũng chỉ muốn anh ta quay lại để dọn rác thôi. Trúc Nhị Bạch thở dài nói, lắc đầu, cố ý tỏ vẻ thương tâm. Nhiều năm như vậy, không ngờ con vẫn không tha thứ cho bố. Trúc Diệu trầm giọng nói, thân làm anh cả, ông ta đương nhiên muốn xông lên đứng phía trước, nói mấy câu hợp đạo lý. Lão Tam, bố đã nhiều tuổi đến vậy rồi, sao em có thể tính toán với ông ấy được? Cho dù lỗi lầm có lớn đến đâu thì bây giờ cũng nên bỏ qua, sức khỏe của bố không tốt đâu. Tần Lâm cười nói. Thật không, tôi thấy sức khỏe của ông ta rất tốt mà, rất cường tráng. Tần Lâm, mày là cái thá gì mà dám giễu võ dương oai ở nhà họ Trúc bọn tao? Mày muốn chết đúng không? Trúc Phi điên tiết gầm lên, một mặt là để Trúc Cao Sơn nhìn. Bây giờ người ta đã làm càn ở cổng nhà họ rồi, cho dù là chuyện quan trọng thì cũng là mâu thuẫn nội bộ, bọn họ bị bắt nạt đến vậy, chắc nhẽ anh ta lại không quản. Trúc Diệu nói liên mồm. Tần Lâm, mày bắt nạt người khác quá đấy. Là nó, Lão Tam, hôm qua nó đánh toàn bộ người nhà họ Trúc, nếu như không có nó, bố cũng không đến mức nộ hỏa công tâm, suýt qua đời, Tần Lâm hại nhà họ Trúc thảm thương đến vậy, tất cả là vì nó mà ra, em phải xử lý nó cho nhà mình. Trúc Phi gầm lên. Tần Lâm, bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi bố tao,
nếu không đợi tí nữa thì mày chết chắc. Trần Cao Sơn tát một phát vào mặt Trúc Phi, đánh đến mức mắt Trúc Phi hoa lên, không chỉ ông ta mà tất cả mọi người của nhà họ Trúc đều trợn tròn mắt, Trúc Cao Sơn về chẳng nhẽ là để thị uy với nhà họ Trúc sao? Mẹ kiếp, mấy người là cái thá gì? Trúc Diệu tức giận gầm lên. Trúc Cao Sơn, em làm gì vậy? Em ấy là anh hai của em. Tần Lâm là một thằng khốn, hôm qua nó đánh tất cả chúng ta đấy, ngay cả bố cũng không là ngoại lệ. Bốp! Trần Cao Sơn lại vả thêm phát nữa vào mặt Trúc Diệu, Trúc Diệu cũng bị đánh đến mức mặt tái xanh, suýt nữa ngã xuống đất. Trúc Cao Sơn cao gần 2 mét, hơn nữa vô cùng lực lưỡng, trông như núi Thái Sơn vậy. Cái tát này khiến cho Trúc Phi và Trúc Diệu đều sững sờ, nhà họ Trúc cũng sững sờ. Nhớ kỹ, tôi không tên là Trúc Cao Sơn, tôi tên là Trần Cao Sơn, từ khi tôi rời khỏi nhà họ Trúc, thế giới này đã không còn ai tên là Trúc Cao Sơn nữa. Trần Cao Sơn lạnh lùng nói, người nhà họ Trúc sững người, hít vào một hơi lạnh, sắc mặt tái xanh, bọn họ vốn hy vọng sau khi Trúc Cao Sơn về sẽ ra mặt giúp bọn họ, nhưng bây giờ anh ta lại xông vào đánh bọn họ, thế thì ra thể thống gì? Trúc Diệu tức giận gầm lên, bị đánh mà chỉ có thể nhịn, nhưng Tần Lâm đang ở kia xem kịch vui, ông ta không chịu được. Trúc Cao Sơn, em tát anh em bọn anh một cái, bọn anh sẽ không tính toán, bọn anh là anh của em, có lẽ em vẫn còn hận bọn anh, nhưng hôm nay Tần Lâm đến gây chuyện ở cổng nhà họ Trúc, chẳng nhẽ em trơ mắt nhìn nhà họ Trúc bị bắt nạt sao? Bố cũng bị đánh, chẳng nhẽ em có thể nhịn được à? Tần Đại Sư, xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Tôi nên tự mình đón cậu, nếu không đã không xảy ra chuyện này, mong Tần Đại Sư không trách. Nói xong, Trần Cao Sơn liền quỳ một chân xuống đất, mặt đầy vẻ hối lỗi, xen lẫn sự kính sợ và thành kính, khiến cho cả nhà họ Trúc đều trợn tròn mắt, đúng là được mở rộng tầm mắt. Tần Đại Sư? Sao cậu ta có thể là Tần Đại Sư chứ? Cậu ta chẳng phải chỉ là một bác sĩ sao? Tần Lâm là Tần Đại Sư á? Không thể nào! Không thể nào! Trúc Nhị Bạch nghiến răng nghiến lợi nói. Cao Sơn, con nhầm rồi, cậu ta chỉ là Tần Lâm, là kẻ thù của nhà họ Trúc, nếu không vì cậu ta, nhà họ Trúc cũng không trở nên thế này, cậu ta chỉ là một bác sĩ quèn, con nhầm rồi, cậu ta không phải Tần Đại Sư đâu. Trúc Nhị Bạch, ai là Tần Đại Sư, tôi rõ hơn ông, tôi đặc biệt xin ông chủ của tôi gọi điện cho Tần Đại Sư, muốn nhờ cậu ấy khám bệnh cho tôi, Tần Đại Sư bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn dành chút thời gian. Mấy người còn muốn đuổi Tần Đại Sư ra ngoài. Mấy người đúng là mù rồi. Tần Đại Sư là khách quý của tôi, mấy người là cái thá gì? Tần Lâm là Tần Đại Sư. Đúng là khó tin mà, ai tin nổi chứ? Nhà họ Trúc xứng người, không tin nổi vào mắt mình. Tần Lâm chẳng nhẽ không đến để xin lỗi họ hay xem trò cười nhà họ, mà là được Lão Tam mời đến. Chuyện vớ vẩn gì thế này? Không ai tin nhưng Trúc Cao Sơn đã nói vậy rồi. Ai dám phản bác? Đây là khách quý của Trúc Cao Sơn, hơn nữa là khách quý do đích thân Đông Bắc Phương mời đến. Tần Đại Sư nổi tiếng ngời ngời lại chính là Tần Lâm. Khó tin quá. Không chỉ Trúc Nhị Bạch mà cả Trúc Tam Đao, Âu Dương Diễm Diễm, ngay cả Trúc Dũng và Vương Vân cũng sững sờ. Tần Đại Sư phải là người đức cao vọng trọng, phải là người đứng tuổi chứ. Sao Tần Lâm có thể là Tần Đại Sư được, bọn họ sao trước đây không biết vậy? Là giả. Nhất định là giả. Trúc Dũng và Vương Vân liền bước ra, bọn họ vẫn là người hiểu rõ Tần Lâm hơn ai hết. Vương Vân nghiến răng nghiến lợi nói với Trần Cao Sơn, bà ta chắc chắn không thể để Tần Lâm đạt được như ý, tên này rõ ràng là hàng giả. Anh ba, tên Tần Lâm này chắc giả mạo đấy. Tần Đại Sư sao có thể trẻ thế được, chắc anh chưa nhìn qua Tần Đại Sư bao giờ, em rất hiểu cậu ta chẳng qua chỉ là một bác sĩ quèn thôi, sao có thể là Tần Đại Sư được. Chắc anh nhầm rồi. Bốp, cô nói là giả thì là giả à? Cô rõ hay tôi rõ? Trần Cao Sơn tát mạnh lên mặt bà ta, cho dù cô có là ai mà dám đắc tội Tần Đại Sư thì tôi vẫn sẽ đánh cô. Tần Đại Sư mà là giả mạo á? Mấy người bị điên hả? Lúc trước tôi từng gặp Tần Đại Sư rồi, mấy người gặp Tần Đại Sư chưa mà ở đây nói vớ vẩn. Vương Vân ăn vả, vô cùng tủi thân, nhưng không dám làm càn. Người ta là hy vọng của nhà họ Trúc, là thuộc hạ thân cận của Đông Bắc Phương, bà ta là thá gì? Vốn muốn vạch trần Tần Lâm, khiến anh ăn đòn, nhưng không ngờ Trần Cao Sơn cố chấp thế. Đúng là những người ở đây chưa ai từng gặp Tần Đại Sư, bọn họ đều không biết Tần Đại Sư trông như thế nào, nhưng được mệnh danh là Đại Sư thì phải nhiều tuổi,
Tần Lâm mới bao nhiêu chứ? Hơn nữa ấn tượng ban đầu của bà ta về anh vẫn luôn là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, muốn vào nhà họ Trúc ở rể, chả hợp với hình tượng Tần Đại Sư thanh cao gì cả. Còn không mau quỳ xuống xin lỗi Tần Đại Sư. Trần Cao Sơn tức giận gầm lên, không ít người nhà họ Trúc sắc mặt liền khó coi, ai ai cũng trợn tròn mắt, bắt họ quỳ xuống xin lỗi á. Người nhà họ Trúc vốn cho rằng Trúc Cao Sơn về rồi, những ngày tháng tốt đẹp của họ đến rồi, nhưng không ngờ cục diện lại thay đổi, Tần Lâm biến thành Tần Đại Sư, bọn họ lại trở thành kẻ không biết điều. Lão Tam nhà họ Trúc có năng lực thế nào, không ai dám nghi ngờ, cánh tay phải của Đông Bắc Phương, hơn nữa có thể mời được Tần Đại Sư, kéo được khoản đầu tư 100 triệu, người như vậy có thể diện lớn lắm. Cả tỉnh An Tây này chắc chẳng có mấy ai. Cho dù là Đồng Phương Châu thì cũng không thể tùy tiện đầu tư cả 100 triệu. Cả nhà họ Trúc đều run rẩy, mắt lóe sáng, căn bản không biết nên làm thế nào. Quỳ xuống. Trần Cao Sơn tức giận gầm lên, ngoại trừ Trúc Nhị Bạch, Trúc Tam Đao và Âu Dương Diễm Diễm ra, tất cả mọi người đều quỳ xuống trước mặt Tần Lâm. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng, bọn họ không khiếp sợ trước uy nghiêm của Tần Lâm, mà lão Tam nhà họ Trúc quá mạnh, 10 tên vệ sĩ mặc đồ đen ở cổng cũng khiến họ run rẩy. Hơn nữa anh ta còn đang nắm trong tay sinh mạng của nhà họ Trúc, ai dám không nghe chứ? Nếu như anh mà không nghe thì đừng hy vọng bước chân ra khỏi căn biệt thự này. Trúc Tam Đao sợ đến run cầm cập, khí thế của Trần Cao Sơn mạnh quá, nhưng dù sao ông ta cũng nhiều tuổi rồi, cũng không thể quản lý được Tần Đại Sư hay là Trần Cao Sơn. Cao Sơn, chú là chú ba của cháu. Trúc Cao Sơn gầm lên. Quỳ xuống. Chú ba. Ông là chú ba của tôi thì sao chứ? Đắc tội Tần Đại Sư thì dù là ông, tôi cũng không tha đâu. Trúc Tam Đao và Âu Dương Diễm Diễm đều sợ đến mức mặt tái mét, vội vã quỳ xuống. Thôi được rồi, hôm nay tôi đến để khám bệnh, có vẻ như không ai bị bệnh, tôi sẽ nhớ kỹ cuộc điện thoại của Phương Hồi. Tần Lâm lạnh lùng cười, nhưng lúc này, trong lòng Trần Cao Sơn run rẩy, Tần Đại Sư rõ ràng nổi giận rồi. Trần Cao Sơn khổ sở nói. Tần Đại Sư, chuyện này đều là lỗi của tôi, xin lỗi cậu, tôi nên tự mình đón cậu, tôi xin cậu đừng nói với ông Phương, tôi cũng thấy thẹn với ông Phương, càng thấy thẹn với cậu, Tần Đại Sư. Tần Lâm nhìn Trần Cao Sơn, tên này nói đúng trọng tâm, hoàn toàn không phải người cùng đường với Trúc Nhị Bạch, mặc dù là người nhà họ Trúc nhưng không có sự kiêu ngạo và ngông cuồng của nhà họ Trúc, theo Phương Hồi nhiều năm như vậy, có vẻ như khá hiểu chuyện, biết tiến biết lùi. Yên tâm. Tôi sẽ không nói gì xấu với Phương Hồi đâu, có điều tôi sẽ không khám bệnh cho người nhà họ Trúc. Sau này, tôi với nhà họ Trúc sẽ là hai phe đối lập. Chuyện nhà họ Tần và nhà họ Trúc, anh tự liệu mà làm đi, tôi cũng nên quay về rồi. Vốn tưởng phải cứu người nên mới đến, hóa ra là đến đây rước cục tức vào người, xui thật đấy, ha ha ha. Tần Lâm nói xong liền quay người rời đi. Tần Đại Sư để tôi đưa cậu về. Trần Cao Sơn căn bản không quan tâm đến bọn Trúc Nhị Bạch, anh ta mau chóng quay người đi theo Tần Đại Sư. Cũng không quan tâm Tần Lâm đã lên xe chưa vẫn vội vàng tươi cười, kéo cửa xe cho anh. Không ai đánh kẻ chạy lại cả. Huống hồ Trần Cao Sơn là người của Phương Hồi, lần này đến không khám bệnh được cho ai, nhưng cũng không đến mức không nể mặt Trần Cao Sơn. Cái này, Trúc Nhị Bạch tái mặt, tức đến mức toàn thân run rẩy. Ông ta nhìn thấy Tần Lâm ngồi trên xe lão Tam, trong lòng buồn bực, có điều Tần Lâm lại biến thành Tần Đại Sư. Trúc Tam Đao, em lừa anh phải không? Sao tên Tần Lâm này lại biến thành Tần Đại Sư được? Trúc Nhị Bạch lau mồ hôi, bản thân suýt nữa phải quỳ xuống trước mặt Tần Lâm rồi. Trúc Tam Đao cười gượng, run rẩy đứng đấy. Em cũng không biết, anh hai, tên Tần Lâm này là người quen cũ của em, chỉ là một bác sĩ quen. Ai biết được tại sao nó lại biến thành Tần Đại Sư? Vương Vân phân tích cặn kẽ. Đúng vậy, bác hai, tên Tần Lâm này thực sự không phải Tần Đại Sư. Cháu dám dùng mạng mình bảo đảm. Bố cháu nói thật đấy, tên này mà là Tần Đại Sư, cậu ta theo đuổi con gái cháu, sao cháu không đồng ý chứ? Tên này chỉ là một tên nghèo, chẳng có gì cả. Cháu đoán, cậu ta có thể là đồ đệ của Tần Đại Sư hoặc cùng lắm là đệ tử trên danh nghĩa. Tần Đại Sư không dám để cậu ta ra ngoài lừa bịp, vậy nên cậu ta không dám ho hét tiếng nào. Có thể nói, nếu như cậu ta là đệ tử của Tần Đại Sư, thì sao cậu ta có thể không tự tin đến vậy? Nếu không đã vênh váo nói thẳng cho chúng ta mình là đệ tử của Tần Đại Sư rồi, chắc chắn là vậy, rõ ràng cậu ta không phải.
Trúc Dũng cũng bình tĩnh nói. Vương Vân nói đúng lắm, cô ấy nhất định là người hiểu rõ nhất, Tần Lâm cùng lắm chỉ là đệ tử trên danh nghĩa của Tần Đại Sư, nếu có quan hệ gì với Tần Đại Sư, chắc bọn họ chỉ cùng họ, chắc chỉ là một tên tùy tùng đi theo Tần Đại Sư, nếu là đệ tử thật sự thì chẳng nhẽ lại làm ở cái phòng khám nhỏ thế. Nghe thấy lời Vương Vân và Trúc Dũng nói, Trúc Nhị Bạch cũng chìm vào trầm tư, tất cả người nhà họ Trúc trầm mặc gật đầu, nhất định là vậy, có điều vừa nãy lão tam nhà họ Trúc ở đây, ai dám nói như vậy. Anh ta nói đúng là đúng, sai là sai, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo. Trúc Diệu nói, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bây giờ phải làm thế nào? Đắc tội Tần Đại Sư, con thấy sắc mặt lão tam khó chịu lắm. Bố, phụ đầu tư của chúng ta liệu có tan thành mây khói không? Trúc Nhị Bạch trầm giọng nói. Chuyện đầu tư chắc không có vấn đề gì đâu. Lần này lão tam về là tốt, nhà họ Trúc chúng ta có thể vực dậy rồi. Đắc tội Tần Đại Sư cũng không phải do chúng ta, có điều chuyện hợp tác với Đông Bắc Phương, lão tam sẽ có dự tính. Trúc Phi cười nói, mặc dù bị lão tam đánh nhưng bọn họ vẫn để ý chuyện đầu tư nhất, chỉ cần kéo được đầu tư, hồi sinh được nhà họ Trúc thì có bị đánh cũng đáng. Bố nói đúng lắm, mặc dù lão tam nói có vẻ tức giận, nhưng nhất định chỉ là nói cho người ngoài nghe thôi, Tần Lâm cũng chẳng phải là Tần Đại Sư mà chỉ là thuộc hạ của Tần Đại Sư thôi, lão tam chỉ đang nể mặt Tần Đại Sư, chuyện đầu tư chắc không sao đâu. Trúc Diệu hừ lạnh một tiếng rồi nói. Sau này chúng ta phải cách xa tên Tần Lâm này một chút, tên này nhất định là một tên tiểu nhân, nhất định sẽ nhằm vào chúng ta. Âu Dương Diễm Diễm nộ hỏa xung thiên, thể diện nhiều năm của bản thân mất hết rồi, hơn nữa còn phải quỳ trước bọn trẻ con, nói ra cũng khó nghe. Đúng đấy, sau này chúng ta tránh được thì tránh. Tên Tần Lâm này cậy uy của Tần Đại Sư, còn bắt chúng ta quỳ xuống, món nợ này tôi có chết cũng không tha cho cậu ta. Trúc Nhị Bạch cười khẩy. Được rồi, bây giờ Lão Tam đã xử lý xong chuyện nhà họ Trúc rồi, sau này nhà họ Trúc chúng ta phát triển, Tần Đại Sư là thá gì chứ? Cô giúp việc nói. Xin lỗi các vị, tôi vừa mới nhận được điện thoại của anh Trần, xin các vị rời khỏi đây, tôi chuẩn bị dọn dẹp. Trúc Nhị Bạch vừa nghe thấy cô giúp việc muốn đuổi khách liền nổi giận. Vớ vẩn, anh Trần là thằng quái nào, cô là cái thá gì mà muốn đuổi chúng tôi đi? Cô biết tôi là ai không? Tôi là bố nó, Trúc Cao Sơn là con trai tôi muốn ở đâu thì ở đấy. Cô giúp việc khổ sở nói. Xin lỗi các vị, anh Trần nói các vị không thể ở lại đây, tôi phải thu dọn biệt thự, các vị đừng làm khó tôi. Trúc Nhị Bạch chống eo nói, tức giận nhìn cô giúp việc. Tôi không đi đấy, có làm gì được tôi? Đây là nhà tôi, sau này tôi sẽ sống ở đây, cô sẽ phải hầu hạ tôi, cô biết chưa? Tôi... Cô hầu gái bất lực không biết nói gì, khi đang chuẩn bị gọi cho anh Trần thì Trần Cao Sơn đã quay lại rồi. Trúc Nhị Bạch cười nói. Cao Sơn, giúp việc của con bị sao vậy, đuổi việc cho bố, thuê người mới đi, chẳng phải con mua biệt thự này cho bố sao? Con có lòng thật, người ta nói nuôi con phòng khi về già, câu này đúng thật. Trần Cao Sơn lạnh lùng nói. Đây là tôi mua cho mẹ tôi, chả liên quan gì đến ông hết, bây giờ nhà họ Trúc mấy người có thể cút được rồi. Cút ra khỏi đây đi, Trần Cao Sơn tôi không muốn nhìn thấy mấy người. Trúc Phi mắng. Sao em có thể nói vậy với bố? Cao Sơn, em làm vậy là bất hiếu đấy, ngay cả tên mình em cũng đổi rồi, em khiến bố buồn lắm đấy. Buồn, ông ta cũng biết buồn à. Ha 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 ha, lúc trước mấy người đuổi tôi ra khỏi nhà họ Trúc sao không nghĩ đến chuyện tôi buồn thế nào. Từ thời khắc ấy, tôi đâu còn mang họ Trúc nữa, mà tôi lấy họ mẹ. Từ đó trở đi chỉ có Trần Cao Sơn, không còn Trúc Cao Sơn. So đau khổ, mấy người ai có thể đau khổ hơn tôi? Ở nhà họ Trúc, tôi khác gì nô bộc nhà các người không? Thậm chí còn không bằng, lúc đó, hai người làm anh đối xử với tôi thế nào? Sợ tôi cướp tài sản của mấy người, ha ha, lúc nào cũng muốn đuổi tôi ra khỏi nhà Trúc, còn cả ông nữa, Trúc Nhị Bạch. Ông còn nhớ ông đã nói gì với tôi không? Tôi không biết xấu hổ giống mẹ tôi vậy. Cái loại không có tiền đồ, cả đời chỉ biết ăn bám. Trần Cao Sơn đỏ mắt, tức giận nhìn Trúc Nhị Bạch, ông ta cũng không biết phải nói sao, mặt tái xanh, cũng không biết nên nói gì mới ổn. Trúc Diệu nói, Trúc Cao Sơn, em đừng có quên, trong người em đang chảy dòng máu của nhà họ Trúc, bây giờ nhà họ Trúc gặp nguy, chẳng nhẽ em không giúp. Bố nhiều tuổi thế này rồi, em nỡ nhẫn tâm trách mắng ông ấy,
em làm con mà như vậy à? Đúng vậy, bây giờ nhà họ Trúc xa cơ lỡ vận thì biết tôi là người nhà họ Trúc đấy, thế còn lúc đầu thì sao? Khi mấy người cho tôi ăn thức ăn thừa của chó, mấy người còn nhớ vẻ mặt của mình năm đó không? Anh cả của tôi, khi anh vứt bánh bao trên đất, dẫm lên sau đó mới đưa tôi ăn, anh còn nhớ tôi là người nhà họ Trúc đấy. Cả đời này tôi không bao giờ quên bộ mặt tàn ác ấy của anh, nếu như anh không phải anh cả của tôi giết anh lâu rồi. Mắt Trần Cao Sơn sắc như dao, dọa Trúc Diệu run rẩy lùi về sau mấy bước, ông ta không dám nhìn Trần Cao Sơn, anh ta từng giết người, hơn nữa không chỉ một người, ánh mắt của anh ta vô cùng đáng sợ. Trúc Nhị Bạch đau khổ nói. Bố là bố con, Cao Sơn. Đúng, ông còn biết ông là bố tôi cơ à? Vậy ông đã bao giờ hoàn thành chức trách của một người bố chưa? Chó nhà ông còn được ăn ngon hơn tôi, đồ mà tôi ăn đều là thứ chó nhà ông không thèm ăn, ông biết chưa? Bố của tôi. Trần Cao Sơn trợn mắt, gào thét nói, Trúc Nhị Bạch cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Trong lòng ông ta vẫn còn hy vọng, lúc trước ông ta như mặt trời ban trời, nhà họ Trúc cũng là gia tộc lớn, căn bản cũng chẳng cần đứa con trai riêng này, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, nhà họ Trúc xa cơ lỡ vận, ông ta cũng thất thế. Trúc Nhị Bạch hai mắt ngấn lệ nói. Bố biết mình sai rồi, Cao Sơn, con cho bố một cơ hội đi, xin con đấy. Hôm nay tôi về là vì nể mặt mẹ tôi, nếu không, cho dù ông có chết trên đường, tôi cũng không quan tâm, Tần đại sư là do tôi mời tới, khoản đầu tư cũng là do tôi đưa tới, nhưng mấy người lại khiến Tần đại sư tức giận bỏ đi, ha ha ha. Đúng là khiến tôi cười vỡ bụng mà, Trúc Nhị Bạch, nhà họ Trúc mấy người đen đủi thật, từ nay về sau, tôi không quan tâm đến ông nữa. Mấy người lừa tôi về, chẳng phải chỉ muốn tôi giúp sao? Mấy người mơ đẹp quá, một câu nói của Tần đại sư còn có ích hơn tôi đấy, khoản đầu tư của mấy người không còn đâu, dược liệu của Đông Bắc Vương cũng không thể để mấy ngón tay dơ bẩn của mấy người động vào được. Tất cả đều do mấy người tự chuốc lấy. Lúc trước mấy người làm đủ chuyện xấu, lương tâm không còn, mà nay, loại già mà đổ đốn như ông đúng thật khiến tôi mở rộng tầm mắt. Trần Cao Sơn càng nói càng kích động, sắc mặt lạnh lẽo vô cùng, không ai dám nhìn vào mắt anh ta, Trúc Phi và Trúc Diệu cũng không nói được gì, lúc trước bọn họ đối xử với Trần Cao Sơn thế nào bây giờ báo ứng đã đến. May mà tôi sớm rời khỏi nhà họ Trúc, rời khỏi cái nơi thị phi này, nếu không chắc tôi còn thảm hơn mấy người. Gieo nhân nào gặt quả nấy, đây là do mấy người tự chuốc lấy, Tần đại sư vốn là phúc tướng của nhà họ Trúc, nhưng mấy người lại tỏ vẻ với Tần đại sư, tôi khó khăn lắm mới mời được cậu ấy đến, mấy người lại đuổi đi. Tự mình gây họa thì không có cách nào thoát được đâu. Trần Cao Sơn không ngừng lắc đầu, bài đẹp nhưng bị bọn họ đánh đến mức thua bét nhè, thậm chí không cần mình ra tay. Tần đại sư vốn muốn giúp bọn họ qua ải khó, nhưng bọn họ có mắt như mù, đắc tội Tần đại sư. Trúc Nhị Bạch nói. Cao Sơn, con nghe bố nói. Trần Cao Sơn nói rất dõng dạc, vang vọng, khiến mọi người đều khiếp sợ, Trúc Nhị Bạch càng không nói được gì. Cút, mau cút cho tôi, nghe thấy tôi nói chưa, từ nay về sau, ai dám bước chân vào căn biệt thự này nửa bước, tôi Trần Cao Sơn chặt đứt chân người đó, dù đó có là ai đi chăng nữa. A Kiệt, tiễn khách, đuổi hết đám này đi đi. Trần Cao Sơn khẽ quát một tiếng, 10 vệ sĩ đeo kính râm liền đuổi cả nhà họ Trúc ra khỏi biệt thự, lúc này Trúc Nhị Bạch ngẩng đầu quay lại nhìn, trong mắt đầy tuyệt vọng. Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt mà. Đám Trúc Nhị Bạch bị Trần Cao Sơn đuổi ra khỏi biệt thự, mặt nhà họ Trúc đều khó coi, mất mặt quá, đặc biệt là Trúc Nhị Bạch, địa vị quyền thế của ông ta trong mắt đám con cháu nhà họ Trúc đều sụp đổ. Vốn cho rằng biệt thự mua cho ông ta, nhưng Trúc Nhị Bạch sao có thể ngờ, con trai thứ ba của mình lại độc ác đến vậy, đuổi hết bọn họ đi, không cho ông ta ở trong biệt thự, bi thương hơn, khoản đầu tư của Đông Bắc Vương cũng không còn. Lần này đối đầu với Tần Lâm, nhà họ Trúc thua thê thảm, ngay cả người nhà ông ta cũng không quan tâm đến ông ta, khiến cho nhà họ Trúc rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, cục diện như hôm nay khó có thể xoay chuyển được. Trúc Nhị Bạch cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi. Nếu như nhà họ Trúc cứ như vậy thì đúng là tiêu đời, ông ta sống thế nào đây, thế này thì sao còn mặt mũi đi gặp tổ tiên, sau này ông ta đi đến đâu cũng không thể ngẩng đầu, bị đám bạn già cười vào mặt. Trúc Nhị Bạch muốn cứu vãn chuyện với Trúc Cao Sơn, nhưng người ta không cho ông ta cơ hội, Trúc Cao Sơn vốn tìm Tần Đại Sư đến khám bệnh cho ông ta, nhưng ông ta lại đuổi Tần Đại Sư đi, bọn họ sao biết Tần Lâm chính là người của Tần Đại Sư chứ?
Bây giờ nhà họ Trúc như đám chuột qua đường, ai ai cũng muốn đánh họ. Trúc Nhị Bạch sau khi biết mình đắc tội với Tần Đại Sư, cho dù con trai mình cũng chưa chắc khống chế được chuyện đầu tư của Đông Bắc Phương, Tần Đại Sư là khách quý của Đông Bắc Phương, lần này Trúc Nhị Bạch đúng là ngu xuẩn, nhà họ Trúc đã bị hủy hoại trong tay ông ta, bài đẹp trong tay nhưng ông ta lại thua sạch, Trúc Nhị Bạch muốn cứu vãn quan hệ cha con, nhưng Trúc Cao Sơn không hề cho ông ta cơ hội. Năm đó nhà họ Trúc đối xử quá tệ bạc với anh ta, vậy nên lòng anh ta đã nguội lạnh lâu rồi, có điều lúc này nói gì cũng muộn rồi, không kịp rồi. Trúc Diệu nói nhỏ, bố, chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Tối qua ngân hàng giục chúng ta trả nợ đấy, thời gian vay sắp hết rồi nếu như không có cách nào thì nhà chúng ta sẽ bị ngân hàng thu hồi. Nhà ruột còn gặp mưa đêm. Trúc Nhị Bạch nôn ra máu, bây giờ trong lúc quan trọng, ngân hàng cũng đến góp vui. Đúng là muốn chặn hết đường sống của nhà họ Trúc mà. Trúc Diệu trầm giọng nói. Bố có sao không? Hay là chúng ta quay lại cầu xin Lão Tam nhé? Dù sao cũng là người một nhà, Lão Tam đâu thể thấy chết không cứu được. Trúc Nhị Bạch nói móc Trúc Diệu. Con quên mất năm đó hai anh em con đối xử với Cao Sơn thế nào à? Nếu là con có ghi thù không? Bố bảo hai đứa chăm sóc Cao Sơn, hai đứa làm thế nào? Vừa nãy lời Cao Sơn nói không đủ mất mặt à, hai đứa có biết xấu hổ không đấy, còn muốn quay lại cầu xin nó sẽ không đồng ý đâu. Huống hồ chúng ta còn đắc tội khách quý của Đông Bắc Phương, cho dù là Cao Sơn cũng chưa chắc có bản lĩnh xoay chuyển tình thế. Trúc Nhị Bạch mắng mỏ. Hai đứa đúng là vô dụng, nếu hai đứa có bản lĩnh thì bố đã không mất mặt đến mức này. Vô dụng, đúng là lũ vô dụng. Trúc Phi lầm bầm nói, nhà rột từ nóc. Đây là báo ứng của bọn họ. Con do bố sinh, bố không lo, bắt bọn con lo, bọn con biết thế nào được. Trúc Nhị Bạch tức giận hét lên. Đều cút khỏi nhà cho tao, tí nữa tính sau. Trúc Tam Đào nghĩ ngợi nói. Anh hai, bây giờ là lúc không vội được, em thấy mình không lấy được khoản đầu tư của Đông Bắc Phương đâu, chỗ Đồng Phương Châu cũng không ổn, em nghĩ chúng ta nên đến chỗ Chủ tịch Mạnh Văn Cương xem sao. Nếu Chủ tịch Mạnh có thể đến thì chắc cũng muốn hợp tác với chúng ta, nhưng sau lại đi là do Tần Lâm phá hoại, có điều chỉ cần có cơ hội, chúng ta không được bỏ cuộc. Đúng đấy, có vẻ như chúng ta phải thử lại xem sao. Trúc Nhị Bạch trầm giọng nói. Phái ai đi mới được đây? Để cháu đi cho, bác hai, cháu cũng được coi là có duyên gặp Chủ tịch Mạnh vài lần, hơn nữa lúc trước Y Dược Văn Hòa cũng hợp tác mấy lần với tập đoàn Hiên Viên. Cháu là người nhà họ Trúc đương nhiên phải chịu trách nhiệm, lúc trước cũng từng hai lần ký hợp đồng với bên ấy, cháu nhất định sẽ không để nhà họ Trúc thất vọng. Trúc Minh trầm giọng nói, lúc này nhà họ Trúc cần người dám dũng cảm đứng ra giúp họ vượt qua nguy hiểm, chỉ cần có thể giúp nhà họ Trúc vượt qua cửa ải khó khăn thì địa vị của ông ta ở nhà họ Trúc sẽ lên như diều gặp gió. Lúc này Trúc Minh xung phong nhận việc cũng vì bản thân, chỉ khi nhà họ Trúc vực dậy, ông ta mới có cơ hội mạnh lên. Con nhỏ Trúc Linh Linh khốn khiếp, bây giờ cánh cứng rồi, có điều không có nhà họ Trúc thì nó chẳng là cái thá gì cả. Trúc Nhị Bạch nhìn Trúc Minh nhíu mày, có hơi không yên tâm, dù sao Trúc Minh cũng chưa làm bọn họ hài lòng lần nào. Cháu làm được không hả Trúc Minh? Trúc Minh thở dài nói. Bác hai, bác cũng hơi phiến diện rồi đấy. Lúc trước khi Trúc Linh Linh còn chưa nắm được Y Dược Văn Hòa trong tay, thì cháu là người quản lý cả tập đoàn Trúc Thị. Mặc dù không được tính là giỏi cả văn lẫn võ, nhưng nhất định cũng là người đứng đầu một góc trời. Lúc trước tập đoàn Trúc Thị cũng vô cùng phát triển, nếu như không vì Trúc Linh Linh dựa vào tập đoàn Hiên Viên, liên kết với Chủ tịch Mạnh Văn Cương thì cháu sao có thể bị con bé đó thay thế. Gia tộc tranh đấu kịch liệt, cháu chỉ có thể thoái vị nhường chỗ, vậy nên mới để Trúc Linh Linh chiếm vị trí. Có điều bây giờ thì khác, bác hai, cháu sẵn sàng viết giấy bảo đảm. Nếu như không lấy được đầu tư từ Chủ tịch Mạnh, về sau ở nhà họ Trúc, cháu sẽ chịu nhẫn nhục, cho dù bắt cháu đi cọ bồn cầu, cháu cũng sẽ không từ chối. Trúc Nhị Bạch nghiêm túc nói. Được, nếu cháu đã nói thế thì hôm nay bác hai của cháu sẽ không lật đổ sự tự tin của cháu, bây giờ nhà họ Trúc chúng ta có vực dậy được không là dựa vào cháu đó. Chỉ cần cháu có thể lấy được vốn từ Mạnh Văn Cương, chức phó chủ tịch của Trúc thì Y Mỹ sẽ thuộc về cháu. Vừa nghe thấy chức phó chủ tịch là của ông ta, Trúc Minh như được tiếp thêm động lực. Trúc Minh tuyên bố hùng hồn, bây giờ ông ta tràn đầy tự tin. Bác hai yên tâm, cháu nhất định sẽ mang về được tiền đầu tư cho nhà họ Trúc, bây giờ là lúc để cháu thể hiện kỹ thuật của mình,
cháu nhất định sẽ không để nhà họ Trúc mất mặt đâu. Lúc trước Trúc Linh Linh dùng thủ đoạn hèn hạ mới có thể để nhà họ Trúc đứng vững, cháu không hèn hạ như nó đâu, lần này cháu sẽ khiến người nhà họ Trúc thấy Trúc Minh cháu không vô dụng. Mạnh Văn Cương đến tham gia buổi tiệc đầu tư của họ chứng minh Mạnh Văn Cương có ý muốn hợp tác với họ, vậy nên lúc này Trúc Minh đã chuẩn bị sẵn sàng để tranh thủ thời cơ, ông ta cũng không thèm đếm xỉa gì đến cái bản mặt già của mình, chỉ cần vực dậy được nhà họ Trúc là được. Trúc Tam Đao vỗ vai Trúc Minh. Được được được, đây mới là con trai của Trúc Tam Đao tôi, can đảm đến vậy, con trai, bố ủng hộ con. Trúc Tam cô kỳ quái nói, trong lời nói đầy ý giễu cợt. Rõ ràng đang khinh bỉ ai kia. Anh cả, nhờ cả vào anh đấy, anh đừng như ai đó chẳng thèm quan tâm đến an nguy của gia tộc, cố chấp làm theo ý mình, rồi đến mức hại người hại mình. Trúc Súng và Vương Vân nghe xong, mặt mày khó coi, hai bọn họ bây giờ chẳng hề có địa vị gì ở nhà họ Trúc, lúc trước bởi vì sự tồn tại của Linh Linh, bọn họ có địa vị cực cao, nhưng bây giờ lại trở thành kẻ vô dụng, ai cũng muốn đánh. Trúc Tam Đao lạnh lùng nói. Lão nhị, con phải học hỏi anh con đi, sau này phải đi theo anh cả con, làm tùy tùng cho anh cả con, nhà họ Trúc chỉ có mỗi mình con không có tiền đồ gì, bản thân còn không biết đi tìm nguyên nhân hả? Có những người trời sinh đã không có năng lực, bố ạ, cho dù có ép thì cũng vô dụng. Con đi đây, mọi người chờ tin tốt nhé. Trúc Minh hùng hổ quay người rời khỏi, bắt đầu nghĩ kế làm thế nào để tìm được chủ tịch Mạnh, chỉ cần khiến Mạnh Văn Cương đầu tư, ông ta dù có phải ăn cứt cũng được. Trúc Minh lấy lại sức, chuẩn bị tinh thần, đi thẳng đến công ty của Mạnh Văn Cương. Lần này, Trúc Minh đã có sẵn kế hoạch, nhất định phải ký được hợp đồng với chủ tịch Mạnh, nếu không nhà họ Trúc sẽ tiêu đời. Trúc Minh đi thẳng đến văn phòng Mạnh Văn Cương đợi, ngay cả lễ tân cũng không ngăn được ông ta. Anh Tiểu Lâm, anh nói xem có phải em quá đáng quá không? Dẫu sao, nhà họ Trúc cũng là người thân của em làm như vậy liệu có ép bọn họ vào đường cùng không? Mặc dù bây giờ Trúc Linh Linh đã bình tĩnh lại nhưng trong lòng vẫn khó chịu như cũ, bản thân làm vậy chắc chắn sẽ ép nhà họ Trúc đến đường cùng, bọn họ bây giờ đã hết đường để đi rồi, hơn nữa y dược Văn Hòa tiêu đời rồi, Trúc thì y Mỹ cũng chẳng khác gì. Trúc Linh Linh dù sao cũng là người lương thiện, nhìn thấy bố mẹ và cả ông nội bà nội rơi vào nguy hiểm, bản thân vẫn không yên tâm. Tần Lâm thở dài nói, em đừng quên, lúc trước bọn họ đối xử với em thế nào, Linh Linh. Những người này là đám sói nuôi không thuần, em có đối xử tốt với bọn họ hơn nữa, bọn họ cũng không quan tâm đâu, em ở lại nhà họ Trúc chỉ càng khiến bọn họ ngông cuồng tự phụ, càng ngày càng chìm sâu vào sự ngu ngốc hơn thôi. Anh cảm thấy không đáng thay cho Trúc Linh Linh, nhưng dù sao Trúc Linh Linh vẫn mang họ Trúc đây là sự thật không thể chối cãi, không ai có thể thay đổi được. Trúc Nhị Bạch vốn cho rằng mình có thể vực dậy nhờ Đông Bắc Phương, nhưng chỉ cần mình không nói gì. Đông Bắc Phương sẽ không dám đầu tư cho họ, Trần Cao Sơn ở đó cũng có tiếng nói. Đắc tội Tần Đại Sư, Phương Hồi không giết chết bọn họ cũng coi là nương tay rồi. Trúc Linh Linh nói nhỏ. Nhưng em không nỡ, hai. Anh Tiểu Lâm, em có nhu nhược quá không? Em biết người nhà họ Trúc đối xử tệ với em, nhưng họ dẫu sao cũng là người nhà của em, nhìn thấy bọn họ đau khổ đến vậy, em vẫn không nỡ. Tần Lâm thẳng thắn nói. Cái này không thể trách em, đều trách bọn họ không biết điều, đó là vì em quá lương thiện, nên không quan tâm đến mình, tự chịu đau khổ, bọn họ thì không phải chịu sự đau khổ đấy, bọn họ chỉ biết đến lợi ích của bản thân, coi em là công cụ kiếm tiền của họ, bây giờ bọn họ tự hủy hoại y dược Văn Hòa, em nghĩ bọn họ sẽ quan tâm đến suy nghĩ của em sao? Vì lợi ích của gia tộc mà tàn nhẫn đến vậy, người nhà họ Trúc thực sự quá vô tình vô nghĩa. Anh chỉ có thể nói. Anh tôn trọng lựa chọn của em. Trúc Linh Linh cúi đầu. Anh Tiểu Lâm, em hiểu ý của anh, em biết anh đối xử tốt với em. Tần Lâm nói. Nếu như nhà họ Trúc đến cầu xin em thì được, nếu như họ không đến mà em chủ động quay về thì sẽ có kết cục như cũ thôi. Trúc Linh Linh nở nụ cười sán lạn, tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều, cô vui vẻ đi ra ngoài. Em biết, cảm ơn anh Tiểu Lâm, em biết anh xót em. Lúc này, điện thoại của Tần Lâm reo lên. Alo, tiểu sư huynh à, có chuyện này tôi phải nói với sư huynh một tiếng, người nhà họ Trúc. Lại đến tìm tôi nên làm gì? Mạnh Văn Cương cười khổ nói, căn bản không biết nên xử lý thế nào, ông ấy không định bàn chuyện làm ăn với họ, nhưng chỉ cần một câu của tiểu sư huynh thì ông ấy sẽ nghe.
Tần Lâm bình tĩnh nói. Cụ thể làm thế nào, chắc sư đệ cũng biết, để bọn họ đến cầu xin Trúc Linh Linh đi. Được, tôi hiểu rồi, tiểu sư huynh, bây giờ tôi sẽ bảo anh ta đến gặp tôi. Sau khi cúp máy, Mạnh Văn Cương thở phào nhẹ nhõm, ông ấy chẳng muốn can thiệp đến cái chuyện vớ vẩn của nhà họ Trúc đâu, nhưng tiểu sư huynh đã nói vậy, ông ấy không can thiệp không được, vậy nên chỉ có thể nhắm mắt đi làm. Tên Trúc Minh này đúng là không biết xấu hổ, ngồi lì ở văn phòng của mình không chịu đi, chơi trò vô lại, khiến Mạnh Văn Cương đau đầu. Mạnh Văn Cương gọi điện cho thư ký. Để anh ta vào. Thư ký liếc nhìn Trúc Minh, tên này đúng không biết xấu hổ, cứ trấn thủ ở đây, Chủ tịch Mạnh không nói cô cũng không dám nói gì. Chủ tịch Mạnh bảo ông vào. Trúc Minh vui vẻ, Chủ tịch Mạnh muốn gặp mình rồi. Cơ hội đến rồi sao? Trúc Minh gặp được Mạnh Văn Cương liền ưỡn ngực, liên tục cười. Chủ tịch Mạnh, cuối cùng anh cũng chịu gặp tôi là Trúc Minh, là bác cả của Trúc Linh Linh, ha ha ha, chuyện lúc trước thực sự xin lỗi anh, Chủ tịch Mạnh, anh đừng tính toán với chúng tôi nhé. Sắc mặt Mạnh Văn Cương đen xì. Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Trúc Minh nghiêm túc nói. Vâng, vâng, Chủ tịch Mạnh, tôi thực sự vui khi anh đồng ý gặp tôi. Anh bận rộn đến vậy mà vẫn cho tôi cơ hội, tôi thực sự cảm thấy vô cùng vinh dự, vô cùng cảm kích. Mạnh Văn Cương khó chịu nói. Được rồi, đừng nịnh nọt nữa, có chuyện gì thì nói thẳng đi, tôi còn nhiều việc chưa xử lý xong lắm. Trúc Minh cười tủm tỉm nói. Trúc thị Y Mỹ của chúng tôi rất có tương lai, đây là kế hoạch của công ty, Chủ tịch Mạnh có thể xem, Y Dược Văn Hòa vốn có hợp tác với quý công ty. Nhưng có thể vì nguyên nhân chúng tôi chuyển đổi mô hình nên đã dẫn đến nhiều xung đột không rõ, vậy nên tạm thời có chút khó khăn, những người cùng ngành cũng thấy chúng tôi quá hot, nên đố kỵ với Y Dược Văn Hòa, chúng tôi chỉ có thể đặt cược hết lên Trúc thị Y Mỹ, nhà họ Trúc sẽ lại vực dậy, vô cùng có tiền đồ. Chỉ có điều chúng tôi vẫn cần sự trợ giúp của Chủ tịch Mạnh, ha ha ha, hy vọng Chủ tịch Mạnh có thể cho chúng tôi thêm cơ hội. Mạnh Văn Cương tức giận nói, chỉ vào mặt Trúc Minh. Lúc trước Y Dược Văn Hòa khiến tôi thất vọng thì trách ai đây? Bây giờ lại muốn kéo tôi xuống nước, mấy người nghĩ thế nào? Cái loại nể mặt mà không thèm, thực sự muốn tôi đuổi mấy người đi à? Tôi vốn muốn bàn bạc với mấy người, nhưng mấy người làm gì vậy? Tôi đó đúng là tức chết tôi, mấy người biết mình suýt nữa đã hại chết tôi không? Trúc Minh cười nói. Đúng đúng đúng, đều tại nhà họ Trúc chúng tôi, Chủ tịch Trúc xin bớt giận, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Như thế thì không đáng, anh đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi, đừng tính toán với chúng tôi làm gì, lần này tôi nhất định sẽ khiến anh hài lòng, anh nói làm thế nào thì tôi sẽ xử lý như thế. Mạnh Văn Cương nói, dựa vào anh, ha ha ha, anh có tư cách đấy sao? Anh có bản lĩnh đấy sao? Anh thực sự coi người khác là kẻ ngu à? Nghĩ nhà họ Trúc thông minh lắm đúng không? Anh còn muốn bảo tôi nói gì? Dù sao anh cũng không có tư cách nói chuyện với tôi. Á, Trúc Minh khổ sở, lúc này Mạnh Văn Cương mắng chửi ông ta cũng không còn cách nào, nhưng bây giờ mặt mũi cũng đâu cần thiết, lúc này nhất định phải phát huy năng lực không biết xấu hổ. Trúc Minh tự tin nói, Chủ tịch Mạnh, nếu như anh mở lời, tôi nhất định sẽ làm theo, anh nói xem, Trúc Minh tôi ở nhà họ Trúc mặc dù không phải là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng chắc chắn anh nói sao tôi sẽ làm vậy, anh cứ nói điều kiện, chỉ cần khiến anh hài lòng, tôi sẽ không lắc đầu. Mạnh Văn Cương lạnh lùng hừ một tiếng, Trúc Minh lúc này kiên quyết thật, hơn nữa còn không biết xấu hổ, bị mắng chửi như vậy mà vẫn cười, đúng là nhẫn nhịn thật. Tôi cũng không phải người không hợp tình hợp lý, Mạnh Văn Cương này cũng nổi tiếng trong giới là làm chuyện gì cũng nghĩa khí, chưa từng quan tâm đến chuyện người khác bảo tôi xen tình cảm vào công việc. Tôi nói với anh câu này, chuyện tôi đã quyết thường không ai có thể phủ định được. Có điều lần này, tôi sẽ cho nhà họ Trúc một ngoại lệ, anh đừng khiến tôi thất vọng là được. Chủ tịch Mạnh cứ nói, bảo phụ nữ nhà mấy người đến bàn chuyện. Nói xong, Mạnh Văn Cương liền ngồi lên ghế chủ tịch, quay đầu đi, không muốn nói chuyện nữa. Tiểu Mai, tiễn khách. Mạnh Văn Cương trầm giọng nói, Trúc Minh cũng biết suy nghĩ của ông ấy, lúc này ông ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Trúc Minh cười ha ha lui khỏi văn phòng của Mạnh Văn Cương, trong lòng vui vẻ, chuyện này thành công rồi. Chủ tịch Mạnh, anh cứ làm việc đi, tôi xin phép đi trước. Trong sân vườn nhà họ Trúc, Trúc Minh hỉ hả chạy về, lúc này người nhà họ Trúc sau khi biết tin Trúc Minh về nên đều đứng đợi ông ta chiến thắng trở về.
Về rồi sao, về rồi sao? Thế nào rồi hả Trúc Minh? Anh cả, anh kể đi. Đúng vậy anh cả, anh kể đi. Nhà họ Trúc hy vọng nhìn Trúc Minh, Trúc Minh bình tĩnh ngồi xuống, vắt chéo hai chân, uống trà rồi mới chậm rãi kể lại. Trúc Minh nói, chuyện này thành công rồi, không thành vấn đề. Nhưng Mạnh Văn Cương ra điều kiện đó là phải để phụ nữ nhà họ Trúc đi bàn chuyện làm ăn. Mắt Trúc Nhị Bạch sáng lên, miệng đầy vẻ hưng phấn. Để phụ nữ nhà họ Trúc đi bàn chuyện làm ăn. Trúc Nhị Bạch nói, có vẻ như, tôi nói không sai, Chủ tịch Mạnh đúng là người có thói trăng hoa, nếu như hôm đó không bị Tần Lâm phá thì chúng ta đã thành công rồi, tên đáng ghét, làm hỏng chuyện tốt của chúng ta, lần này chắc chắn không thể để xảy ra bất cứ rắc rối gì. Trúc Tiểu Nguyệt, lần này cháu đi đi, tìm hiểu Chủ tịch Mạnh kỹ chút, nói chuyện vui vẻ vào. Lời Trúc Nhị Bạch khiến Trúc Tiểu Nguyệt sững sờ, khóe miệng cứng đờ, ý câu này rõ ràng là bảo cô ta lên giường với Mạnh Văn Cương mà, đi tìm hiểu á, còn cần nói sao? Nhưng tên Mạnh Văn Cương này là một tên háo sắc. Âu Dương Diễm Diễm trầm giọng nói, có điều đây là cơ hội cuối cùng của nhà họ Trúc, bọn họ nhất định phải nắm chắc trong tay. Đam Mỹ Hài, Tiểu Nguyệt, cháu đi du học mấy năm, bây giờ chính là lúc cháu phải cống hiến cho gia tộc, cháu chuẩn bị đi, đừng giống như con Trúc Linh Linh, làm hỏng chuyện lớn của nhà chúng ta. Âu Dương Diễm Diễm tận tình khuyên bảo. Nhưng Trúc Tiểu Nguyệt không muốn đi, bảo cô ấy đi phục vụ lão già kia, đây chẳng phải chuyện quang minh chính đại gì, bản thân là hoàng hoa đại khuê nữ, sau này cô ta sao có thể ngẩng đầu trước mặt nhà họ Trúc được. Trúc Phi cười ha ha nói. Đúng vậy. Lúc trước chẳng phải cháu cũng nói, nếu như là cháu sẽ xung phong ra trận nhận việc, lúc đó chúng ta thấy Trúc Linh Linh không ổn, may mà có đứa cháu gái vì nghĩa lớn, biết nhìn cục diện của nhà họ Trúc là cháu. Lúc này nhà họ Trúc chúng ta có hưng thịnh hay không đều nhờ cháu đấy, Tiểu Nguyệt, cháu đừng để nhà họ Trúc thất vọng. Trúc Tiểu Nguyệt chỉ muốn vả cho mình hai cái, lúc trước Trúc Linh Linh không chịu phối hợp, bản thân ở bên còn đưa lời, bây giờ chuyện đến phiên cô ta cực kỳ không muốn. Mặt mày tái xanh. Trúc Diệu khuyên bảo. Cháu phải vì đại cục Tiểu Nguyệt à, không phải ai cũng có cơ hội đâu. Bây giờ nhà họ Trúc chúng ta cần khoản đầu tư này. Đối với cháu mà nói, đây là tiền đồ trước mặt. Tên Vương đại thiếu gia kia đã là quá khứ rồi. Bây giờ cháu phải nghĩ cho tương lai của mình. Mặc dù ở bên Chủ tịch Mạnh không giúp cháu trở thành phú bà, nhưng nhờ mối quan hệ này, sau này Chủ tịch Mạnh sẽ làm chỗ dựa cho cháu. Cháu còn sợ gì nữa? Trúc Tam Đao vỗ vai Trúc Tiểu Nguyệt, dành kỳ vọng cho cô ta. Đúng, mấy bác của cháu nói đúng lắm, bây giờ cháu là người gánh vách trách nhiệm của nhà họ Trúc, nuôi binh ngàn ngày dùng một giờ, Tiểu Nguyệt, cháu đừng để ông nội thất vọng nhé. Trúc Tiểu Nguyệt nhìn Trúc Minh cũng gật đầu, nói lời thành khẩn. Bố, con gái, đây là thử thách của con, vì nhà họ Trúc, con nhất định phải hy sinh vì nghĩa lớn. Hơn nữa chuyện quan trọng nhất bây giờ là con phải biết thân phận và địa vị của mình, sau này con ở bên Chủ tịch Mạnh rồi thì còn sợ gì nữa. Con phải biết con mất đi bao nhiêu thì đạt được bấy nhiêu, bao nhiêu cô gái nghĩ nát óc muốn ở bên Chủ tịch Mạnh một đêm đấy, mà họ có cơ hội đâu, Trúc Linh Linh đã vụt mất cơ hội nhà họ Trúc trao cho, lần này con phải giành lấy nó. Nhà họ Trúc ta lần này phải khiến người khác thấy, khiến Trúc Linh Linh thấy, không có nó, nhà họ Trúc ta vẫn vực dậy được. Con. Viên mắt Trúc Tiểu Nguyệt hoen đỏ, vô cùng buồn tủi, lúc này cô ta đã cảm nhận được nỗi đau của Trúc Linh Linh, nhưng bây giờ cô ta còn chưa đứng vững ở nhà họ Trúc, lại thêm Vương Vân Cương vừa vào tù, cô ta đã không có đường lui nữa. Những năm nay đi du học cô ta đánh cược tất cả vào Vương Vân Cương, bây giờ thì thua thảm bại. Đều tại con khốn Trúc Linh Linh, nếu cô ngoan ngoãn ngủ với Chủ tịch Mạnh thì trách nhiệm này sao đến tay tôi? Trúc Tiểu Nguyệt không muốn nhưng bản thân trước đây từng nói rồi. Bây giờ tất cả mọi người nhà họ Trúc đều trông chờ vào cô ta đã không còn đường lui rồi. Đường đường là nhà họ Trúc mà phải hy sinh người của mình để ký hợp đồng, Trúc Tiểu Nguyệt khổ không thể nói, nhà họ Trúc mà tiêu đời, mình cũng đừng hòng sống cuộc sống của đại tiểu thư nữa. Trúc Tiểu Nguyệt nghiến răng, dù sao bây giờ cô ta cũng chia tay với Vương Vân Cương rồi, bản thân làm tiểu tam cho Mạnh Văn Cương, đến lúc đó nhất định sẽ một bước lên trời. Ở thế giới này, mày không có tiền thì chả là cái quái gì cả. Trúc Tiểu Nguyệt đã quen với cuộc sống của đại tiểu thư không lo ăn lo mặc rồi, nếu như nhà họ Trúc tiêu đời, cô ta không còn là tiểu thư nhà giàu nữa mà chỉ có thể làm chuột cống, cuộc sống tụt dốc thê thảm. Liều vậy, mẹ kiếp,
Trúc Tiểu Nguyệt tôi sau này phải làm được kẻ bề trên. Trúc Tiểu Nguyệt trầm giọng nói. Được, con đi, có điều con muốn làm phó chủ tịch của Trúc Thị Y Mỹ. Trúc Nhị Bạch vỗ ngực nói. Được, sau này nếu chúng ta cần chủ tịch Mạnh giúp sức, đến lúc đó cháu phải ra tay, nhà họ Trúc sẽ do cháu chèo chống. Đàn bà, ha ha, cứ dỗ trước rồi tính sau. Trúc Tiểu Nguyệt vui vẻ, không ngừng an ủi mình, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Vậy cháu đi chuẩn bị trước, chiều sẽ đến văn phòng tìm chủ tịch Mạnh, chuyện này cứ để cháu lo. Trúc Tiểu Nguyệt cẩn thận trang điểm hết 2 tiếng đồng hồ, đến khi bản thân thấy hoàn hảo mới dừng lại. Trên mặt cô ta phủ một tầng phấn phủ dày cộp, nhưng Trúc Tiểu Nguyệt trang điểm xong thật sự xinh đẹp thêm mấy phần. Dạng phụ nữ như này mới là loại mấy ông chủ lớn thích, hơn nữa còn mang vẻ gì đó phong trần, khói lửa trần gian, ngay cả Trúc Tiểu Nguyệt còn mê đắm nữa là. Trúc Tiểu Nguyệt nhìn gương, cười khẩy nói. Mạnh Văn Cương, tôi không tin ông thoát được khỏi bàn tay tôi. Hơn 3 giờ chiều, Trúc Tiểu Nguyệt mặc đồ đen, váy ngắn, lộ ra bộ nội y tơ tằm, trông như yêu nữ gợi cảm. Khi Trúc Tiểu Nguyệt đến văn phòng của Mạnh Văn Cương, thư ký cũng kinh ngạc, ông chủ thích phong cách này à? Ngày mai mình chẳng nhẽ cũng phải thay đổi một chút. Trúc Tiểu Nguyệt ngọt ngào nói, giọng ngọt hơn mía lùi. Chào Chủ tịch Mạnh. Mạnh Văn Cương không ngẩng đầu, mà tiếp tục nhìn văn kiện trên tay. Ngồi trước đi, tôi xem xong hợp đồng rồi. Mấy phút sau, Mạnh Văn Cương vươn người, nhìn thấy Trúc Tiểu Nguyệt thì sợ giật mình. Mạnh Văn Cương trầm giọng nói. Cô là ai? Cô đến văn phòng tôi làm gì? Em là Trúc Tiểu Nguyệt, Chủ tịch Mạnh, chẳng phải anh muốn em đến đây sao? Trúc Tiểu Nguyệt nói xong, liền đi đến bên Mạnh Văn Cương, ngồi trên bàn, hai chân khoác lên người ông ấy. Mạnh Văn Cương mắng nhỏ. Cô làm gì vậy? Mong cô giữ tự trọng. Trúc Tiểu Nguyệt mím môi, xông vào lòng Mạnh Văn Cương. Chủ tịch Mạnh, anh đừng khiêm tốn nữa, chẳng phải anh thích phong cách này sao? Hôm nay em là người của anh muốn giày vò em thế nào thì cứ làm, em sẽ không phàn nàn đâu. Mặt Mạnh Văn Cương tái đi, vả cho cô ta một cái, khiến cô ta ngã xuống đất. Mạnh Văn Cương trách mắng. Cô cút cho tôi, chuyện gì thế này, đâu ra còn yêu tình thế này, cô không biết xấu hổ à? Trẻ tuổi mà không biết học hành cái tốt à? Chẳng phải anh bảo phụ nữ nhà họ Trúc đến bàn chuyện sao, ý anh là bảo Trúc Linh Linh đến chứ gì, anh đúng là đồ háo sắc. Trúc Tiểu Nguyệt đáng thương nói, vô cùng tủi thân ngồi dưới đất khóc thút thít, mặt tái xanh, lớp trang điểm cũng bị Mạnh Văn Cương đánh cho bay hết, bây giờ cô ta thực sự trở thành yêu tinh đúng nghĩa. Xin lỗi, Chủ tịch Mạnh, bây giờ em sẽ đi, xin lỗi. Trúc Tiểu Nguyệt vô cùng thất vọng. Lúc này cô ta không dám đắc tội Mạnh Văn Cương, nhà họ Trúc chỉ hy vọng Mạnh Văn Cương có thể cứu mạng họ, bọn họ sao có thể bỏ qua cọng rơm cứu mạng cuối cùng này chứ? Trúc Tiểu Nguyệt không ngờ Mạnh Văn Cương chỉ thích Trúc Linh Linh, mình tốn thời gian trang điểm vậy mà không lọt vào mắt xanh của ông ấy. Vừa ấm ức vừa tức giận. Tôi kém gì Trúc Linh Linh chứ? Dựa vào đâu mà thích Trúc Linh Linh mà không thích tôi, Trúc Linh Linh chỉ là một con phò non. Không biết nó đã dùng thủ đoạn gì để mê hoặc Mạnh Văn Cương. Trúc Tiểu Nguyệt tức đến ngứa răng, mau chóng quay người rời khỏi văn phòng của Mạnh Văn Cương, vừa khóc vừa chạy về nhà. Khi Trúc Tiểu Nguyệt về đến nhà họ Trúc, bọn họ sững sờ, chuyện gì thế này? Sao Trúc Tiểu Nguyệt lại bị đánh? Trúc Minh tức giận nói. Chuyện gì vậy Tiểu Nguyệt, ai đánh con vậy? Trúc Tiểu Nguyệt nghiến răng. Hu hu hu, là cái tên khốn khiếp Mạnh Văn Cương kia. Trúc Phi trầm giọng nói. Tại sao chứ? Chẳng nhẽ cháu không khiến ông ấy thỏa mãn sao? Trúc Diệu tức giận mắng chửi. Bảo cháu đi hầu hạ người ta, chứ đâu bảo cháu đi làm đại tiểu thư, chuyện này mà cũng không làm xong hả, cháu còn có mặt mũi quay lại à? Trúc Tiểu Nguyệt tức giận nói, không cam lòng, mình khổ cực làm tiểu tam của người ta, kết quả bị đuổi đi, thế thì ra thể thống gì? Mấy người biết rõ có bẫy, mấy người có bản lĩnh thì tự mình đi đi. Bắt một đứa con gái như tôi đi thì ra thể thống gì? Chủ tịch Mạnh chỉ thích Trúc Linh Linh thôi, tôi đi cũng vô dụng, còn bị đánh một trận. Người nhà họ Trúc chố mắt nhìn nhau, bây giờ bọn họ không biết nên làm thế nào, Trúc Tiểu Nguyệt đi còn bị Mạnh Văn Cương đánh, chẳng nhẽ ông ấy thích cái loại cố chấp ấy à? Trúc Phi vô cùng đau đầu, Trúc Linh Linh đã rời khỏi nhà họ Trúc rồi, bây giờ làm thế nào để đi tìm cô ấy đây? Mạnh Văn Cương cố chấp, Trúc Linh Linh càng cố chấp.
đúng là một cặp trời sinh. Bố, con không biết đâu, loại người này đúng là khốn khiếp, nồi nào úp vung ấy, bọn họ đúng là lũ ngu, mắt cao quá trán, có chết cũng không đổi. Trúc Diệu nói chắc như đinh đóng cột. Đúng đấy, bác nghĩ con hồ ly tinh Trúc Linh Linh cho Mạnh Văn Cương uống mê hồn dược gì đó, nếu không sao Mạnh Văn Cương cứ đòi đi tìm Trúc Linh Linh, rõ ràng có chuyện gì mờ ám. Trúc Tam cô lo lắng nói, nếu như chủ tịch Mạnh thích dạng phụ nữ đã có chồng, bà ta tự mình ra trận cũng được. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Tiểu Nguyệt không được rồi, nhà họ Trúc chúng ta tiêu đời mất. Trúc Tam Đao nói nhỏ. Cũng không phải không có cách. Đám Trúc Nhị Bạch nhìn Trúc Tam Đao. Mau nói đi. Thì đi tìm Trúc Linh Linh thôi, muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Trúc Linh Linh và Mạnh Văn Cương đúng là một cặp trời sinh, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chúng ta hết cách rồi, chỉ có thể đi tìm Trúc Linh Linh thôi. Trúc Tam Đao bó tay, nhà họ Trúc thực sự đã nghĩ hết mọi cách rồi, nhưng không có cách nào có khả năng thành công, cuối cùng Mạnh Văn Cương cũng nói rồi. Phải bảo phụ nữ nhà họ Trúc đến bàn chuyện làm ăn, ý là bảo Trúc Linh Linh đến. Trúc Súng thấp thỏm nói. Nhưng Linh Linh bây giờ chắc sẽ không quan tâm đến chúng ta đâu. Trúc Nhị Bạch trầm giọng nói. Nó không quyết được, bây giờ nhà họ Trúc chúng ta đang rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, thập tử nhất sinh, trong giờ phút quan trọng, thân là người nhà họ Trúc, lúc này Trúc Linh Linh nhất định phải quay lại cứu nguy. Âu Dương Diễm Diễm nói. Nói như vậy, nhưng... Trúc Linh Linh có Tần Lâm bảo vệ, bây giờ nó sẽ không muốn quay về nhà họ Trúc đâu. Trúc Nhị Bạch thành khẩn nói. Đi đi, đến cầu xin Trúc Linh Linh, Tam Đao, chuyện này giao cho em thì anh mới yên tâm được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 52.